Có thể là bởi vì biến thành ấu bạch nguyên nhân, sở dĩ bạch tiền bối nhất thời tính trẻ con hưng khởi, rất thân mật vì Tống Thư Hàng bọn hắn thiết kế các loại treo nhánh cây tư thế. Tống Thư Hàng bị loay hoay thành thập tự giá tư thế, hai tay mở rộng, hai chân song song. Mà Thất Thu Thánh Quân thì bị loay hoay thành hai tay giao nhau xếp tại sau đầu, thân thể hiện lên S hình dáng vặn vẹo tư thế. Da đen Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, nói, bạch tiền bối, cha ta một hồi bị truyền tống tới về sau, có thể hay không đem hắn loay hoay thành kim kê độc lập cộng bạch hạc lưỡng xí tư thế. Hừm, tốt, ấu bạch gật đầu nói. Tạ ơn bạch tiền bối. Da đen Vũ Nhu Tử ngọt ngào cười nói. Không khách khí, ấu bạch trả lời. Tống Thư Hàng, Thất Tu Thánh Quân, đang khi nói chuyện, siêu một tiếng, không gian ba động truyền đến, trạng thái hôn mê Linh Điệp Thánh Quân bị phi kiếm nâng truyền tống tới. A, à, cha còn đang ngủ, da đen Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Khục, Tống Thư Hàng ho nhẹ nhắc nhở. A, à, đối kém chút quên đi, da đen Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu. Thất Tu Thánh Quân, ấu bạch duỗi tay vẩy một cái. Trạng thái hôn mê Linh Điệp Thánh Quân bị bày thành kim kê độc lập cộng bạch hạc lưỡng xí bộ dáng. Da đen Vũ Nhu Tử đứng ở Linh Điệp Thánh Quân đối diện, cha con mặt đối mặt bày ra đồng dạng tư thế, sau đó da đen Vũ Nhu Tử vui vẻ khống chế máy quay phim, liền đập vài chương cha con chụp ảnh chung. Còn có Vân Tước Tử Tiên Tử, cũng phải bày tư thế sao? Bạch Cốt Tiên Cơ hỏi. Tóc đen Vân Tước Tử vẻ mặt thành thật trả lời, để cho ta phổ thông treo liền tốt, sẽ lộ quang. Trên người nàng liền hất lên một đầu cái chăn, bây giờ còn đang nghĩ biện pháp lặng lẽ vì chính mình thay quần áo. Được, ấu bạch gật đầu nói, sau đó, tóc đen Vân Tước Tử Tiên Tử liền bị lấy treo ngược tư thế, bình thường treo ở ngọn cây bên trên. Bạch Cốt Tiên Cơ, các ngươi quản cái này tư thế gọi bình thường treo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đều chuẩn bị xong chưa? Ấu bạch lên tiếng hỏi. Ta không có vấn đề. Thất Tu Thánh Quân dù cho duy trì xấu hổ tư thế, nhưng như cũ tản ra loại kia làm người an tâm đại tiền bối khí chất, trả lời. Chuẩn bị sẵn sàng, tóc đen Vân Tước Tử thản nhiên nói. Cha ta cũng không thành vấn đề, da đen Vũ Nhu Tử thay thế Linh Điệp Thánh Quân trả lời. Ta cũng thế, Tống Thư Hàng nhẫn nhịn nửa ngày, nhẫn nhịn như thế câu lời kịch đi ra hắn rõ ràng cảm giác mình trạng thái không đúng, luôn cảm giác mình càng ngày càng sẽ không nói chuyện. Đều tưởng muốn tại người khác đọc lên hắn muốn giảng lời kịch về sau, lại học lại câu. Như vậy tiếp đó, ta dẫn dắt ra thế giới thụ lực lượng, để nó chống lên mộng giới quy tắc, hoàn thành tạo thần kế hoạch một bước cuối cùng. Tại thế giới thụ tiếp quản mộng giới quy tắc quá trình bên trong, sẽ gây nên to lớn hiện thế biến hóa. Thừa dịp thế giới biến hóa trong nháy mắt, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc đến cửu phẩm kiếp tiên thứ ba đặc thù kiếp tiên hư không. Về sau có thể thông qua mộng giới lực lượng đem chúng ta thần thức chiếu đến kiếp tiên hư không? Còn có thể hay không thừa cơ đem nguyên thần ký thác trong đó, liền nhìn đại gia tạo hóa của mình. Tạo hóa ngốc ngốc tạo hóa tiên tử nói. Cơ hội chỉ có một lần sao? Tống Thư Hàng hỏi. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Ấu Bạch nói. Tống Thư Hàng, cái kia tương lai, cửu châu nhất hào quần bên trong các tiền bối nhóm tấn thăng bát phẩm về sau, còn có hay không cơ hội hưởng thụ cái này phúc lợi? Chuyện tương lai lại nói. Ấu Bạch cười một tiếng, cười siêu khả ái. Kỳ ngộ loại vật này là tùy thời đều đang biến hóa, không cần cưỡng cầu. Tương lai, cửu châu nhất hào quần bên trong thành viên khác, tự có mới kỳ ngộ đang đợi bọn hắn. Cũng đúng, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nói thí dụ như, nếu như tương lai, hạch tâm thế giới công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý thông nương chứng đạo thành thiên đạo, vậy chỉ cần thiên đạo cho chút thể diện, thoáng mở cửa sau cái gì? Đương nhiên, cái này chỉ là giả thiết, thông nương muốn chứng đạo bất hủ trở thành thiên đạo còn không biết muốn bao nhiêu năm đây. Như vậy, 3, 2, 1 bắt đầu, ấu bạch dùng giọng non nớt kêu lên. Theo chỉ lệnh, cả cái mộng giới bắt đầu khẽ chấn động. Bạch Cốt Tiên Cơ bắt đầu yên lặng vì mọi người hộ pháp hiện tại ẩn tàng đại lão bị Tống Thư Hàng chế thành trụ, thành Tống Thư Hàng hình dạng, mộng giới trung cảnh giới mạnh nhất liền thành Bạch Cốt Tiên Cơ. Mộng các chủ ngốc mao tư lịch so Bạch Cốt Tiên Cơ muốn càng lão, nhưng nàng tấn thăng trường sinh giả muốn đi năm sự. Ầm ầm, mộng giới không ngừng chấn động. Một số nhỏ yếu mộng giới sinh linh bắt đầu hoảng sợ, bọn chúng không biết mộng giới lại chuyện gì xảy ra. Thảm hại hơn chính là một số tâm ma, những thứ này tâm ma nguyên bản đều tại thông qua mộng giới ảnh hưởng bản thân tu luyện giả.
Kết quả lần này mộng giới không ngừng chấn động lúc, những thứ này tâm ma đều bị một mặt mộng ép chấn đi ra. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng, Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân, Vân Thức Tử Tiên Tử, Ấu Bạch Thần Thức bị nâng lên, vô hạn cất cao. Cái này như là lần trước độ kiếp độ đến thiên đạo sụp đổ về sau, Tống Thư Hàng tiếp xúc đến huyền thánh giảng pháp quy tắc lúc một dạng, thần thức bị đề cao, nhìn xuống thế giới. Bọn hắn cảm giác mình thần thức, thành một gốc đại thụ nhánh mầm. Gốc cây kia đại thụ tại mộng giới cắm rễ sinh trưởng, mộng giới không ngừng chấn động, cũng là bởi vì đại thụ cắm rễ triệt để cùng mộng giới quy tắc dung hợp ảnh hưởng. Đây chính là bạch tiền bối bọn người mân mê đi ra thế giới thụ. Tại sao ta cảm giác thế giới thụ bên trên ẩn ẩn có mễ lộ lộ khí tức? Bạch tiền bối không phải là đem mễ lộ lộ mân mê thành thế giới thụ đi. Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động. Nhưng lúc này, hắn không thời gian cùng bạch tiền bối chứng thực. Nguyên thần của bọn hắn, ký thác tại thế giới thụ, bắt đầu bao trùm cả cái mộng giới. Một lát sau, trong hiện thực, bá Tống cái kia trống rỗng trong hốc mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Hắn thấy được những cái kia nhao nhao bị dung ra khả ái tâm ma. Nhiều như vậy đủ loại tâm ma, mỗi một cái nhìn đều là như vậy béo khỏe. Tâm ma khả ái như vậy, cho nên chúng ta đưa chúng nó tê cay đi. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lặng lẽ tại đông đảo tâm ma trên người lưu lại ý niệm lạc ấn. Chờ quay đầu, hắn muốn đem những thứ này tâm ma từng cái móc ra, miễn phí vì chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm chảm tâm ma. Đáng tiếc không thể đem tâm ma chảm căn, chỉ có thể chảm một nửa lưu một nửa. Nhưng coi như chỉ là cắt tâm ma rau hẹ, hẳn là cũng có thể ở một mức độ nào đó đối bọn nó tạo thành suy yếu, để bị tâm ma dây dưa tu sĩ có cơ hội tái tạo đạo tâm. A Bạch nhắc nhở, xin thắt chặt dây an toàn tiếp đó, chúng ta đem tiến hành một đoạn bắn vọt, tiến vào kiếp tiên hư không. Đang lúc Tống Thư Hàng chảy nước bọt, chuẩn bị vì chư thiên vạn giới tu luyện giả miễn phí chảm tâm ma lúc, Ấu Bạch cái kia giọng non nớt vang lên. Tiếp đó, Tống Thư Hàng nguyên thần bắt đầu điên cuồng biểu tốc độ. Nguyên thần vốn là có thuấn tức vạn lý năng lực, một cái ý niệm trong đầu đi qua, liền có thể độn hướng thiên lý chi ngoại. Cho nên trên lý luận tới nói, nguyên thần có thể tiếp nhận tốc độ cực hạn hạn mức cao nhất hẳn là rất cao. Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng nguyên thần lại ngạnh sinh sinh đạt đến có thể tiếp nhận tốc độ cực hạn, to lớn lực áp bách để nguyên thần của hắn phảng phất muốn bể nát. Càng quan trọng hơn là, Ấu Bạch trước đó nói dây an toàn hắn căn bản không có tìm tới đua xe không cài dây an toàn, không có chút nào cảm giác an toàn có thể nói. Dây an toàn đâu, Bạch tiền bối, dây an toàn tại cái nào? Tống Thư Hàng nguyên thần bắt đầu run rẩy. Đồng thời, loại phản ứng này bị hoàn mỹ phản hồi cho hắn nhục thân. Hiện lên thập tự giá trạng bị ở tại đại thụ che trời trên ngọn Tống Thư Hàng nhục thân, hai chân bắt đầu lấy 25 hex tần suất ổn định bắt đầu lay động. Tống tiền bối nhìn qua muốn hư mất đồng dạng, da đen vũ nhu tử nói. Sở các chủ ngốc mau có chút chỉ vào, biểu thị đồng ý, hắn sọ não nhiệt độ đột nhiên đề cao 20 độ tả hữu, xem ra thần trí của hắn ngay tại kinh lịch rất kích thích sự tình. Ta ngược lại cảm giác hắn hẳn là muốn lên nhà vệ sinh tại nghẹn nước tiểu. Bia đá đạo hữu nói. Tạo hóa tiên tử nghe vậy, nghiêng đầu nhìn qua Tống Thư Hàng hai chân run rẩy, một mặt như có điều suy nghĩ. Tại bát phẩm thời điểm liền đem thần thức hình chiếu đến kiếp tiên hư không, đồng thời còn có cơ hội đem nguyên thần ký thác hư không. Không hổ là bạch thánh, sở các chủ ngốc mau cảm thán nói, nàng hồi ức chính mình năm đó tấn cấp chua sót, lại hồi tưởng Tống Thư Hàng thăng cấp kinh lịch. Đột nhiên không muốn nói chuyện. Bạch quải quải, tạo hóa tiên tử nói. Tạo hóa tiên tử, Thư Hàng ý thức không tỉnh táo thời điểm, người muốn nói tiếng người. Bia đá đạo hữu nhắc nhở bởi vì ở đây trừ Thư Hàng bên ngoài, không ai có thể cho tạo hóa tiên tử phiên dịch. Tạo hóa tiên tử ngọt ngào cười, không có trả lời. Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, từ Tống Thư Hàng bên người nhảy ra, sau đó chạy chậm đến Vân Tước Tử tiên tử bên người. Đón lấy. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, tạo hóa tiên tử đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên Vân Tước Tử trên người cái chăn một góc, đem đầu xích lại gần quan sát. Tạo hóa tiên tử làm gì? Da đen vũ nhu tử lên tiếng hỏi. Nếu không phải tạo hóa tiên tử là tiên tử, động tác này chính là quấy rối. Bạch cốt tiên cơ suy đoán nói, nghe Thư Hàng nói vị này Vân Tước Tử tiên tử là nho gia thánh nhân sư phụ. Có phải hay không là tạo hóa tiên tử đối nàng sinh ra hứng thú? Tạo hóa tiên tử là nho gia thánh nhân đệ tử,
cái kia nàng đối với mình sư phụ trên con đường tu hành người dẫn đường hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện, tạo hóa tiên tử xoay người lại một mặt cảm thán nói, lớn. Sở các chủ ngốc mao. Bạch cốt tiên cơ. Da đen vũ nhu tử vô ý thức về sau rụt rụt, nàng sợ tạo hóa tiên tử cũng phải nhìn nhìn nàng lớn. Tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt, đem vân thước tử trên người cái chăn một lần nữa buộc lại. Nghĩ nghĩ về sau, nàng lại trở lại Tống Thư Hàng bên người, đưa tay đem Thư Hàng quần áo trong cởi xuống. Da đen vũ nhu tử vội vàng đưa tay che lại con mắt, tiên tử ngươi làm gì đâu? Tống tiền bối muốn tẩu quang á. Y á lạp lạp tạo hóa tiên tử trở về âm thanh trừ Thư Hàng bên ngoài ai cũng nghe không hiểu, sau đó nàng nắm lấy Thư Hàng sam y, trở lại vân thước tử bên người, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đem quần áo trong bộ đến vân thước tử cái chăn bên trong trên thân thể. Thì ra là thế, là vì vân thước tử suy nghĩ a. Đám người ngầm hiểu. Nhưng là tống tiền bối không gian pháp khí bên trong liền có quần áo, tại sao phải thoát tống tiền bối quần áo trên người? Da đen vũ nhu tử nghi hoặc nhìn qua tiên tử. Hô rầm rầm. Đại thụ che trời đỉnh, gió lạnh thổi qua, thổi lên lá cây, phát ra một trận êm tai tự nhiên thanh âm. Trong gió lạnh, bị lột sam y Tống Thư Hàng thân thể run run tần suất nhanh hơn, từ 25 Hz tăng lên tới 28 Hz, đồng thời cái này tần suất còn tại ổn định lên cao. Gió càng lớn, run run tần suất liền càng cao, thành tuyệt đối tỷ lệ thuận. Đối diện, tạo hóa tiên tử cho vân thước tử mặc áo về sau, lại quay đầu đem ánh mắt chuyển di hướng về phía Tống Thư Hàng run không ngừng hai chân nói đúng ra, là Tống Thư Hàng trên người quần. Cảm ứng được tạo hóa tiên tử ánh mắt sau. Sở các chủ ngốc mao. Bia đá đạo hữu. Chờ chút, tạo hóa tiên tử, mời cho tống tiền bối lưu cái quần đi. Da đen vũ nhu tử vội vàng lên tiếng chặn lại nói. Sam y coi như xong, nếu như Tống Thư Hàng quần cũng bị lột, tẩu quang cũng quá nghiêm trọng, rất có thể cần đánh mã thêm thánh quang, thực tế không ổn. Tạo hóa tiên tử nghe điểm, tiếc nuối nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng quay người trở về đến Tống Thư Hàng thể nội, như là lặn đồng dạng, chỉ đem đầu lộ ra. Không có, tiềm ẩn Tống Thư Hàng trên lưng tạo hóa tiên tử, đột nhiên mở miệng dùng bản âm nói. Da đen vũ nhu tử nghi hoặc hỏi, thứ gì không có? Người nghĩ trên người vân thước tử tìm cái gì sao? Sở các chủ ngốc mao đồng thời hỏi. Tạo hóa tiên tử đem hơn phân nửa khuôn mặt đều dung nhập vào Tống Thư Hàng phần lưng, chỉ lộ ra con mắt, trong hai mắt tràn đầy thất lạc. Nếu như Tống Thư Hàng lúc này hóa thành thể lỏng, đoán chừng tạo hóa tiên tử sẽ còn học sở các chủ, thổi cái bong bóng. Một bên khác, không có dây an toàn có thể hệ Tống Thư Hàng nguyên thần, chỉ có thể cắn chặt răng, chống đỡ sắp bể nát thân thể, dũng cảm tiến tới. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí liền chung quanh thời gian phảng phất đều muốn dừng lại. Tống Thư Hàng sợ nhanh chứng bệnh tình. Ngay tại hắn cảm giác chính mình nguyên thần sắp nhịn không được thời điểm. Đột nhiên có một đạo thanh lương lực lượng từ sau lưng của hắn đánh tới, dung nhập trong cơ thể hắn. Kia là thế giới thụ lực lượng, mang theo lấy mộng giới quy tắc chi lực, cho cực tốc bên trong Tống Thư Hàng tăng thêm đem dầu, cho hắn sau cùng động lực. Tống Thư Hàng cảm giác nguyên thần của mình tốc độ lại một lần nữa tăng lên, đạt đến một cái điểm tới hạn. Hoa! Trong mắt hắn, thế giới bắt đầu áp xúc bắt đầu. Nguyên bản lập thể cảm giác thế giới, bị mãnh nhiên đè ép. Ép đến giấy mỏng trạng thái. Độ cao cái này khái niệm bắt đầu dần dần biến mất không thấy gì nữa, tại hắn thế giới bên trong chỉ tồn tại độ rộng cùng chiều dài. Thậm chí liền suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu bị hạn chế đồng dạng, tư duy đều bằng phẳng hóa. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, chẳng lẽ, đây chính là kiếp tiên hư không? Lúc này nguyên thần tiến vào cái này bằng phẳng hóa thế giới, hiển nhiên cùng bình thường thế giới hoàn toàn khác biệt. Tống Thư Hàng thử nghiệm đem thần thức khuếch tán ra tới. Dĩ vãng thần thức khuếch tán lúc, trực tiếp sẽ giống một cái viên cầu đồng dạng khuếch trương, trên trời dưới đất, toàn bộ không gian cũng sẽ ở thần thức bao phủ bên trong. Mà bây giờ, thần trí của hắn khuếch trương lúc, lại chỉ giống một cái mặt phẳng tròn. Kiếp tiên hư không là hai chiều thế giới. Luôn cảm giác nơi này sẽ rất thích hợp Bạch Long tỷ tỷ ở lại, Bạch Long tỷ tỷ càng ngày càng bằng phẳng hóa. Một ngày nào đó nàng cũng sẽ biến thành nhị duy sinh vật đi. Tống Thư Hàng lúc đầu chỉ là đang nghĩ lấy Tô Thị A Thập Lục, sau đó đột nhiên lại nghĩ đến A Thập Lục trên cổ Bạch Long tỷ tỷ, lại nói tiếp cái này quỷ dị suy nghĩ liền nhảy vào đầu óc hắn, vung đi không được.
Nếu như nơi này chính là kiếp tiên hư không, như vậy bạch tiền bối đâu? Còn có thất tu, linh điệp, vân tước tử tiền bối mấy người, tại đây. Tống Thư Hàng đem hết toàn lực khuếch tán thần trí của mình phạm vi, tìm tòi. Rất nhanh, Tống Thư Hàng liền phát hiện vị thứ nhất tiền bối thất tu thánh quân. Lúc này thất tu tiền bối bằng phẳng, liền như là bị ép đường cơ vượt trên đồng dạng, bẹp còn mở rộng mập một vòng nhưng cho dù là bằng phẳng thất tu thánh quân, vẫn như cũ cho người ta một loại đáng tin, tri thức uyên bác đại tiền bối cảm giác. Tống Thư Hàng hâm mộ nhìn mắt thất tu thánh quân, phát ra tiếng hỏi, thất tu tiền bối, ngươi còn tốt chứ? Thất tu thánh quân nhưng không có đáp lời. Thất tu đạo hữu thần thức đã hôn mê, nguyên thần cưỡng ép ra tốc xâm nhập đến kiếp tiên hư không nhận lực áp bách, vượt ra khỏi thất tu đạo hữu có thể tiếp nhận phạm vi. Lúc đầu, xâm nhập kiếp tiên hư không cần cửu phẩm cấp nguyên thần cường độ mới có thể làm đến. Mà chúng ta là mượn thế giới thụ lực lượng, mưu lợi tiến đến. Để hắn chậm một hồi, liền có thể khôi phục. Huyền nữ môn vân tước tử thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Nhưng Tống Thư Hàng nhưng không có phát hiện vân tước tử tiên tử thân ảnh. Nói cách khác, vân tước tử tiên tử thần thức phạm vi cảm ứng muốn viễn siêu Tống Thư Hàng, cho nên tại cái này mặt phẳng thế giới 2D bên trong, Tống Thư Hàng còn không có nhìn trên bản đồ đến nàng, nàng trước hết thấy được Thư Hàng. Vân tước tử tiền bối ngươi ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Ta tại ngươi bên trái, yên lặng nhìn xem ngươi, ngươi đừng nhúc nhích, ta hướng ngươi tới gần. Vân tước tử trả lời. Một hồi về sau, vân tước tử tiên tử thân ảnh xuất hiện tại Tống Thư Hàng thần thức phạm vi bên trong. Cùng thất tu thánh quân đồng dạng, vân tước tử tiên tử thân hình đồng dạng là bị đè ép bộ dáng, bất quá vân tước tử tiên tử thân hình cũng không có bị ép béo, mà là giống chân nhân ảnh chụp đồng dạng. À, Tống Thư Hàng nhìn qua vân tước tử tiên tử thân hình, đột nhiên sững sờ. Bởi vì lúc này, vân tước tử tiên tử trên thân, vậy mà mặc y phục của hắn. Mà đầu kia cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, thì bị nàng vây quanh ở bên hông, giống váy đồng dạng buộc lên. Nam sĩ sam y cộng cái chăn váy, cái này quần áo tổ hợp, phi thường dụ hoặc. Vân tước tử tiên tử, ngươi làm gì y phục của ta? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Nguyên thần hình chiếu từ hiện thế, cho nên, hiện thế bên trong y phục của ngươi biến đến trên người ta. Vân tước tử tiên tử cười ha ha nói. Tống Thư Hàng. Y phục của ta biến đến vân tước tử tiên tử trên thân, vậy ta trên thân chẳng phải là. Người bây giờ không có quần áo. Ta mượn dùng một câu tam lãng ải du hảo sắp tình, ta thấy được Tống Thư Hàng tiểu hữu meo meo. Vân tước tử tiền bối hai tay che mắt, ngượng ngập nói. Tống Thư Hàng. Cho nên hiện thế bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Có nhìn thấy A Bạch cùng Linh Điệp đạo hữu sao? Vân tước tử tiên tử lại hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu. Vậy chúng ta mang lên thất tu đạo hữu, đi tìm A Bạch cùng Linh Điệp đạo hữu đi. Vân tước tử tiên tử phía bên phải rời đi, đưa tay giữ chặt cái này ngất xỉu bằng phẳng thất tu thánh quân. Sau đó nàng bắt đầu dẫn đường, Tống Thư Hàng cùng ở sau lưng nàng, phía bên phải bên cạnh di động. Chúng ta bây giờ nhất định giống tại diễn một màn kịch đèn chiếu. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hai người một đường du động. Rất nhanh. Liền gặp được đồng dạng lâm vào trạng thái hôn mê Linh Điệp Thánh Quân. Linh Điệp tiền bối cũng hôn mê, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cái này rất bình thường, hai chúng ta mới là không bình thường phạm vi. Vân tước tử tiên tử rất có tự mình hiểu lấy nói. Không không không, chỉ có vân tước tử tiền bối ngươi là không bình thường phạm vi. Ta cảm giác vẫn tương đối bình thường, Tống Thư Hàng nói. Nói đứng, hắn bơi đến Linh Điệp tiền bối bên người. Soái khí Linh Điệp tiền bối lúc này cũng bị đè ép ép phẳng ép béo. Đúng rồi, vân tước tử tiên tử, nguyên thần là sẽ không gạt người đúng không? Vô luận bề ngoài thế nào ngụy trang, nhưng nguyên thần là sẽ không gạt người đúng không? Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng hỏi. Trên cơ bản là sẽ không gạt người, nhưng cũng có một chút đặc thù trang bị có thể ẩn tàng nguyên thần trạng thái. Ngươi muốn làm gì? Vân tước tử hỏi. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong kỳ thật có cái nghe đồn. Liên quan tới Linh Điệp tiền bối. Tống Thư Hàng nhắc nhở nói. À, liên quan tới Linh Điệp Thánh Quân rất có thể là Linh Điệp tiên tử truyền ngôn. Vân tước tử lập tức cũng nhãn tình sáng lên. Đây là cái cơ hội tốt, Tống Thư Hàng nói. Người đến nắm thất tu đạo hữu, đừng để nguyên thần của hắn bay xa. Ta đi cấp Linh Điệp đạo hữu kiểm tra một chút, Vân tước tử vui vẻ nói.
tìm đường chết loại chuyện này là sẽ cộng minh. Mà lại, tìm đường chết cùng tìm đường chết gặp được cùng một chỗ về sau, cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Mà là phương thức tính toán. Vân Tước Tử cực nhanh bơi đến Linh Điệp Thánh Quân bên cạnh, đưa tay bắt đầu tiếp xúc nguyên thần của hắn. Ngón tay của nàng vừa tiếp xúc đến Linh Điệp Thánh Quân, đột nhiên từ trên thân Linh Điệp Thánh Quân có một đạo vầng sáng nhàn nhạt bắn lên, đem Vân Tước Tử tiên tử tay nhỏ bắn ra. A, Vân Tước Tử sững sờ. Linh Điệp tiền bối nguyên thần có đặc thù pháp khí bảo hộ. Tống Thư Hàng hỏi. Không phải pháp khí, càng giống là một loại chúc phúc. Vân Tước Tử tiên tử lên tiếng nói. Tại Linh Điệp Thánh Quân nguyên thần bên trên, có một đạo phi thường thần kỳ chúc phúc, đang yên lặng thủ hộ lấy nguyên thần của hắn, không cho nguyên thần của hắn nhận ác ý tổn thương. Tống Thư Hàng đồng dạng tò mò tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng tiếp xúc Linh Điệp Thánh Quân nguyên thần. 3. Nhẹ nhàng tiếp xúc lúc, Tống Thư Hàng tay đồng dạng bị bắn ra. Nhưng là đã lâu giám định bí pháp bị kích hoạt ra. Có phù văn màu vàng từ Tống Thư Hàng trong hốc mắt chảy ra cũng để Tống Thư Hàng nguyên thần cùng nhục thân đồng thời thanh toán giám định đại giới. Tống Thư Hàng nguyên thần truyền đến đau đớn một hồi, bất quá loại thống khổ này Tống Thư Hàng kho số liệu bên trong đã có hồ sơ, cho nên có thể cơ bản miễn dịch. Mộng giới bên trong, hắn treo ở trên nhánh cây nhục thân, trực tiếp vỡ ra mấy đạo vết thương, máu tươi tràn ra. Bạch Cốt Tiên Cơ nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Thư Hàng nhục thân làm sao đột nhiên thụ thương rồi? Không có việc gì, đây là chuyện thường xảy ra. Sở Các Chủ ngốc mau bình tĩnh nói. Da đen Vũ Nhu Tử lấy ra một con bình nhỏ, đem Thư Hàng trong vết thương tràn ra máu tươi tiếp hảo Tống Thư Hàng máu tươi hiện tại có thể khó được. Phải biết, Tống Thư Hàng bây giờ người mang 4 loại chư thiên vạn giới đỉnh tiêm nhất lưu tôi thể chi pháp, cực kỳ cường hãn. Hiện tại liền xem như phổ thông bát phẩm thần binh trên người Tống Thư Hàng cơ động. Đoán chừng cũng không thể rách ra. Các ngươi vì cái gì có thể bình tĩnh như vậy? Bạch Cốt Tiên Cơ luôn cảm giác chính mình cùng mọi người không hợp nhau. Không có việc gì, tại Thư Hàng bên người ngốc lâu về sau, người cũng sẽ quen thuộc. Sở Các Chủ ngốc mau an ủi. Da đen Vũ Nhu Tử nói bổ sung, Tống tiền bối hẳn là lại dùng giám định bí pháp, đây chỉ là bí pháp đại giới. Loại thống khổ này đối Tống tiền bối mà nói cũng không tính là gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng trên thân cái kia từng đầu vết thương đã nhanh chóng khép lại, đây là thành thục vết thương, đã học xong chính mình khép lại. Cùng một thời gian, có giám định tin tức tràn vào Tống Thư Hàng não hải. Vũ Nhu Tử mụ mụ chúc phúc, đây là Vũ Nhu mụ mụ đối Linh Điệp Thánh Quân chúc phúc, bảo hộ linh hồn của hắn không nhận tổn thương. Vũ Nhu Tử mụ mụ chúc phúc, Tống Thư Hàng một mặt tiếc nuối, xem ra Linh Điệp tiền bối không phải Vũ Nhu Tử mụ mụ. Xem ra quần bên trong truyền ngôn là cái lời đồn, căn bản không tồn tại cái gì Linh Điệp tiên tử. Mặt khác, giám định bí pháp bên trong bị đánh mã dấu sao, là cái gì? Bảo hộ Linh Điệp tiền bối không nhận ai tổn thương. Trong lúc đang suy tư, ấu bạch thanh âm vang lên, Thư Hàng. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại đã thấy một cái lập thể bạch tiền bối, họa phong cùng mọi người không hợp nhau, chính chậm rãi tới gần. Bạch tiền bối, vì cái gì ngươi là lập thể? Tống Thư Hàng sững sờ. Đây là tiếp theo giai đoạn các ngươi phải làm. Ấu Bạch khẽ gật đầu, nói, muốn đem nguyên thần ký thác trong hư không, đầu tiên, người muốn đem nguyên thần của mình một lần nữa biến lập thể bắt đầu. Làm sao biến? Tống Thư Hàng ngồi xuống, khiêm tốn thỉnh giáo. Thổi phồng, Ấu Bạch dùng một loại không xác định ngữ khí trả lời. Tống Thư Hàng. Tống, búp bê bơm hơi, Thư Hàng. Vì cái gì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc? Vân Tước Tử tiên tử thần thức chính bảo bọc bằng phẳng Tống Thư Hàng, nhìn hắn nghe được Ấu Bạch nhấc lên thổi phồng lúc một mặt mộng bức, liền lên tiếng hỏi. Bất quá bởi vì Tống Thư Hàng bị đè ép nguyên nhân, Vân Tước Tử tiên tử cứ nhiên không có trực tiếp đọc đến ra Tống Thư Hàng bộ mặt biểu lộ phụ đề. Tống Thư Hàng, ta đang nghĩ ta nhóm muốn làm sao thổi phồng. Nếu như chỉ là vật lý bên trên thổi phồng, như vậy phương thức tốt nhất hẳn là miệng đối miệng thổi hơi. Cái kia chẳng phải xong rồi. Hôn môi. Không đúng không đúng, bạch tiền bối nói thổi phồng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy nông cạn. Có phải hay không là một loại nào đó ý nghĩa tượng trưng bên trên ý tứ? Nói thí dụ như, vì chính mình động viên, để cho mình biến càng tự tin cái chủng loại kia thổi phồng. Ta thật sự không tệ, ta thật sự rất không tệ. Bằng hữu của ta nghĩ kiêu ngạo nói cho ngươi,
ta thật sự rất không tệ. Tống Thư Hàng thử nghiệm hát càng có tự tin. Ấu Bạch, Vân Tước Tử tiên tử. Hừm, xem ra không phải để cho mình biến càng tự tin thổi phồng. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, ra mặt dày cũng có ra mặt dày chỗ tốt, chỉ ít hắn tại xấu hổ lúc, còn có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút lời nói, hắn thật đúng là không cần vì chính mình động viên để cho mình thổi phồng, dù sao cửu u chúa tể quyền hạn tác dụng phụ chính là thỉnh thoảng để trong lòng hắn bành trướng, khống chế không nổi. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi não mạch kín đại khái là đánh kết. Vân Tước Tử tiên tử nói. Khục, Tống Thư Hàng khiêm tốn thỉnh giáo, Bạch tiền bối, vậy chúng ta muốn làm sao cho mình thổi phồng? Ấu Bạch vẫn như cũ dùng loại kia không xác định ngữ khí trả lời, vật lý bên trên thổi phồng hoặc động viên. Tống Thư Hàng. Vân Tước Tử tiên tử nghe vậy, đột nhiên nhãn tình sáng lên, a Bạch, nếu như vật lý bên trên thổi phồng có thể hữu hiệu, cái kia nói không chừng còn có thể lựa chọn đánh xưng cái này tuyển hạng. Dù sao đồng dạng là biến lập thể lên, Thư Hàng tiểu hữu ngươi có muốn hay không thử một chút? Tống Thư Hàng. Đem chọn cái nhân vật từ 2D hình ảnh ngạnh sinh sinh đánh xưng thành 3D hình ảnh, Vân Tước Tử tiên tử ngươi là ma quỷ sao? Mà lại chúng ta bây giờ thế nhưng là nguyên thần trạng thái. Nguyên thần bên trên thống khổ nhưng so sánh nhục thân bên trên thống khổ mạnh hơn nhiều. Liền xem như ta, cũng chưa từng có hưởng qua đem nguyên thần đánh xưng thống khổ. Tạ ơn Vân Tước Tử tiền bối đề nghị, nhưng đánh xưng loại phương thức này ta coi như xong. Nếu như tiên tử ngươi có hứng thú, ngươi có thể bản thân thử một chút. Tống Thư Hàng trả lời. Loại phương thức này không thích hợp ta, bằng vào ta thể chất, đoán chừng còn không đánh xưng liền chết, mà một chết liền sẽ phục sinh. Vân Tước Tử tiên tử trả lời, mà Thư Hàng tiểu hữu thể chất của ngươi tương đối tốt, không lại suy tính một chút. Toàn thân đánh xưng ta cũng sẽ chết đó a, ta không muốn lựa chọn thảm liệt như vậy kiểu chết, sở dĩ Bạch tiền bối. Vật lý bên trên thổi phồng muốn làm thế nào đến? Tống Thư Hàng lại hướng Bạch Thánh dò hỏi, tỉ như Bạch tiền bối chính ngươi là thế nào làm được? Ta, nguyên thần vừa tiến vào kiếp thiên hư không về sau, liền bản thân thổi phồng biến lập thể đi lên. Ấu Bạch có chút ngại ngùng trả lời, sở dĩ, thật có lỗi Thư Hàng, ta ví dụ không có tham khảo ý nghĩa. Tống Thư Hàng tuyệt vọng ngẩng đầu. Ta cũng tốt muốn giống như Bạch tiền bối. Sau khi đi vào liền bản thân thổi phồng hoàn thành lập thể hóa. Đang lúc Tống Thư Hàng buồn rầu lấy như thế nào mới có thể để cho mình nguyên thần lập thể hóa thời điểm, bên cạnh Vân Tước Tử thân thể đột nhiên bắt đầu biến có lồi có lõm, đường cong rõ ràng, cả cái hình tượng cũng bắt đầu lập thể hóa lên. Tống Thư Hàng. Loại cảm giác này tựa như là hai cái học cặn bã tại đồng thời khảo thí lúc, đột nhiên có một cái học cặn bã não vực bị khai phát, bên dưới bút như hữu thần. Ngắn ngủi vài phút bên trong tiến hóa thành học bá, đem độ khó cao bài thi hoàn mỹ giải đề. Hóa ra đến cuối cùng, chỉ có ta mới thật sự là học cặn bã. Vân Tước Tử tiên tử, ngươi làm như thế nào? Tống Thư Hàng liền vội vàng hỏi, đừng nói cho ta, ngươi cũng là giống như Bạch tiền bối, đột nhiên liền bản thân bành trướng. Đồ ngốc, đó là đương nhiên là bởi vì, ta có công pháp tương ứng a. Vân Tước Tử tiên tử mỉm cười. Tống Thư Hàng. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy chư thiên vạn giới tất cả mọi người là Bạch Thánh, có thể vừa tiến vào đến kiếp tiên hư không, liền tự động thổi phồng lập thể hóa sao? Vân Tước Tử tiên tử hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng trả lời, dĩ nhiên không phải. Đã người người không có khả năng đều là Bạch Thánh, như vậy, hắn cửu phẩm kiếp tiên tại tiến hành nguyên thần ký thác hư không quá trình lúc, lại là làm sao làm được đem nguyên thần của mình bành trướng lập thể hóa? Vân Tước Tử tiên tử nhắc nhở nói. Sở dĩ, đương nhiên là có chuyên môn làm nguyên thần lập thể hóa công pháp và thủ đoạn. Những thủ đoạn này cùng công pháp, đều là các tiền bối một chút xíu nghiên cứu ra được. Vân Tước Tử tiền bối ngươi làm sao nắm giữ lấy loại công pháp này? Tống Thư Hàng hỏi. Bất quá vừa hỏi xong, hắn lại đột nhiên nghĩ đến Vân Tước Tử thân phận. Sự tồn tại của nàng phi thường đặc thù, cũng không thể thật coi nàng là thành phổ thông thất phẩm tôn giả. Nàng nắm giữ lấy đại lượng viễn cổ thậm chí là thái cổ thời kỳ bí pháp. Chỉ là cửu phẩm kiếp tiên nguyên thần lập thể hóa công pháp, đối với nàng mà nói cũng không hiếm thấy. Vân Tước Tử cười trả lời, ta liền tùy tiện trong đầu tìm tòi một chút, liền nhớ lại ta đã từng tu luyện qua một môn tương tự công pháp, tùy tiện thử một chút liền thành công. Vân Tước Tử tiền bối có thích hợp ta công pháp không? Tống Thư Hàng gửi đi xin giúp đỡ. Vân Tước Tử tiên tử lại hỏi ngược lại. Người biết viễn cổ ngôn ngữ không?
học được một số. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật. Vân Tước Tử tiên tử lại hỏi, vậy ngươi biết thái cổ ngôn ngữ không? Còn không học được, Tống Thư Hàng tiếp tục ngẩng đầu vọng thiên, hắn đã biết đáp án. Vậy ta không dạy được ngươi, ngươi là ta mang qua kém nhất một giới học sinh. Vân Tước Tử thành khẩn trả lời, ta công pháp đều là viễn cổ ngôn ngữ hoặc là thái cổ ngôn ngữ tạo thành, ta muốn dạy ngươi, cần đưa chúng nó một chút xíu phiên dịch thành hiện đại văn, đó là cái rất phức tạp quá trình. Liên quan tới công pháp phiên dịch, nếu là sai một cái từ, ý nghĩa liền có thể có cách nhau một trời một vực. Tống Thư Hàng, bất quá ta có lẽ có thể cho ngươi một cái đề nghị. Vân Tước Tử tiên tử tại bóp tắt Tống Thư Hàng hy vọng về sau, lại lần nữa cho hắn nhóm lửa một hạt hy vọng hỏa trùng. Ấu Bạch tại bên cạnh cười nói, Vân Tước Tử tiên tử, cũng không cần đùa Thư Hàng. Ngươi có thể cân nhắc thử một chút cái kia ma thần trụ biến chủng công pháp bá thần trụ. Loại này ma môn thần điển, bản thân liền đầy đủ ủng hộ một vị ma tu một mực tu luyện tới kiếp tiên cảnh giới. Vân Tước Tử tiên tử đề nghị, dùng bá thần trụ cho mình thổi phồng. Mặc dù không biết muốn làm sao thao tác, nhưng Tống Thư Hàng vẫn là án lấy Vân Tước Tử tiên tử đề nghị, đem bá thần trụ từng cây triệu hoán đi ra. Trường sinh trụ hệ liệt, hà chỉ trụ, côn vương trụ, cùng vừa ngưng tụ hư nhật trụ. Công đức trụ hệ liệt, xà tiên trụ. Thiên kiếp trụ hệ liệt, thái cổ trụ. Tạm định danh, tương lai muốn đổi tên Thư Hàng trụ. Năm cái bá thần trụ đã bình ổn diện phương thức xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Nhưng Tống Thư Hàng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Không được a, Tống Thư Hàng khổ não nói. Hoa vừa dứt lời, từ công đức trụ bên trên, có một đầu xà mỹ nhân bò lên xuống tới. Tiên tử thông qua loại này lén qua phương thức, tiến vào kiếp tiên hư không bên trong. Càng quan trọng hơn là, công đức xà mỹ nhân nàng cũng là lập thể. Kỳ thật công đức tiên tử là lập thể hình thức, hoàn toàn có thể lý giải. Nàng kiếp trước tiên tử là viễn cổ thiên đình cửu phẩm kiếp tiên. Mà lại năm đó nàng rất sớm đã tiếp xúc đến công đức võng lạc, cũng biết được giấu ở công đức võng lạc bên trong đầu kia đến nay còn không có bị người chứng đạo qua con đường trường sinh. Bất quá, nàng năm đó không có lựa chọn bước ra đầu này công đức trường sinh chi đạo, vẫn như cũ đem hắn lưu tại cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Hiện tại đầu này giấu ở công đức võng lạc bên trong trường sinh chi đạo, càng là giao cho đang tại độ cửu phẩm thiên kiếp cật qua thánh quân. Tại trước khi vẫn lạc, công đức xà mỹ nhân đã là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, nàng tự nhiên có thể tại kiếp tiên hư không bên trong bảo trì lập thể hình thái. Từ công đức trụ bên trên bò xuống về sau, công đức xà mỹ nhân hai tay chồng ở dưới cằm chỗ, công đức quang mang bao phủ Tống Thư Hàng bằng phẳng nguyên thần. Ở cái này bằng phẳng thế giới 2D bên trong, muốn thuận tiện nhìn đồ vật, chỉ có thể ỷ lại tại thần thức quét hình. Cũng may mắn tu sĩ nhóm nhìn đồ vật đã không giới hạn trong con mắt loại này khí quan, nếu không tại cái này bằng phẳng thế giới bên trong, bọn hắn nửa bước khó đi. Đi vào Tống Thư Hàng bên người về sau, công đức xà mỹ nhân trong miệng bắt đầu phát ra lời kịch, người muốn thu hoạch được cứu vớt sao? Nếu mà muốn, liền lớn tiếng la lên tên của ta đi. Tiên tử ngươi có phương pháp án để cho ta thổi phồng, biến thành 3D. Tống Thư Hàng suy đoán công đức xà mỹ nhân lời nói bên trong ý tứ, dò hỏi. Công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu, nàng vung tay lên một cái, công đức trụ quay cuồng lên, bị vận mệnh nghiền ép lên, mới hiểu thời gian tử bi. Câu này lời kịch Tống Thư Hàng tựa hồ tại chỗ nào nghe qua, hẳn là lấy tự một bộ phim. Mà câu này lời kịch bên trong ý tứ, công đức xà mỹ nhân là muốn dùng công đức trụ đem hắn triển một lần. Đợi đã công đức tiên tử. Tống Thư Hàng vội vàng kêu dừng, ta là muốn để thân thể thổi phồng biến thành 3D, mà không phải để thân thể biến càng bằng phẳng, ngươi đừng lý giải sai rồi. Nàng không có lý giải sai lầm, lúc này, bên cạnh Vân Tước Tử lên tiếng giải thích nói, chỉ muốn nghiền ép lên đi, ép sưng lên, liền bành trướng. Công đức xà mỹ nhân đối Vân Tước Tử tiên tử giơ ngón tay cái lên hai người tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tống Thư Hàng, tiên tử đừng làm rộn. Công đức trụ nếu tới về triển hơn mấy lượt, nguyên thần của ta đều phải chết vểnh lên vểnh lên. Luôn cảm giác công đức xà mỹ nhân thuộc tính khả năng cùng da đen vũ nhu tử sai lầm. Hi hi, công đức xà mỹ nhân một lần nữa leo đến Tống Thư Hàng bên người, lần nữa đọc lấy lời kịch, người muốn thu hoạch được cứu vớt sao? Nếu mà muốn, liền lớn tiếng la lên tên của ta đi. Đây là nàng liên tục hai lần niệm cùng một câu lời kịch. Nói cách khác nàng câu này lời kịch bên trong chứa tầng sâu ý nghĩa,
Tống Thư Hằng còn không có đoán được. Chẳng lẽ, công đức tiên tử ngươi là muốn ta đọc lên tên của ngươi? Tống Thư Hằng đột nhiên trong lòng hơi động. Một mực đến nay, hắn đều không có gọi đối diện công đức xà mỹ nhân danh tự viễn cổ ngôn ngữ phát âm, tên của nàng tại viễn cổ ngôn ngữ phát âm bên trong thuộc về đặc biệt khó khăn loại hình. Tống Thư Hằng cảm giác mình đầu lưỡi rất có thể cần làm cái phân nhánh cắt chém giải phẫu, mới có thể đem tên công đức xà mỹ nhân niệm đi ra. Hiện tại, từ công đức xà mỹ nhân lời kịch đến phỏng đoán, nàng ý tứ là để cho mình niệm đối tên của nàng, nàng mới có thể giúp bản thân hoàn thành thổi phồng lập thể hóa quá trình. Công đức xà mỹ nhân cười hì hì bộ dáng, nhưng không có chính diện trả lời Tống Thư Hằng vấn đề. Vậy ta thử một chút đi, Tống Thư Hằng nói. Ấu Bạch hỏi, cần trợ giúp sao? Nếu như có thể mà nói, Bạch tiền bối mời hỗ trợ niệm một chút công đức tiên tử danh tự, ta tốt đi theo niệm mấy lần. Tống Thư Hằng trả lời. Ấu Bạch một chút đầu, dùng ngây thơ lại rõ ràng giọng nói phát ra tiếng. Tống Thư Hằng ở trong lòng mặc niệm một lần tên công đức xà mỹ nhân, sau đó hắn há miệng ra, đô la phần trăm và. Không tệ lắm, đúng hai cái âm tiết, Vân Tước Tử tiên tử tại bên cạnh cười trêu nói. Lại để cho ta thử một chút, Tống Thư Hằng trong đầu bắt đầu lặng yên muốn từ ma hải thế giới ở bên trong lấy được liên quan tới hết thảy văn tự cùng giọng nói đầu nguồn quy tắc, cũng ý đồ điều động lực lượng của nó. Tống Thư Hằng lần nữa lên tiếng, lần này, đầu lưỡi của hắn phảng phất bị rót vào linh hồn, theo Tống Thư Hằng tâm ý, hoàn mỹ đem hắn trong đầu công đức xà mỹ nhân danh tự cho nói ra. Viễn cổ văn tự bên trong, mỗi một chữ đều mang theo lấy một số lực lượng. Mà tại Tống Thư Hằng lần thứ nhất hoàn chỉnh đem tiên tử danh tự cho niệm đi ra lúc, liền cảm giác mình cùng tiên tử ở giữa trong cõi u minh lại nhiều một điểm thân mật liên hệ. Công đức xà mỹ nhân lộ ra nụ cười sán lạn. Ta tại, trình cầu đàn, nàng trả lời. Sau đó, nàng bắt lấy Tống Thư Hằng bàn tay, hóa thành công đức chi lực dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Theo công đức chi lực nhập thể, Tống Thư Hằng bằng phẳng nguyên thần như là thổi phồng một dạng, bắt đầu một chút xíu bành trướng. Công đức xà mỹ nhân tựa như là bổ sung vật một dạng, cưỡng ép đem bằng phẳng Tống Thư Hằng chống đỡ thành lập thể. Kiếp tiên nguyên thần ký thác hư không lập thể hóa công pháp, Tống Thư Hằng căn bản không cần đi tu luyện. Đáng tiếc, loại thủ đoạn này cũng chỉ giới hạn trong Tống Thư Hằng tự thân sử dụng cái này chư thiên vạn giới bên trong, có ý thức của mình, sẽ chủ động lén qua đến kiếp tiên hư không cụ hiện hóa công đức chi lực, cũng chỉ có Tống Thư Hằng công đức xà mỹ nhân. Mà lại bản thể vẫn là bát phẩm. Công đức chi lực cường độ lại đạt tới cửu phẩm, cũng chỉ có Tống Thư Hằng loại này 7 lần giảng pháp bá Tống đại lão mới có thể tại bát phẩm lúc, ngưng tụ cường đại như vậy công đức chi lực. Thân thể khôi phục lập thể cảm giác, đơn giản bổng thấu. Tống Thư Hằng suy nghĩ khẽ động, chuẩn bị giống tại hiện thế bên trong một dạng di động nguyên thần của mình. Nhưng khi hắn một xê dịch lúc, lại phát hiện bản thân vẫn như cũ bị hạn chế tại kiếp tiên hư không bên trong, căn bản là không có cách giống hiện thế như thế di động. Loại cảm giác này, có chút là phù điêu, mặc dù chính diện có được lập thể bộ dáng, có lồi có lõm, nhưng mặt sau kỳ thật vẫn như cũ bị hạn chế tại mặt phẳng thế giới bên trong. Nếu như nói kiếp tiên hư không là hai duy, vậy bây giờ lập thể Tống Thư Hằng miễn cưỡng tính cái 2.5 duy. Ta còn tưởng rằng biến thành lập thể về sau, liền thoáng đột phá cái này kiếp tiên hư không hạn chế. Tống Thư Hằng nói. Ấu Bạch trả lời, không thể dễ dàng như thế. Nguyên thần khôi phục vì lập thể hình thức chỉ là kiếp tiên nguyên thần ký thác hư không tiền trí điều kiện. Vân Tước Tử tiên tử tiếp lấy giải thích nói, lập thể hình thức chỉ là vì để cho chúng ta ở vào kiếp tiên hư không cùng hiện thế hình thức ở giữa, lấy 2.5 duy nửa lập thể phương thức, quan sát kiếp tiên hư không cũng tìm kiếm cái nào đó điểm, lại đem nguyên thần hạt giống ký thác tại cái này điểm bên trong đi. Nói cách khác, đón lấy đến nguyên thần của chúng ta cần tại cái này kiếp tiên hư không bên trong bế quan một đoạn thời gian. Tăng cường tự thân cùng kiếp tiên hư không thân hòa độ, đến lĩnh hội kiếp tiên hư không bên trong cái kia điểm. Bế quan, Tống Thư Hằng mỉm cười. Đây chính là ta Tống mỗ hướng tới sự tình. Tống Thư Hằng từ bắt đầu tu luyện trở đi, vẫn rất chờ mong mình có thể có được bình thường tu chân họa phong tỷ như giống như bình thường tu luyện giả như thế đằng vân giá vụ, ngự kiếm phi hành, mà không phải giống hắn dạng này bị kéo đao thuật kéo lấy chạy loạn, lại tỷ như có thể anh Tuấn bế quan. Mà không phải giống hắn dạng này mấy tiếng liền xem như bế trường quan. Mà lại hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác cần một cái hơi dài một điểm bế quan, đến chỉnh hợp bản thân gần nhất thu hoạch. Từ hôm nay trở đi,
muốn làm một cái chân chính tu sĩ. Luyện đan, dưỡng khí, bế cái trường quan. Bạch tiền bối, Vân Tước Tử tiên tử, chúng ta bây giờ liền bế quan sao? Ta đã không thể chờ đợi, Tống Thư Hàng dõng dạc nói. Dứt lời, thần trí của hắn nhìn hướng Bạch tiền bối. Kết quả hắn phát hiện Ấu Bạch đã không biết từ lúc nào, lặng lẽ bế quan. Ấu Bạch thân thể cuộn thành một đoàn, hai mắt khép kín lúc, lông mi thật dài còn tại có chút vỗ, thịt đô đô khóe miệng có chút nhếch lên. Nói đến, Bạch tiền bối gần nhất hoàn toàn chính xác có đoạn thời gian không bế quan. Tống Thư Hàng thanh âm không tự chủ được nhu hòa nói. Cùng Tống Thư Hàng đối bế quan có chút hứng thú khác biệt, bế quan đối Bạch tiền bối tới nói thế nhưng lại yêu thích nếu như không phải năm ngoái Tống Thư Hàng đón hắn xuất quan về sau, mỗi ngày đều sẽ phát sinh các loại thú vị sự kiện lớn, hiện tại thậm chí ngay cả thiên đạo đều bị làm đến sụp đổ, Bạch tiền bối đã sớm bế quan đi. Có thể nói, gần nhất một năm Bạch tiền bối đều là gắng gượng không đi bế quan, một mực bị các loại mãnh liệt hơn cảm thấy hứng thú sự kiện hấp dẫn lấy, mới kiên trì cho tới hôm nay. Tựa như là một cái rõ ràng đã rất buồn ngủ người, nhưng bởi vì suốt đêm chơi game thực sự quá thú vị, gắng gượng không đi ngủ cảm giác. Ta lúc đầu cũng coi là A Bạch đi ra chơi một vòng về sau, một hai tháng liền sẽ trở về bế quan tu luyện, kết quả lần này hắn một mực kiên trì tới hiện tại. Vân Tước Tử tiên tử cười nói. Sau đó, Vân Tước Tử nguyên thần phù đến thất tu thánh quân, linh điệp thánh quân bên người, dùng bản thân dày rộng dài tóc xanh xoa thành dây tết. Đem hai người nguyên thần trói sau lưng chính mình. Thư Hàng, người đem Bạch A Bạch cũng kéo qua. Vân Tước Tử lại đối Tống Thư Hàng nói, đón lấy đến chúng ta năm người toàn bộ muốn đi vào bế trường quan hình thức, thất tu cùng linh điệp lại không có tỉnh lại, cho nên chúng ta trước trói đến cùng một chỗ. Miễn cho tại cái này kiếp tiên hư không bên trong phiêu tán. Được Tống Thư Hàng duỗi tay dắt Ấu Bạch tay nhỏ, đem hắn đưa đến Vân Tước Tử tiên tử bên người. Vân Tước Tử tiên tử lại viện hai đầu bím tóc, đem Thư Hàng cùng Ấu Bạch cho trói đến cùng một chỗ. Anh em hồ lô, một cây dây leo bên trên bảy. Bốn đóa hoa Tống Thư Hàng thể nội, công đức xà mỹ nhân đột nhiên mở miệng hát nói. Tống Thư Hàng, tiên tử, nghiêm túc một chút. Vân Tước Tử tiên tử chân thành nói, ta cái này rõ ràng là tại thả bốn cái diều. Công đức xà mỹ nhân, bốn cái diều ca. Nàng lời kịch trong kho trong lúc nhất thời thật đúng là không tìm ra được, sở dĩ tiếp không lên lời này gốc dạ. Hảo hảo bế quan, chú ý lần bế quan này mục đích, không phải đơn thuần vì tu luyện, mà là vì cùng kiếp tiên hư không bồi dưỡng thân hòa độ. Vân Tước Tử tiên tử lại nhắc nhở. Dứt lời, nàng ngồi xếp bằng tốt, lông mi thật dài khép kín, rất mau tiến vào bế quan trạng thái. Các tiền bối từng cái đều là bế qua hàng trăm hàng ngàn lần đại quan tiểu quan tồn tại. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tiến vào bế quan hình thức. Tống Thư Hàng hít sâu. Sau đó hắn học Vân Tước Tử tiên tử, ngồi xếp bằng, đem ý thức của mình chạy không, cố gắng tiến vào bế quan hình thức. Sau 10 phút, Tống Thư Hàng có thể mảnh mảnh cột vào bản thân eo âm Vân Tước Tử tiên tử bím tóc, tại kéo lấy hắn phi hành. Sau 20 phút, Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được kiếp tiên hư không bên trong đặc thù năng lượng. Đang nhẹ nhàng tiếp xúc nguyên thần của hắn, nhưng những thứ này kiếp tiên hư không năng lượng sờ nhẹ tức đi, bọn chúng chỉ là bá tống sinh mệnh không có ý nghĩa khách qua đường, không ngừng lại một lát. Sau 30 phút, ta còn không có tiến vào bế quan hình thức sao? Tống Thư Hàng nội tâm phi thường tuyệt vọng. Hắn tựa như một cái thói quen dạng sáng 4 giờ người ngủ, đột nhiên tại ban đêm 11 giờ liền bò lên giường, chằn chọc, cứng rắn không cách nào ngủ. Không nên. Tiếp tục như vậy không thể được. Ta cần cùng kiếp tiên hư không tăng lên độ thiện cảm, nhất định phải tiến vào bế quan trạng thái, cùng kiếp tiên hư không tiến vào cấp độ sâu giao lưu. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn đem hết toàn lực bài không bản thân trong đầu suy nghĩ, để cho mình đại não lâm vào huyền diệu không có gì, vô ngã cảnh giới. Ngày nay Thư Hàng nói thế nào cũng là hàng thật giá thật bát phẩm huyền thánh, nghiêm túc đi làm một sự kiện lời nói, vẫn có thể làm đến. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái. Nói lên bồi dưỡng độ thiện cảm lời nói, không biết ta dưỡng đao thuật sẽ có hay không có điểm tác dụng. Mắt thấy Tống Thư Hàng một giây sau liền muốn tiến vào bế quan hình thức thời điểm, đột nhiên một cái tao suy nghĩ dâng lên. Tống Thư Hàng nguyên thần đột nhiên chấn động, cảm giác cái phương án này có lẽ có thể thực hiện. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đang bế quan đồng thời,
để nguyên thần bảo trì bản năng hướng ngoại giới thi triển dưỡng đao thuật cũng không khó khăn. Hắn có thể giống người bình thường hô hấp một dạng, tại trong một giây đều hướng ngoại giới phát xạ dưỡng đao thuật. Muốn làm liền làm. Tống Thư Hàng nguyên thần tóc khuếch tán ra đến, hình thành từng cái tay nhỏ, bắt đầu ở hư không bên trong ma sát kiếp tiên hư không không giống xích tiêu kiếm như thế, có được cái nào đó thực thể. Thậm chí cùng tinh cầu cũng khác biệt, không có một cái nào thực tế đại địa. Sở dĩ, Tống Thư Hàng trực tiếp đem bản thân vị trí cả cái hư không xem như là dưỡng đao thuật thụ thuật thể. Hắn đem bản thân cái kia giá rẻ xoa bóp chi ái khuếch tán đến cả cái hư không. Từng cái nguyên thần tóc tay nhỏ trong hư không không ngừng hoạt động, đem dưỡng đao thuật phóng thích đến hư không bên trong đi, khuếch tán ra tới. Làm xong việc này về sau, cự ly Tống Thư Hàng chuẩn bị bế quan đến bây giờ, đã qua 40 phút. Thể nội công đức xà mỹ nhân liếc mắt. Rất tốt, bảo trì cái này tiết tấu. Không ngừng phóng thích dưỡng đao thuật quá trình, có thể làm ta tâm thần tiến vào tốt hơn tiết tấu, lại càng dễ tiến vào bế quan trạng thái. Tống Thư Hàng tự nhủ. 50 phút đồng hồ sau, Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên lại có cái mới tao thao tác suy nghĩ liền hiện thế mộng giới đều ra đời một cái mộng giới ý chí tập hợp thể tới. Cái kia kiếp tiên hư không bên trong, có khả năng hay không cũng ra đời một cái thế giới ý chí. Mặc dù cái này xác suất rất thấp, nhưng vạn nhất đâu. Đúng không? Thế là, Tống Thư Hàng nguyên thần phần lưng, bắt đầu lập lòe tỏa sáng lên. Bạch tiền bối kim đan mã QA. Không chỉ là khắc vào trên nhục thể, còn trực tiếp lạc ấn trong linh hồn. Kim đan mã QA sáng lên về sau, Tống Thư Hàng không ngừng hướng ngoại giới phóng thích ra kết giao bằng hữu đi tin tức, rộng tung lưới, nói không chừng thật sự mò được cá lớn đây. Sau một tiếng, Tống Thư Hàng đỉnh đầu xuất hiện 200 con thánh viên, những thứ này thánh viên tay nâng nho ra kinh văn, cái cổ hệ chân long, bên ngoài thân có một tầng thể lỏng kim loại chậm chậm lưu động. Tầng này thể lỏng kim loại sẽ còn thỉnh thoảng ngưng kết một chút, hóa thành cương thủ màu đen kịt. 200 con khỉ trong miệng thấp giọng đọc lấy, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Sức mạnh của một người là có hạn, một cái người thêm 200 con khỉ lực lượng liền cường đại hơn rất nhiều. Cái này 200 con khỉ thông qua niệm tụng kinh văn phương thức, thay thế chủ nhân hướng kiếp tiên hư không khuếch tán chủ nhân thiện ý. Mà lại, chỉnh tề niệm tụng tiếng có trợ giúp giấc ngủ. Không, Thư Hàng có ý tứ là cái này có trợ giúp bài không tạp niệm, tiến vào bế quan trạng thái. Lại sau 10 phút, tao thao tác làm sao nhiều như vậy, còn có để hay không cho người hảo hảo bế quan. Tống Thư Hàng đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì, thế là lần này hắn không tiếp tục tiến hành dư thừa thao tác, điều chỉnh tâm tính, toàn tâm toàn ý tiến vào tâm như chỉ thủy trạng thái. 1:20 sau, Tống Thư Hàng nguyên thần rốt cục tiến vào nhập định trạng thái. Giếng cổ không gợn sóng, tâm vô tạp niệm, bắt đầu hắn tu luyện hơn 8 tháng đến rất khó đến bế quan trạng thái bên trong. Vân Tước Tử bím tóc buộc lên Thư Hàng, ấu bạch, thất tu thánh quân, linh điệp thánh quân, tại kiếp tiên hư không bên trong phiêu đãng. Phiêu đãng lúc, bị chơi diều treo 4 người, đung đưa trái phải. Trong lúc đó, ấu bạch nguyên thần cùng Tống Thư Hàng nguyên thần tại không cầm ý ở giữa đụng vào nhau. Nguyên thần cùng nguyên thần nhẹ nhàng tiếp xúc. Tách ra, lại nhẹ nhàng tiếp xúc. Nhập định bế quan Tống Thư Hàng trong đầu, đột nhiên thỉnh thoảng hiển hiện cái này đến cái khác hình ảnh tại một mảnh nhìn qua rất có thể. Rất khủng bố thiên kiếp thế giới bên trong, hắn cùng một đôi hai chân thon dài bán thân cộng sát phách cật qua thánh quân công đức lớn cá voi đang tại độ kiếp. Đây là cửu phẩm thiên kiếp không gian tràng cảnh. Trọn vẹn ngàn ngày đại kiếp, dài răng giặc lại tra tấn, mà lại mỗi một ngày thiên kiếp cường độ đều sẽ so hôm qua càng mạnh. Phần lớn bát phẩm huyền thánh đều đổ vào ngàn ngày chi kiếp cuối cùng mấy ngày, đổ vào thành công trước trên bờ cát. Mấy tháng nay, bởi vì kiếp tiên thiên kiếp không gian phong tỏa hiệu quả, Tống Thư Hàng một mực rất khó cùng mình độ kiếp phân thân sinh ra liên hệ. Hắn không biết ngàn ngày chi kiếp bên trong phân thân của mình đến cùng còn có thể chống đỡ. Hiện tại, nguyên thần của hắn cùng ấu bạch nguyên thần va chạm quá trình bên trong, ngoài ý muốn nhìn trộm đến cửu phẩm thiên kiếp bên trong mấy cái hình ảnh. Oanh! Cửu phẩm thiên lôi không ngừng hạ xuống, kiếp lôi như mưa. Những thứ này kiếp lôi nếu là phân tán ra đến, mỗi vị độ kiếp bát phẩm huyền thánh đều có thể tùy tiện đón lấy. Nhưng là cái thiên kiếp này dày đặc vô cùng, thành đoàn đánh xuống. Mà lại dạng này kiếp nạn muốn chống đỡ trọn vẹn ngàn ngày, cái này đối mỗi vị bát phẩm huyền thánh mà nói đều là nặng nề vô cùng khiêu chiến.
sát phách cật qua thánh quân tích lũy hùng hậu, hắn tại thời kỳ viễn cổ liền vây ở bát phẩm huyền thánh cảnh giới, không cách nào đột phá. Hàng ngàn hàng vạn năm qua, trên cảnh giới hắn mặc dù không có tiến dài, nhưng nó công lực cùng công đức một mực tại tích lũy. Lại thêm hắn hiện tại kích hoạt thần kình thần thú huyết thống, để nó tại cái này ngàn ngày chi kiếp bên trong chống đến hiện tại. Thư Hàng phân thân một mực đang cố gắng trèo chống, cũng một mực đang yên lặng ghi chép cửu phẩm thiên kiếp số liệu tin tức, chờ đợi lấy cùng bản thể một lần nữa liên tuyến thời điểm, liền đem những thứ này độ kiếp kinh nghiệm số liệu, phản hồi cho bản thể. Thật vất vả, hôm nay phân thân rốt cục lại cùng bản thể một lần nữa liên tuyến, thế là hắn trong nháy mắt đem những thứ này số liệu truyền về tới. Độ ngàn ngày chi kiếp không chỉ có là tôi luyện, càng là bát phẩm tu sĩ hướng cửu phẩm kiếp tiên mất biến quá trình. Những thứ này độ kiếp kinh nghiệm số liệu, đối Tống Thư Hàng tăng lên kiếp tiên hư không độ thiện cảm rất có tác dụng. Quanh cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong, Bạch Tiền Bối hai chân nhấc chân nhẹ nhàng quét qua, thối phong càn quét, đem hư không bên trong liên miên thiên kiếp kiếp lôi quét xuống. Lúc này, Tống Thư Hàng rốt cục nghĩ đến Bạch Tiền Bối bản thể trước đó bàn giao cho hắn nhiệm vụ, Bạch Tiền Bối nhắc nhở hắn đi đem Bạch Tiền Bối phân thân bán thân đưa vào đến cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong đi, hắn còn chưa kịp tới thao tác. Còn tốt, ta lưu lại cái Tống Pho tại cửu u thế giới, hoàn toàn có thể cho Tống Pho cho Bạch Tiền Bối phân thân truyền một lời. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng một bên duy trì nhập định bế quan, một bên lặng lẽ đem bộ phận ý thức chuyển rời đến cửu u thế giới Tống Pho trên người. Dĩ vãng, Tống Thư Hàng là bản thể bế quan, nguyên thần xuất khiếu. Ngày nay bản thể hắn bị treo ở thân gỗ ngọn cây bên trên, nguyên thần bế quan, nhưng bộ phận ý thức kiếp chuyển rời đến phân thân bên trong đi. Công đức xà mỹ nhân đã không biết làm sao đậu đen rau muống Tống Thư Hàng. Người cái này gọi là bế quan sao? Ngươi cho chư thiên vạn giới tất cả bế quan tu luyện giả xin lỗi a. Tiên tử ở trong lòng kêu lên, nhưng vì bảo trì mình bây giờ nhân thiết, nàng không có hô to gọi nhỏ, dù sao dạng này hô to gọi nhỏ đậu đen rau muống Thư Hàng, là tâm ma xích tiêu kiếm nhiệm vụ. Sau một tiếng rưỡi, cửu u thế giới Tống Pho mở to mắt. Lúc này Tống Pho ngồi xếp bằng tại ma hải thế giới bên trong, ở trên người hắn có một tầng hắc ám ma lôi tại tư tư rung động, đây là muốn tiến vào độ kiếp khúc nhạc dạo. Tống Thư Hàng lần thứ 7 hiển thánh cùng bá đao thánh hào, đều là thông qua hoa thôi pháp tác vay mượn qua tới. Lần thứ 7 hiển thánh, là trước giảng pháp, sau độ kiếp. Mà bây giờ, xem ra cái này thiếu lần thứ 7 độ kiếp, phải rơi vào Tống Pho trên đầu. Một lần cuối cùng huyền thánh kiếp, muốn Tống Pho gánh chịu sao? Tống Thư Hàng nói khẽ. Lúc này hắn, cũng không lo lắng Tống Pho an nguy. Chỉ là bát phẩm thiên kiếp. Lấy hiện tại Tống Pho cường độ thân thể, nằm đều có thể qua. Thậm chí nửa đường, hắn còn có thể phong ấn một nhóm bát phẩm ma hải lôi kiếp xuống tới, vì Bạch Tiền Bối cung hóa. Thiên kiếp phần món ăn bên trong, hiện thế đại bộ phận lôi kiếp đều không phù hợp Bạch Tiền Bối khẩu vị, chỉ có tâm ma kiếp có thể làm Bạch Tiền Bối tiếp nhận. Mà ma hải thế giới bên trong bát phẩm ma lôi kiếp, liền thành hiếm có bảo bối. Nếu như có thể mà nói, Tống Thư Hàng thật đúng là hy vọng có thể nhiều độ mấy lần ma hải thế giới lôi kiếp, nhiều góp nhặt điểm nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác, Tống Pho đã không sai biệt lắm thích ứng ma hải thế giới quyền hạn, tiếp đó, có thể tại cầu đản tra hiệp trợ bên dưới, đem chọn cái ma hải thế giới di chuyển đến hạch tâm thế giới, đối hạch tâm thế giới tiến hành thăng cấp. Nếu là hạch tâm thế giới cấp bậc lại đề thăng một cái cấp độ, liền có thể trả lại Tống Thư Hàng bản thể, lại cường hóa một đợt bản thể. Nhượng hắn bản thể có thể sớm hơn tiếp nhận chư thiên vạn giới tu luyện giả xin hảo hữu số liệu. Rất tốt, chờ Tống Pho độ xong bát phẩm ma hải lôi kiếp, liền di chuyển ma hải thế giới. Tống Thư Hàng quyết định nói. Sau đó, hắn thông qua Tống Pho bắt đầu liên hệ Bạch Tiền Bối phân thân. Bạch Tiền Bối nghe được lời ta nói sao? Tống Pho lên tiếng nói. Bạch Tiền Bối phân thân, ngươi không phải nguyên thần bị đưa vào kiếp tiên hư không sao? Ta đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu, sở dĩ thông qua Tống Pho trước cùng ngươi thuật lại một chút chuyện này. Bạch Tiền Bối người bán thân còn tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong độ kiếp, sở dĩ bản thể để ngươi cắt xuống nửa người trên, đem lên bán thân đưa vào đến cửu phẩm thiên kiếp bên trong, hợp thể độ kiếp. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Tiền Bối phân thân. Ta cự tuyệt, loại này đem bản thân cắt nửa sự tình, vẫn là giao cho kế tiếp Bạch phân thân đi. Bạch Tiền Bối phân thân mỉm cười nói. Chính đang khi nói chuyện,
Một thanh duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản đột nhiên lóe lên, đem bạch phân thân nhanh nhẹn cắt thành hai nửa. Sau đó, bạch tiền bối phân thân nửa người trên, liền bị chuôi này duy nhất một lần phi kiếm cuốn lên, đưa vào đến cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong đi. Chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc, Minh Sĩ Đồ Thị Thiên Thư Hàn Ngu Chi Mã Tư Khắc vị diện siêu cấp đại giả trí tôn kiếm hoàng ta muốn làm thủ phụ võ đạo thiên hạ ngân hồ tuyệt thế võ tôn ăn quỷ nam hài. Đây là bạch tiền bối bản thể đã sớm thiết lập tốt chương trình, Tống Thư Hàng nhắc nhở chính là chốt mở, một khi Tống Thư Hàng nhắc nhở bạch tiền bối phân thân liên quan tới cửu phẩm thiên kiếp không gian sự, cái này ẩn tàng chương trình liền sẽ bị lập tức kích hoạt. Bạch tiền bối phân thân. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, hắn bán thân xuyên toa không gian biến mất không thấy gì nữa, bị đưa vào đến cửu phẩm thiên kiếp thế giới cùng A Bạch một nửa khác thân hợp thể độ kiếp. Da đen Vũ Nhu Tử lo lắng nói, bạch tiền bối, ngươi chỉ còn bán thân. A, mọi người chúng ta đều thấy được, Vũ Nhu Tử. Bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ, Quy tiền bối, Thông Nương, chuột hamster hào các loại, trăm miệng một lời trả lời. Đây nhất định là bên trên một cái phân thân tác đại tử, hại khổ ta. Bạch tiền bối phân thân lưu tại cửu u thế giới bán thân phát ra tiếng nói, hắn là dùng quần thể truyền âm nhập mật phương thức nói chuyện. Da đen Vũ Nhu Tử đề nghị, cái kia bạch tiền bối, cần chúng ta đem người bán thân tiếp vào mộng giới bạch thánh trên người không? Đừng, bản thể hiện tại nguyên thần tại kiếp tiên hư không bên trong bế quan, chúng ta không nên tùy tiện quấy rầy hắn. Bạch tiền bối nửa cái phân thân trả lời nếu như lúc này đem hắn nửa phần tiếp vào bản thể trên người lời nói, cỗ này bán thân liền sẽ bị ý nghĩ của bản thể tiếp quản, ý thức của hắn liền sẽ hoàn toàn bị chen đến cửu phẩm thiên kiếp, đi độ cái kia không thú vị ngàn ngày chi kiếp. Sở dĩ, hắn mới không được. Bằng vào ta ý thức cường độ, một nửa ở lại đây cửu u thế giới chiếu khán đại gia, một nửa khác đi cửu phẩm thiên kiếp hiệp trợ bản thể độ kiếp, hoàn toàn không thành vấn đề. Sở dĩ. Đại gia không cần lo lắng, bạch tiền bối nửa cái phân thân lại tự tin nói. Da đen Vũ Nhu Tử. Nhìn lấy bạch tiền bối nửa cái phân thân tại cùng đại gia nói chuyện, luôn cảm giác là lạ so với lúc trước Tống tiền bối chỉ còn một cái đầu trên không trung tung bay còn muốn quái dị. Nói trở lại, chỉ còn nửa thân hành động có chút không tiện. Ta phải nghĩ biện pháp mân mê ra nửa thân đến, đụng thành một cái chỉnh thể. Bạch tiền bối nửa cái phân thân lại nói. Chuột hamster hào đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn bính lên, nhấc tay phát biểu, bạch thánh có thể cân nhắc đi đem Tống Pho cắt nửa, lấy một nửa của hắn đến bổ ngươi một nửa. Tống Pho mặc dù không phải Tống Thư Hàng bản thể, nhưng nhìn hắn thân phận bị cắt nửa, chuột hamster hào cũng sẽ cảm giác đến khoái hoạt. Ý kiến hay, nhưng đáng tiếc hiện tại không ổn. Bạch tiền bối nửa cái phân thân nhẹ nhàng đá đá một khối hòn đá nhỏ, giải thích nói, Thư Hàng Tống Pho phân thân ở vào muốn độ kiếp trạng thái. Nếu như ta bị cuốn vào lời nói, liền lại muốn độ một lần nhàm chán bát phẩm thiên kiếp. Bản thể lúc trước soát bát phẩm thiên kiếp đã soát tới tay mềm, ta không hứng thú lại soát một lần. Đáng tiếc, chuột hamster hào thất lạc nói. Cái kia bạch tiền bối, ngươi có muốn hay không thử mân mê một cái tâm ma đi ra? Da đen Vũ Nhu Tử đề nghị. Giống như nàng, mân mê ra một cái da đen bạch đi ra. Sau đó lại đem da đen bạch cắt nửa. Đem hắn một nửa tiếp vào trên người của ta. Ý kiến hay, bạch tiền bối nửa cái phân thân cảm thấy Vũ Nhu Tử đề nghị này phi thường thú vị. Tâm ma xích tiêu kiếm. Vũ Nhu Tử ngươi sao có thể hại chúng ta bản thân ma? Ngươi như thế lấy giúp người làm niềm vui, vẫn là chỉ tâm ma sao? Quả thực là tâm ma sỉ nhục. Lúc này, bạch tiền bối phân thân lại nói, cái kia Vũ Nhu Tử đến ngươi trước phối hợp ta một chút, cùng ta tổ hợp, ta phân tích ngươi cấu tạo. Lại cùng ta nói một chút bồi dưỡng ra tâm ma phân thân phương pháp. Sau đó, chúng ta tranh thủ cho bản thể làm cái tâm ma đi ra. Nghĩ đến cho bản thể mân mê ra tâm ma, chư thiên vạn giới cũng chỉ có bạch tiền bối phân thân sẽ có dạng này kỳ hoa ý nghĩ. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có cái này thao tác năng lực. Da đen Vũ Nhu Tử, tổ hợp. Làm sao tổ hợp? Cắt nửa chứ sao? Thông Nương nhắc nhở. Da đen Vũ Nhu Tử. Đợi đã. Bạch tiền bối, chúng ta cắt xích tiêu kiếm tiền bối đi. Da đen Vũ Nhu Tử lúc này, rốt cục có tâm ma hẳn là có dáng vẻ. Tâm ma xích tiêu kiếm. Ta thừa nhận Vũ Nhu Tử ngươi là chỉ hợp cách tâm ma. Đáng tiếc ta là thanh kiếm, ta không phải là người. Thật đáng tiếc,
đối với việc này ta không giúp được các ngươi. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Da đen vũ nhu tử nhìn qua bạch tiền bối phân thân, cắn răng một cái, bạch tiền bối, một phân mà cắt ta lúc, mời cắt nhanh nhẹn điểm. Ta chưa nói qua muốn cắt nửa a. Bạch tiền bối phân thân nói, vũ nhu tử cũng không phải tâm ma của ta đem ngươi cắt làm gì. Ta nói tổ hợp không phải hợp thể, ta chỉ cần cùng ngươi tiến hành trình độ nhất định linh lực câu thông là đủ. Dọa ta một hồi, da đen vũ nhu tử vỗ vỗ lồng ngực của mình, sau đó một trận nhảy động, năng lượng câu thông lời nói, ta có chui vào người khác cái bóng năng lực, bạch tiền bối cảm giác có thể chứ. Năng lực này là da đen vũ nhu tử thiên phú, vốn là một cái ám sát hình kỹ năng nàng có thể ở trong bóng tối ẩn núp, nhảy vọt, tỉ như từ thư hàng cái bóng bên trong siêu một chút lẻn đến người khác cái bóng bên trong, lại từ cái bóng bên trong chui ra, đâm địch nhân một đao. Chẳng qua trước mắt, nàng cái thiên phú này năng lực một mực bị nàng xem như ký túc tống tiền bối thủ đoạn. Bạch tiền bối phân thân hơi suy nghĩ một chút nói, có thể thực hiện. Cái kia bạch tiền bối, về sau chúng ta tổ hợp sau khi xuất đạo, liền gọi bạch nhu tử tổ hợp đi. Da đen vũ nhu tử đột nhiên nói. Bạch tiền bối phân thân. Mà lúc này, da đen vũ nhu tử đã thuận lợi trốn vào đến cái bóng của hắn bên trong. Bạch tiền bối cái bóng như mặt nước một dạng, nhộn nhạo lên. Một lát sau, bạch tiền bối, cần ta hướng người giải thích tâm ma đản sinh nguyên lý không? Da đen vũ nhu tử lên tiếng hỏi. Hừm, thật có lỗi vũ nhu tử, ta vừa rồi thất thần. Bạch tiền bối phân thân đột nhiên nói. Tại da đen vũ nhu tử cùng hắn cái bóng tiếp xúc trong nháy mắt, hắn phát hiện da đen vũ nhu tử cấu tạo cùng hắn ở giữa, rất tương tự. Khả năng, hắn không có cách nào cho bản thể mân mê ra cái tâm ma tới. Tốt tiếc nuối. Một bên khác, Tống Thư Hàng ý thức từ trên thân Tống U U rút đi, để Tống U U tiếp tục bảo trì trạng thái tu luyện, tranh thủ sớm đi độ kiếp. Kiếp thiên hư không bên trong. Tống Thư Hàng nguyên thần còn không có từ nhập định bên trong rời khỏi. Trên tóc của hắn dưỡng đao thuật hào quang có tiết tấu lấp lóe, phần lưng mã QA đồ án duy trì tiết tấu giống nhau, đỉnh đầu 200 con thánh viên dùng trầm bồng du dương thanh âm, đầu nhập tình cảm tại niệm tụng. Đồng thời, từ phân thân cùng Tống U U nơi đó, đều tại liên tục không ngừng truyền lại về một số cảm ngộ, để Tống Thư Hàng bản thể bế quan tu luyện làm ít công to. Ấu Bạch Nguyên Thần, còn tại không ngừng lay động, cũng thỉnh thoảng cùng Thư Hàng Nguyên Thần va nhau, truyền lại cửu phẩm kiếp tiên không gian hình ảnh. Nhưng đột nhiên, tại đông đảo liên quan tới phân thân hình ảnh bên trong, lẫn vào một chương hắn phong cách hình ảnh tới. Đó là một cái bị giam tại mặt trời nhỏ bên trong Tống Thư Hàng hình ảnh. Sắt thép phân thân, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Không sai, hình tượng này đúng là hắn bị thiên đế bắt đi sắt thép phân thân hình ảnh. Đây là thời cơ đã đến, hắn muốn đem tất cả phân thân lực lượng thống hợp đến cùng nhau sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cùng bạch tiền bối nguyên thần tiếp xúc lúc, vì sao lại bắn ra sắt thép phân thân hình ảnh đến? Theo lý thuyết, thiên đế là cùng vũ nhu tử có liên hệ, hắn muốn tiếp xúc đến sắt thép phân thân. Hẳn là muốn tiếp xúc vũ nhu tử mới đúng. Chẳng lẽ, bạch tiền bối chính là trước đó xem xét bí pháp bên trong biểu hiện vũ nhu tử mụ mụ. Tống Thư Hàng đột nhiên náo động đại khai. Cái này to gan suy nghĩ vừa mới hiển hiện, sau một khắc, Tống Thư Hàng nguyên thần rốt cục tiến vào đúng nghĩa bế quan trạng thái. Ấu Bạch nguyên thần tại lực lượng thần bí dẫn dắt bên dưới, đột nhiên dùng sức va chạm Tống Thư Hàng nguyên thần sọ não bên trên. Trực tiếp để Tống Thư Hàng ý thức đã mất đi sinh động, yên tĩnh lại hoặc là nói, đã mất đi ý thức. Sau đó, Thư Hàng nguyên thần thân thể liền bị bản năng tiếp quản, nguyên thần án lấy mất đi ý thức trước quán tính bắt đầu bảo trì hành động. Nhập định tu luyện, thánh viên ngâm sướng, dưỡng đao thuật, mã QA lóe sáng bảo trì tiết tấu, phân thân tống, sắt thép phân thân tống Thury, cửu u tống pho tiếp tục hướng hắn truyền thâu một số kinh nghiệm cùng thống khổ tin tức, tăng cường nhập định tu luyện hiệu quả. Công đức xà mỹ nhân ung dung thở dài cấn tay tiểu tùng thử rốt cục không lại nhảy đi. Nói thật, nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng đang bế quan đồng thời, các loại tao thao tác tầng tầng lớp lớp, mười phần tâm mệt mỏi. Lần sau, Thư Hàng nếu là muốn bế quan, liền lấy chùy nện hắn sọ não, nhượng hắn ý thức mất đi hoạt tính. Công đức xà mỹ nhân yên lặng ghi lại điểm này. Thân là công đức chi quang, nàng đương nhiên muốn thường xuyên vì bản thể suy nghĩ. Bản thể đã muốn bế quan. Nàng liền muốn nghĩ biện pháp để bản thể hảo hảo bế quan.
Mặt khác, cái phương án này nàng còn chuẩn bị đồng bộ cho tạo hóa tiên tử cứ như vậy, coi như nàng có đôi khi tế trụ còn không có phục sinh, tạo hóa tiên tử cũng có thể thay thế nàng cho Tống Thư Hàng kịp thời trọng kích, nhường hắn ý thức mất đi sức sống. Một bên khác, xa xôi thần bí đảo. Thiên đế đột nhiên có chút cứng đờ, nàng hai chân thon dài không tự chủ được đổi tư thế, hai chân giao nhau. Đồng thời, 10 ngón tay của nàng bắt lấy cánh tay, tiến vào đặc thù phòng bị trạng thái. Tại đối diện nàng, có một vị mang theo tinh xảo kim loại mặt nạ kiếp tiên, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Vị này áo bào trắng kiếp tiên, chính là thần bí đảo chủ nhân, thay Tống Thư Hàng làm ra một tấc thu nhỏ túi đại tiền bối. Và mấy tháng trước đó một dạng, vị này đại tiền bối người khoác mũ che màu trắng, toàn thân bao phủ tại áo bào trắng bên trong, trên mặt mang theo kim loại mặt nạ, ngoại trừ lộ ra áo choàng bên ngoài hai tay bên ngoài, toàn thân liền rốt cuộc không có da thịt lộ ra ngoài. Hắn đôi bàn tay, một đầu trắng noãn như ngọc, một cái khác xích hồng như sắt. Một đầu mọc lông thỏ từ hắn áo bào trắng bên trong chui ra, ghé vào trên đầu gối của hắn. Áo bào trắng đại tiền bối bàn tay, tại thỏ trên người nhẹ nhàng mơn trớn. Từ trên người hắn tiết lộ ra ngoài hàn khí, khiến cho không khí chung quanh đều hóa thành hàn vụ. Lúc này, vị này áo bào trắng đại tiền bối nghi ngờ nhìn qua thiên đế, luôn cảm giác tại vừa rồi trong nháy mắt. Thiên đế đột nhiên biến rất khẩn trương, ở vào một loại cực đoan phòng bị trạng thái. Cái này chư thiên vạn giới bên trong, cứ nhiên có người có thể làm thiên đế phòng bị đến loại trình độ này. Áo bào trắng đại tiền bối từng là viễn cổ thiên đình thành viên, biết rõ thiên đế cường đại. Coi như ngày nay thiên đế vừa khôi phục, còn không có hoàn toàn thu hồi lực lượng của nàng. Nhưng nàng vẫn như cũ là chư thiên vạn giới cường đại nhất trường sinh giả một trong. Có thể làm nàng như thế cảnh giác. Là quái vật gì? Một đời mới nho ra thánh nhân. Thiên đế phòng bị một chút thời gian về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra xem ra, lần này bá tống chỉ là cách mấy tầng trung chuyển, tiếp xúc đến sắt thép phân thân. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, hết thảy dễ nói. Sắt thép phân thân, đối nàng hiện tại ý nghĩa đã không lớn, trước đó nàng thậm chí từng có muốn đem sắt thép phân thân còn cho Tống Thư Hàng dự định. Nếu như không phải Tống Thư Hàng bản thân làm lời nói. Nói không chừng sắt thép phân thân đã trở lại Tống Thư Hàng trong tay. Sở dĩ nếu như Tống Thư Hàng muốn tiếp xúc sắt thép phân thân, liền mặc cho tiếp xúc đi. Thế gian này, còn có thể làm ngài cảnh giác nhân vật sao? Lúc này, áo bào trắng đại tiền bối rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi. Thiên đế thon dài hai chân trùng điệp, không hề từ bỏ phòng bị tư thái, khẽ mỉm cười nói, thế giới chính là như vậy, mỗi một cái thời đại đều sẽ có thuộc về bọn chúng thiên chi kiêu tử. Cái này thời đại cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn xuất thế tương đối trễ, nhưng lại đang lấy quỷ dị tốc độ tại phấn khởi tiến lên, không ngừng siêu việt, truy đuổi bất hủ vương tọa. Ta tại ngăn cách trên đảo nhỏ, tránh né thiên đạo cùng thiên đình đại địch người truy tìm, đối hiện thế tin tức tiếp thu cuối cùng quá ít. Áo bào trắng đại tiền bối tiếc nuối nói. Hắn đã từng lưu cho Tống Thư Hàng một tấc thu nhỏ túi chính là hắn dùng để nhìn trộm ngoại giới con mắt. Cũng là hắn dùng để bảo hộ Tống Thư Hàng chuẩn bị ở sau. Nhưng bởi vì Tống Thư Hàng thăng cấp quá nhanh, về sau lại lần lượt được đến bạch tiền bối đưa tặng vòng tay càn khôn pháp khí cùng hạch tâm thế giới, sở dĩ một tấc thu nhỏ túi rất nhanh thành kỷ niệm phẩm, để đó không dùng vô dụng, một mực được thu giấu ở vòng tay càn khôn pháp khí bên trong, cái này cũng ngăn cách áo bào trắng đại tiền bối đối với ngoại giới lặng lẽ nhìn trộm. Sau khi nói xong, thiên đế cùng áo bào trắng kiếp tiên ở giữa. Lại lâm vào đến dài rằng giặc trầm mặc. Thiên đế thân thể dựa vào ghế, đôi chân dài nhẹ nhàng run run, thong dong tự tại. Nàng tại mấy ngày trước, bóp thời cơ tốt tại đặc biệt thời gian bên trong, một thân một mình tiến vào thần bí đảo. Nhưng là, lần này nàng cũng không trở về thu thần bí thần bên trên thuộc về viễn cổ thiên đình nàng đại đạo, mà là trên thần bí đảo đi dạo một vòng về sau, trực tiếp tìm tới áo bào trắng kiếp tiên. Một lúc lâu sau, áo bào trắng kiếp tiên cuối cùng không giữ được bình tĩnh, lên tiếng nói, sở dĩ, ngài lần này là muốn về thu trên đảo thiên đình mảnh vỡ sao? Nếu như muốn về thu thiên đình mảnh vỡ lời nói, ta đã sớm xuất thủ thu về. Nhưng bây giờ ta, đã không có trầm trọng như vậy trói buộc, thu về thiên đình mảnh vỡ với ta mà nói, đã không còn là chuyện trọng yếu nhất. Thiên đế chậm rãi nói. Nàng hiện tại tâm tính rất tốt từ khi Tống Thư Hàng lần thứ 5 giảng pháp đem thiên đạo đều giảng sập về sau, nàng nỗi lo về sau liền đi hơn phân nửa. Ta mấy ngày nay đi dạo một vòng,
nhìn bản thân đại mộ, còn có gia hỏa kia đại mộ, cảm khái rất nhiều. Bất quá, ta không có tìm được Kim Long Thủy Tổ đại mộ. Theo ta được biết, Kim Long Thủy Tổ đại mộ, cũng ở tòa này đảo bên trên đúng không? Ngươi dẫn ta đi nhìn xem, Thiên Đế mỉm cười nói. Áo bào trắng kiếp tiên lắc đầu nói, đó là Kim Long tiên tử địa bàn, từ heo thần thủ hộ lấy. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, sở dĩ ta cũng không thể trực tiếp mang ngài đi chỗ đó khối khu vực. Vậy ngươi và heo đạo hữu nói một tiếng, liền nói ta mau mau đến xem Kim Long đạo hữu đại mộ, nhìn nó có đồng ý hay không. Thiên Đế nói. Áo bào trắng kiếp tiên. Lần này Thiên Đế phục sinh về sau, chiếm cứ cái này gọi Vũ Nhu tử cô nương linh quỷ thân thể về sau, làm việc liền biến quỷ dị. Hắn căn bản không biết Thiên Đế đến cùng muốn làm gì. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Thiên Đế đứng lên nói, chờ xem hết Kim Long Thủy Tổ đại mộ về sau, ta liền phải rời đi nơi đây. Rời đi trước, ta có một ít đồ vật muốn chuyển giao cho ngươi. Áo bào trắng kiếp tiên nghi ngờ nói, thứ gì? Thiên Đế chi vị, cùng Thiên Đế đạo, ngươi có muốn hay không? Thiên Đế duỗi ra ngón tay nói, hôm nay chính là ta tính toán qua vô số lần ngày hoàng đạo, chính thích hợp truyền vị. Nương tòa hòn đảo này bóng tối cùng phía dưới linh điệp đảo trùng hợp, nhật nguyệt tinh thần dựa theo đặc thù vị trí sắp xếp. Ta có thể mượn thiên địa này chi thế, truyền ngôi cho ngươi đát. Cái này Thiên Đế chi vị, ta từ bỏ đát. Áo bào trắng đại tiền bối nghe được Thiên Đế lời nói về sau, hai tay không khỏi cứng đờ. Trong tay thỏ lông dài bị đau, hai chân đạp một cái, siêu một chút liền nhảy xa. Ngươi muốn đem Thiên Đế chi vị, truyền ta. Áo bào trắng kiếp tiên không dám tin đào đào lỗ tai của ta mắc lỗi sao. Hắn suy đoán rất nhiều Thiên Đế xuất hiện ở trên đảo gặp hắn lý do, não bổ rất nhiều loại khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới Thiên Đế sẽ nói ra lời như vậy. Thiên Đế chi vị đại biểu cho chính là một đầu trường sinh chi đạo, mà lại là trường sinh chi đạo bên trong mạnh nhất mấy đầu, tích lũy đến cực hạn lúc, đủ để cùng Nho Gia thánh nhân so sánh. Nhưng bây giờ... Thiên Đế muốn đem cái này đế vị truyền cho hắn. Mà lại, nếu như đem Thiên Đế chi vị truyền cho hắn, cái kia Thiên Đế bản thân đâu? Nàng chẳng lẽ còn có mới trường sinh chi đạo? Ngươi không có nghe lầm, cái này Thiên Đế chi vị ta từ bỏ đát, sở dĩ ta chuẩn bị đem hắn truyền cho ngươi. Thiên Đế hai chân thon dài nhẹ nhàng lung lay, lần nữa xác nhận đáp. Áo bào trắng kiếp tiên chằm chằm vào Thiên Đế nhìn hồi lâu, phát hiện Thiên Đế tựa hồ thật không phải là đang nói đùa. Nàng là thật muốn đem Thiên Đế chi vị truyền đi. Tại sao là ta? Áo bào trắng kiếp tiên hơi suy nghĩ một chút về sau, tỉnh táo hỏi. Viễn cổ thiên đình sụp đổ về sau, nguyên thiên đình các thành viên chết thì chết, tán tán. Trong đó còn sống trong thành viên, cũng có rất nhiều giống hắn dạng này, âm thầm thu thập bộ phận thiên đình mảnh vỡ, tự lập một giới. Tỷ như là hắn biết viễn cổ thiên đình Phượng Nghi cầm chủ, góp nhặt đại lượng thiên đình mảnh vỡ. Một mực đang nỗ lực phục hồi thiên đình. Tại Phượng Nghi cầm chủ thủ hạ, hội tụ đại lượng nguyên thiên đình kiếp tiên cùng huyền thánh. Còn có mấy vị nguyên thiên đình tứ phương đại đế tựa hồ cũng tại sinh động, cũng không có vẫn lạc. Nếu như Thiên Đế muốn truyền cái này Thiên Đế chi vị lời nói, Phượng Nghi cầm chủ cùng tứ phương đại đế không thể nghi ngờ so với hắn thích hợp hơn. Đáp án rất đơn giản, bởi vì chỉ có ngươi đến kế thừa cái này Thiên Đế chi vị lời nói, ta mới yên tâm nhất. Thiên Đế mỉm cười, duỗi nhẹ tay điểm bản thân môi son, luận thực lực có mạnh hơn ngươi thiên đình may mắn còn sống sót đạo hữu, cũng có mấy vị thiên đình thành viên so ngươi càng có tư lịch, nhưng bọn hắn đã tấn thăng trường sinh giả cảnh giới, không thích hợp lại kế thừa ta đây đế vị. Áo bào trắng kiếp tiên trầm mặc không nói, hiển nhiên Thiên Đế đáp án không cách nào làm cho hắn hài lòng. Ngươi chính là phức tạp như vậy sinh vật, có nhiều thứ rõ ràng là người một mực theo đuổi. Nhưng đột nhiên có một ngày có người trực tiếp đem đồ vật đưa cho người lúc, người ngược lại sẽ có các loại lo nghĩ. Người cái này một mặt không tin biểu lộ, ta có đôi khi đều đang nghĩ, giữa người và người liền không thể nhiều một chút tín nhiệm. Thiên Đế trùng điệp hai chân trao đổi, ngồi thẳng thân thể nói. Áo bào trắng kiếp tiên trầm mặc nửa ngày về sau, đột nhiên lên tiếng nói, từ thiên đình phá diệt về sau, ta cũng cảm giác có chút kỳ quái. Ta tựa hồ hiểu được rất nhiều hắn thiên đình thành viên hoàn toàn không hiểu tri thức cùng thủ đoạn. Tỷ như chữa trị viễn cổ thiên đình mảnh vỡ kỹ thuật, còn có một lần nữa thành lập mới viễn cổ thiên đình khu vực thủ đoạn. Mặt khác, ta thậm chí còn hiểu được từ các nơi trên thế giới thu thập có tiềm lực tu sĩ, bồi dưỡng bọn hắn tấn thăng thất phẩm tôn giả,
ở tòa này đảo bên trên dùng chân thực huyễn tượng khung mới cung điện. Ban sơ thời điểm, mục tiêu của hắn chỉ là đột phá cửu phẩm kiếp tiên, bước ra bản thân trường sinh chi đạo, một mực để cái mục tiêu này mà cố gắng, sở dĩ không có hướng chỗ càng sâu muốn. Hoặc là nói hắn trong tiềm thức, có một đạo cấm chế, ngăn cản lấy hắn hướng chỗ càng sâu đi suy nghĩ. Hiện tại đối mặt thiên đế, đối mặt nàng nói lên truyền vị đề nghị lúc, áo bào trắng kiếp tiên càng nghĩ càng cảm giác tự thân có rất nhiều chỗ cổ quái. Hắn hiểu được nhiều lắm, mà những thứ này kỹ thuật, những kiến thức này, hắn hoàn toàn không nhớ nổi bản thân là từ đâu học được, là ai truyền thụ cho hắn. Dù sao, trong đầu của hắn chính là có nhiều như vậy không hiểu thấu tri thức. Mà những kiến thức này cùng kỹ thuật hoàn toàn không phải phổ thông viễn cổ thiên đình thành viên có thể nắm giữ. Nói đến đây lúc, áo bào trắng kiếp tiên chằm chằm vào thiên đế, nói, sở dĩ, ta là ai? Không nghĩ tới rốt cục bị ngươi phát hiện, thiên đế cơ thể hơi nghiêng về phía trước, gần từng chữ một, kỳ thật nha, ngươi chính là của ta dự bị tiểu hào. Ta tại thật lâu trước đó liền sáng lập ngươi cái này tiểu hào, vì chính là các loại như hôm nay tình huống như vậy, để ngươi phát huy được tác dụng đát. Áo bào trắng kiếp tiên. Ta, là tiểu hào. Hắn sửng sốt nửa ngày. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, nếu như hắn thật sự là thiên đế tiểu hào. Tựa hồ tất cả mọi thứ, đều có thể giảng thông. Trong đầu hắn không hiểu thấu tri thức cùng thủ đoạn, cùng hiện tại thiên đế muốn đem đế vị truyền cho hắn nguyên nhân, đều có thể dùng hắn là tiểu hào để giải thích. Suy ngươi cứ nhiên thật sự tin, thiên đế đột nhiên cười lớn dùng sức đánh ra cái ghế tay vịn. Áo bào trắng kiếp tiên. Quả nhiên, có đôi khi thành thật lời nói, ngược lại không có thuận miệng nói lung tung hoang ngôn làm cho người tin phục. Thiên đế ngồi dựa vào trên ghế về sau, dùng thanh âm ôn nhu nói, yên tâm đi, ta cả đời này chán ghét nhất chính là mở tiểu hào loại chuyện này. Sở dĩ, ta không thể lại sáng tạo một cái bị hạn chế tiểu hào, nhượng hắn như cái khôi lỗi một dạng còn sống. Áo bào trắng kiếp tiên từ thiên đế trong lời nói cảm ứng được một cổ nhàn nhạt thương cảm hương vị. Ngươi là ta tại kiến lập viễn cổ thiên đình trước đó, liền nhận lấy đệ tử. Ngươi tất cả tri thức cùng thủ đoạn, đều là ta dạy bảo cho ngươi. Thiên đế đứng lên, duỗi nhẹ tay đặt nhẹ tại áo bào trắng kiếp tiên đỉnh đầu, giống trưởng bối một dạng nhẹ nhàng sờ lên hắn đầu. Ngươi sở dĩ nhớ không rõ chuyện của dĩ vãng, là bởi vì trí nhớ của ngươi bị ta lặng lẽ phong ấn qua. Ta sợ tại kiến lập thiên đình quá trình bên trong, đem ngươi lan đến gần. Áo bào trắng kiếp tiên. Đáp án này, so với hắn là thiên đế tiểu hào càng làm cho người ta giật mình. Mà lúc này, thiên đế duỗi nhẹ tay nhẹ lấy xuống áo bào trắng kiếp tiên trên mặt kim loại mặt nạ, lộ ra một trương nhìn qua phổ phổ thông thông đại chúng mặt, một mực tại viễn cổ thiên đình thành lập về sau. Ta vừa tối bên trong mang theo ngươi tiến vào thiên đình, cũng để ngươi mới người thân phận gia nhập viễn cổ thiên đình, cũng tại viễn cổ thiên đình bên trong mở thuộc về ngươi thiên cung. Từ đó, chư thiên vạn giới bên trong không ai biết ngươi là đệ tử của ta. Kim loại mặt nạ bên dưới, trương này phổ phổ thông thông trên mặt, mặt không biểu tình. Mặt khác, ngươi liền không có nghĩ tới tại sao mình một mực không có bước ra trường sinh chi đạo. Liền đệ tử của ngươi, đều tại viễn cổ thiên đình phá diệt về sau. Bước ra thuộc về chính hắn đạo, chứng đạo trường sinh. Thân là sư tôn ngươi nhưng vẫn bị vây ở kiếp tiên cảnh giới. Thiên đế mỉm cười nói. Cái này cũng cùng thiên đế chi vị có quan hệ sao? Áo bào trắng kiếp tiên mặt không biểu tình hỏi. Không sai, bởi vì ngươi học tập hết thảy là ta truyền thụ, mà thứ ta biết, đều cùng thiên đế chi đạo có quan hệ. Ngươi học xong ta hết thảy, liền bị giới hạn thiên đình thiên đế chi đạo. Tại ta còn không có từ thiên đế vị trí bên trên xuống thời điểm, đầu này trường sinh chi đạo điểm cuối cùng, bị ta chiếm cứ, người đương nhiên một mực không cách nào bước ra trường sinh một bước này. Thiên đế giải thích nói, trừ phi, người vứt bỏ bản thân sở học, hoặc là tại cái này thiên đế chi đạo bên trên suy đoán ra mới đại đạo, giống như đệ tử của ngươi ngân quái. Theo thiên đế tay nhỏ tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lúc. Áo bào trắng kiếp tiên trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó mà ngôn ngữ thân cận cảm giác, đây là bị phủ bụi tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bản năng phản hồi cái này tựa hồ cũng đã chứng minh hắn cùng thiên đế ở giữa, hoàn toàn chính xác có phi thường thân mật liên hệ. Thậm chí loại này thân cận cảm giác, trong lúc mơ hồ có loại vượt qua phổ thông tình thầy trò cảm giác. Áo bào trắng kiếp tiên cứ nhiên có chút tham luyến thiên đế sờ đầu. Hắn một cái sống không biết bao nhiêu vạn năm đồ cổ. Vậy mà lại tham luyến một cái tiểu cô nương sờ đầu giết,
cái này khiến áo bào trắng đại tiền bối nội tâm có loại không nói ra được xấu hổ. Sở dĩ, chuẩn bị cẩn thận một cái đi, kim quái. Tại địa cầu thời gian 23 phút sau, lơ lửng thần bí đảo cùng phía dưới linh điệp đảo trùng hợp, nhật nguyệt tinh thần sẽ theo ta sở đo lường tính toán vị trí sắp xếp chỉnh tề. Thiên thời địa lợi điều kiện đầy đủ, ta liền đem cái này thiên đế chi vị truyền thừa cho ngươi. Ngươi cũng là thời điểm bước ra một bước cuối cùng, trở thành chân chính thiên đế. Thiên đế ôn nhu nói. Áo bào trắng kiếp tiên, viễn cổ thiên đình kim quái lần này không có cự tuyệt. Mà lại nói lời nói thật, lấy thiên đế thực lực, coi như hắn cự tuyệt, thiên đế cưỡng chế lấy hắn cũng có thể hoàn thành thiên đế chi vị truyền thừa. Tại truyền thừa thiên đế chi vị trước, ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Áo bào trắng kim quái lên tiếng nói. Thiên đế đưa tay từ đỉnh đầu hắn dịch chuyển khỏi, ngồi xuống lại, khẽ mỉm cười nói, ngươi cứ hỏi, chỉ cần là ta bây giờ có thể trả lời vấn đề của ngươi, ta sẽ nghiêm túc trả lời cái ngươi. Ngươi tại sao phải truyền vị? Kim quái ngẩng đầu dò hỏi. Thiên đế con đường này, không phải ta muốn đạo, ta tâm càng lớn, thiên đế chi đạo không cách nào gánh chịu ta tâm. Thiên đế khẽ gật đầu, trả lời. Kim quái hỏi, ngươi muốn tranh đoạt bất hủ? Tranh đoạt bất hủ không phải mục tiêu của ta. Thiên đế lắc đầu, nhưng nàng không có tiếp tục nói hết. Kim quái thấy thế, liền không ở vấn đề này tiếp tục dây dưa. Hắn trầm tư một chút về sau, hỏi ra bản thân nội tâm một cái khác nghi hoặc, ta tại viễn cổ thiên đình trước đó, liền bị ngươi thu làm đệ tử. Vậy ngươi vì sao lại thu ta làm đồ đệ? Thu đồ đệ đệ loại sự tình này, chắc chắn sẽ có nguyên nhân a. Mà lại, vì sao lại đem dính đến thiên đế chi đạo nội dung truyền thụ cho hắn? Chẳng lẽ nói, tại sáng lập thiên đình khi đó trở đi, thiên đế liền làm tốt truyền vị quyết định? Vì sao lại thu ngươi làm đồ, cái này cần lý do sao? Chỉ là hữu duyên, thế là chúng ta liền thuận theo tự nhiên trở thành sư đồ, chỉ đơn giản như vậy. Đát thiên đế một lần nữa đứng lên, duỗi lưng một cái nói, tốt. Tiếp đó, ngươi đem trên đảo hộ đảo trận pháp loại hình toàn bộ mở ra. Ta đi bái phỏng bên dưới chư đạo hữu, nếu như có thể mà nói ta còn muốn đi sờ sờ kim long thủy tổ nhục thân đi. 20 phút về sau, ta trở về tìm ngươi. Dứt lời, không đợi áo bào trắng kim quái lại nhiều hỏi thăm, thiên đế thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Áo bào trắng kim quái. Nhìn thấy thiên đế bỏ chạy, áo bào trắng kim quái trong lòng không khỏi sinh ra nho nhỏ hoài nghi, hắn cùng thiên đế, thật là quan hệ thầy trò. Sau đó không lâu, sau lưng hắn có một vị đầu chọc ni cô chân đạp hoa sen, chậm rãi mà tới. Cửu đăng ngươi xuất quan nha. Áo bào trắng kim quái vội vàng một lần nữa đeo lên kim loại mặt nạ, ôn nhu nói, xem ngươi trạng thái, lần bế quan này thu hoạch rất nhiều, không tệ. Đối diện, cửu đăng ni cô đối áo bào trắng đại tiền bối giơ ngón tay cái lên, đại tiền bối, thu hoạch rất nhiều cái từ này dùng không sai, ta thích. Áo bào trắng kim quái. Lần bế quan này lại còn không có từ bỏ ngươi cái này chết tiệt mau bệnh. Từ khi năm ngoái cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc về sau, cửu đăng lại đột nhiên nhiễm lên cái này không hiểu thấu tán thưởng người khác dùng từ mau bệnh, mà lại tán thưởng phi thường giới. Vốn cho rằng nàng lần bế quan này về sau, tật xấu này liền có thể sửa lại tới. Hiện tại xem ra, tật xấu này chẳng những không có khôi phục, ngược lại còn làm trầm trọng thêm một chút. Đại tiền bối, cửu đăng thu ngón tay lại sau nói. Ngươi thật muốn kế thừa thiên đế chi vị sao? Ngươi cũng nghe được rồi. Áo bào trắng kim quái hỏi. Hừm, ta tại bên cạnh ngươi lặng lẽ thả mấy cái máy nghe trộm, sản phẩm công nghệ cao, hiệu quả cấp một bổng. Mặt khác, đại tiền bối ngươi bị thiên đế tiên tử sờ đầu giết hình ảnh, rất không tệ, ta thích. Cửu đăng giơ ngón tay cái lên nói, năm ngoái Tống Thư Hàng đến thần bí đảo trước, liền đã có mấy vị tu sĩ trước một bước nhập đảo, còn để lại rất nhiều công nghệ cao đồ vật. Những thứ này sản phẩm công nghệ cao đều bị nàng toàn bộ tiếp thu. Áo bào trắng kim quái. Đại tiền bối nếu như ngươi cần sờ đầu giết, lần sau có thể kêu gọi ta. Cửu đăng ni cô không ngừng khiêu chiến áo bào trắng kim quái danh giới cuối cùng. Ba áo bào trắng kim quái cong ngón búng ra. Ấy ra ra nhà cửu đăng ni cô liền bị bắn bay ra ngoài, một đường kêu thảm, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, thiên đế dạo chơi lấy. Đi vào thiên lôi chư vị trí. Nhưng hôm nay, nguyên bản một mực lưu tại nơi này ngủ thiên lôi chư lại không tại cương vị. Thiên đế hơi suy nghĩ một chút về sau, ngồi xổm xuống, trên mặt đất nhẹ nhàng sờ động. Một lát sau,
nàng thân hình tan biến tại nguyên địa. Trực tiếp trốn vào tới lòng đất Sở Tiểu Bạch Long Chi mộ bên trong đi. Long mộ bên trong an trí lấy 10 quan tài. 9 cái quan tài đồng bao quanh trung ương một đầu quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh bên trong, an trí lấy nguyên thiên đỉnh đỉnh cấp chiến lực kim long thủy tổ nhục thân. Cứ nhiên thật là màu trắng, thiên đế đứng ở quan tài thủy tinh trước, nghiên cứu trong quan bạch long. Bên cạnh, 9 vị quan tài đồng bên trong hộ mộ cốt long toàn bộ thức tỉnh, chỉ là bọn chúng không có động tác, chỉ là lẳng lặng chằm chằm vào thiên đế động tác chỉ muốn thiên đế không đi mở khải quan tài thủy tinh, bọn chúng cũng không muốn xuất thủ đắc tội thiên đế. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, kim long thủy tổ thật sự là xinh đẹp, long trung đại mỹ nhân. Thiên đế nhẹ nhàng vỗ vỗ quan tài thủy tinh. 9 vị quan tài đồng bên trong cốt long nhóm vô cùng khẩn trương. Cùng một thời gian, cửu u thế giới bên trong, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên trong lòng hơi động, thân thể của nàng dùng sức quấn lấy A Thập Lục cổ. Ô ô Bạch Long tỷ tỷ, muốn chết, siết quá chặt. Tô thị A Thập Lục tay nhỏ dùng sức vỗ Bạch Long tỷ tỷ thân thể, nàng cảm giác mình cổ đều nhanh muốn bị cắt đứt. Có người tới gần ta tại thần bí đảo Long Mộ, Bạch Long tỷ tỷ khẩn trương nói. Là tham gia thần bí đảo mạo hiểm thành viên sao? Ta nhớ được Cửu Châu Nhất Hào Quần liền có tiền bối muốn đi thần bí đảo hoạt động tới. Da đen Vũ Nhu Tử nói. Không phải người bình thường. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ huy động. Rất nhanh, có một cái hình ảnh hình chiếu đến trước mặt nàng. Long mộ bên trong, 9 quan tài thủ hộ. Mà tại quan tài thủy tinh trước, có một vị hai chân thon dài, dáng người bá đạo tiên tử chính vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng quan tài thủy tinh. Vũ Nhu Tử, da đen ngươi bản thể đến thần bí đảo đi lên rồi. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói. Không, không phải ta bản thể. Da đen Vũ Nhu Tử liền vội vàng khoát tay nói, là cộc cộc thiên đế. A Thập Lục, chúng ta đến lập tức trở về một chuyến thần bí đảo. Bạch Long tỷ tỷ vội la lên. Thiên đế gia hỏa này sợ đến nàng Long Mộ đến, con trồn cho gà chúc Tết, khẳng định không có ý tốt. Hiện tại liền đi sao? Tô thị A Thập Lục quay đầu ngắm nhìn mộng giới ngọn cây bên trên treo tống thư hàng. Bạch Long tỷ tỷ đề nghị, người tử thí luyện không gian bên trong lấy cái tiểu thập lục đi ra, phóng tới thư hàng cửu tu chi mộ bên trong, xem như tọa độ, viễn trình giám sát bên này tràng cảnh. Tô thị A Thập Lục nghe đến đó, trái tim nhẹ nhàng nhảy một cái đem tiểu thập lục phóng tới thư hàng cửu tu chi mộ, đây là cùng mộ hợp táng sao. Mở, tại Bạch Long tỷ tỷ hiệp trợ bên dưới. Tô thị A Thập Lục duỗi tay tại hư không bên trong nhẹ nhàng đẩy, một đầu mãnh liệt thiên hà hư ảnh tại bên người nàng mở ra. Tại cái này thiên hà trong không gian, chứa từng dãy quan tài thủy tinh. Mỗi cái quan tài thủy tinh bên trong đều chứa một đầu Tô thị A Thập Lục, mỗi một cái A Thập Lục đều bề ngoài bộ dáng hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể thông qua quần áo ăn mặc phong cách đến phân chia các nàng. Từ quần áo cách ăn mặc phương diện, cũng có thể nhìn ra những thứ này Tô thị A Thập Lục tính cách khác nhau. Có Tô thị A Thập Lục quần áo bảo thủ, gần như không lộ ra nửa phần da thịt, như là thích khách, có A Thập Lục thân mang tiên giật quần trang, giống như trong bức họa đi ra tiên tử, điềm đạm nho nhã ngọt ngào, có A Thập Lục ăn mặc tùy ý, bách đáp bách biến, hai đầu lông mày cũng lấy khác biệt khí chất, thậm chí trong đó còn có mấy cái A Thập Lục thân mang nóng nảy tính cách khôi giáp, tính cách lớn mật. Đông đảo A Thập Lục, đều đại biểu cho ban sơ thiên hà Tô thị A Thập Lục các mặt tính cách. Tô thị A Thập Lục ánh mắt tại thiên hà bên trong lướt một vòng về sau, cuối cùng chọn lựa ra một vị ăn mặc đai đeo quần bò trang phục tiểu thập lục, đưa nàng từ phía sau lưng thiên hà không gian trung chuyển rời đi ra. Bạch Long tỷ tỷ thân hình mở rộng, nàng nắm lên quan tài thủy tinh bên trong tiểu thập lục, nhẹ nhàng ném đi, đưa nàng chuyển rời đến tống thư hàng cửu tu chi mộ bên trong. Cái này, nhiều như vậy A Thập Lục, thông nương chừng to mắt nói. Tô thị A Thập Lục gặp thông nương một mặt kinh ngạc bộ dáng, lên tiếng giải thích nói, hừm, không cần lo lắng, các nàng cũng không có nguy hiểm. Thông nương nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhẹ nhàng nhảy lên, dùng tay nhỏ sờ lên A Thập Lục đầu, A Thập Lục không cần sợ, chúng ta sẽ kiên cường xuống dưới, sẽ không dễ dàng khuất phục tại vận mệnh trò chơi. Tô thị A Thập Lục. Thông nương cảm thán hoàn tất về sau. Lại trở xuống quy tiền bối mai rùa bên trên nàng nhìn thấy A Thập Lục không gian bên trong như vậy nhiều tiểu thập lục lúc, không khỏi liền nghĩ tới tống thư hàng không gian bên trong cái kia từng bó hành mầm. Hai cái tràng cảnh, là bực nào tương tự. Nhưng nàng giống như Tô thị A Thập Lục, cũng sẽ không tùy tiện khuất phục tại vận mệnh. Sẽ có một ngày,
nàng sẽ chiến thắng lợi hành ra khỏi vỏ. A Thập Lục, ngươi nhiều như vậy tiểu thập lục, cuối cùng đều sẽ hóa thành phân thân sao? Da đen vũ nhu tử lên tiếng hỏi. Tô thị A Thập Lục nhẹ nhàng gật đầu, nàng duỗi tay hợp lại, cái kia thiên hà không gian chậm rãi quan bế, biến mất không thấy gì nữa. Đi, A Thập Lục, Bạch Long tỉ tỉ nắm lên A Thập Lục thân thể, móng vuốt nhỏ trong hư không vạch một cái, mở ra không gian thông đạo. A Thập Lục hướng phía đám người khoát tay áo, các vị, ta có việc đi trước một chuyến thần bí đảo, chúng ta một hồi gặp lại. Lên đường bình an, Bạch Tiền Bối nửa cái phân thân lắc lắc chân, truyền âm nói. Không có cái gì so Bạch Tiền Bối chúc phúc tốt hơn lời khuyến khích. Tạ ơn Bạch Tiền Bối, A Thập Lục trả lời, sau đó Bạch Long tỉ tỉ mang theo nàng, tan biến tại cửu u thế giới. Bạch Tiền Bối phân thân thu hồi bản thân đong đưa đùi phải, bởi vì hắn không cách nào mân mê ra tâm ma phân thân, sở dĩ vừa rồi hắn một mực đang suy nghĩ cái gì chủ bị phương án khác, lấy tạm thời bù đắp bản thân bán thân. Tại gặp đến Tô Thị A Thập Lục cái kia đầy kho tiểu thập lục về sau, Bạch Tiền Bối phân thân tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Như vậy nhiều tiểu thập lục, tương lai đều sẽ trở thành A Thập Lục phân thân. Cũng không biết thư hàng tương lai có thể hay không ứng phó tới. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đột nhiên dùng một loại nghiêm túc, nặng nề thanh âm nói. Da đen vũ nhu tử. Da đen, ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng làm ra một chi tâm ma đại quân đi ra, để bản thể tiếp tục cắt ra đủ loại tâm ma phân thân. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối tiếp tục dùng thanh âm nghiêm túc nói. Hẳn là, không được a. Da đen vũ nhu tử nói, bản thể cũng không có như vậy nhiều tâm ma a. Các ngươi ở chỗ này trông coi cửu tu chi mộ cùng mộng giới thông đạo, ta đi trước cửu tu mộ bên trong đi dạo một chút. Bạch tiền bối phân thân nói. Bao trên người chúng ta đi, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Da đen vũ nhu tử hỏi, bạch tiền bối cần ta dẫn đường sao? Nàng không xác định chỉ còn bán thân bạch tiền bối phân thân có thể hay không thấy rõ con đường phía trước. Không cần lo lắng, ta có thể tìm tới cửu tu chi mộ. Bạch tiền bối phân thân dứt lời. Thật nhanh chạy chậm lên, lưu loát chạy vào tống thư hàng cửu tu chi mộ bên trong, một đường hướng phía tiểu thập lục quan tài thủy tinh tới gần. Bạch Long tỉ tỉ bởi vì thiên đế tới gần nàng quan tài thủy tinh sự, mang theo A Thập Lục độn hướng hiện thế. Kết quả các nàng chân trước vừa đi, đằng sau Bạch Tiền Bối phân thân liền dựa vào gần A Thập Lục quan tài thủy tinh, chuẩn bị nghiên cứu tiểu thập lục. Hiện thế thần bí đảo Long mộ cùng cửu u cửu tu chi mộ, luôn có một cái muốn bị người nghiên cứu. Hiện thế, thần bí đảo, Bạch Long Long mộ bên trong. Thiên đế nhẹ nhàng sờ lấy quan tài thủy tinh, nhưng không có càng tiến một bước động tác, nàng phảng phất chỉ là một cái ngắm cảnh du khách, đang thưởng thức một kiện quốc bảo chân phẩm. Đáng tiếc, màu trắng mặc dù xinh đẹp, nhưng ở xem quen rồi kim sắc về sau, luôn cảm giác màu trắng không đủ bá khí. Thiên đế trong giọng nói để lộ ra một loại tiếc nuối. Nhìn nàng biểu lộ. Luôn cảm giác nàng muốn một lần nữa thay Bạch Long tỉ tỉ soát tầng sơn vàng. Sau lưng chín tòa trong quan tài đồng cốt long nhóm, khẩn trương muốn chết. Hoa! Đang lúc này, thiên đế phía sau có một chiếc gương bên trên, tạo nên một tầng gợn sóng đây là Bạch Long tỉ tỉ vì chính mình lưu VIP không gian thông đạo. Bạch Long tỉ tỉ thân hình từ trên gương chui ra, nhưng Tô Thị A Thập Lục thân thể lại lưu tại cổ đồng kính bên trong, bị tấm gương không gian bảo hộ kể từ đó. Coi như một hồi sau Bạch Long tỷ tỷ và thiên đế phát sinh xung đột, cũng có thể bảo chứng an toàn của nàng. Đã lâu không gặp đát, Kim Long thủy tổ, thiên đế phảng phất đã sớm biết Bạch Long tỷ tỷ sẽ đến, đầu nàng cũng không quay lại, lên tiếng nói. Bạch Long tỷ tỷ cau mày, trầm giọng nói, người đến ta Long mộ bên trong làm gì? Ta thuần túy chỉ là bởi vì thời gian còn sớm, sở dĩ đột nhiên muốn tới nhìn ngươi một chút, ngươi tin tưởng không? Thiên đế xoay người lại, cười nhẹ nhàng nói. Ta tin, Bạch Long tỉ tỉ gật đầu nói, như vậy, chúng ta đã gặp mặt, ngươi có thể rời đi sao? Ngươi dạng này nói chuyện phiếm, trời đều bị ngươi trò chuyện gãy mất. Thiên đế thở dài nói, ta cần trợ giúp của ngươi, Kim Long đạo hữu. Bạch Long tỉ tỉ, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ đem thiên đế chi vị truyền cho Kim Quái. Thiên đế nói. Bổ. Bạch Long tỉ tỉ kém chút bị nước miếng của mình sặc chết, ngươi nói cái gì? Ta không muốn làm thiên đế đát sở dĩ, cái này thiên đế chi vị ta tiếp tục bá chiếm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng đem hắn truyền vị cho Kim Quái. Thiên đế trả lời. Ngươi điên rồi,
Bạch Long tỉ tỉ chằm chằm vào thiên đế, thấy được nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, cau mày hỏi, vì cái gì lựa chọn kim quái? Các ngươi liền không thể thay cái vấn đề. Thiên đế ngồi dựa vào trên quan tài thủy tinh, thon dài hai chân trùng điệp. Không thể, Bạch Long tỉ tỉ nói, mặt khác xin đem cái mông của ngươi từ ta trên quan tài rời, tạ ơn. Thiên đế, có chút năm không gặp, nàng cảm giác cùng Kim Long thủy tổ ở giữa, càng ngày càng không thể hảo hảo tán gẫu. Thiên đế thở dài, nàng vây quanh quan tài thủy tinh dạo qua một vòng về sau, dùng cánh tay chống đỡ quan tài thủy tinh, đổi tư thế nhìn qua Bạch Long. Bạch Long tỉ tỉ, luôn cảm giác thiên đế cái tư thế này càng thêm khiêu khích. Bất quá, được rồi. Thiên đế đều nể tình đổi tư thế, nàng lại nói cái gì lời nói liền lộ vẻ ra mồm. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Bạch Long tỉ tỉ chậm rãi nói, mặc dù không biết ngươi vì cái gì đột nhiên muốn thoái vị, bất quá. Ngươi nếu là muốn đem đế vị truyền cho kim quái, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Thiên đế nghi ngờ nhìn về phía Bạch Long. Bởi vì, kim quái đã chết, hắn vẫn lạc thời điểm, ta ngay tại bất quá chỗ. Ta tận mắt thấy, Bạch Long tỉ tỉ chậm rãi nói. Cái gì, thiên đế một mặt mộng bức. Kim quái treo. Chẳng lẽ ta vừa rồi vây quanh quan tài thủy tinh thưởng thức Kim Long thủy tổ di thể thời điểm, ngoại giới đã qua mấy ngàn năm. Sau đó tại cái này mấy ngàn năm ở giữa, kim quái bị người làm thịt. Nếu không phải thiên đế bàn tay mình nắm thời gian chi đạo, nói không chừng nàng thật đúng là phải tin phía trên cái suy đoán này. Bạch Long tỉ tỉ nói, ta nói, kim quái treo, ta nhìn thấy, sở dĩ. Người muốn truyền vị cho hắn, là chuyện không thể nào. Ta cảm giác chúng ta ở giữa giao lưu xảy ra vấn đề. Thiên đế nằm sấp dựa vào quan tài thủy tinh bên trên, cái tư thế này có thể làm cho nàng đứng nhẹ nhõm một số, trực giác của ta nói cho ta biết, chúng ta vừa rồi trao đổi nửa ngày, trò chuyện lại không phải một cái chủ đề. Lần này đến phiên Bạch Long tỉ tỉ một mặt mộng bức. Tỉ như chúng ta trò chuyện kim quái, không phải cùng là một người. Thiên đế nói. Bạch Long tỉ tỉ trầm mặc một lát sau. Hỏi, người nói kim quái là? Thiên đế đột nhiên hai tay mở rộng, kim kê độc lập, ta mới sẽ không nói cho ngươi đát. Trong gương tô thì A thập lục. Bạch Long tỉ tỉ. Thiên đế tại bày xong động tác này về sau, chính mình cũng cứng ngắc lại nửa ngày, sau đó nàng yên lặng thu hồi tư thế gần nhất nàng chịu đến vũ nhu tử cùng da đen vũ nhu tử ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cho dù là nàng cắt đứt mình và vũ nhu tử, da đen ở giữa tâm linh cảm ứng, liên hệ. Nhưng có nhiều thứ vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác tại ảnh hưởng nàng. Còn tốt nàng đã quyết định từ thiên đế chi vị bên trên thối lui, nếu bị vũ nhu tử ảnh hưởng một số quen thuộc sẽ ảnh hưởng nàng thiên đế uy nghiêm. Tốt a, vậy ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Bạch Long tỉ tỉ thở dài nói nàng không muốn bị thiên đế mang tiết tấu, thiên đế mặc dù trong miệng nói ta mới sẽ không nói cho ngươi, nhưng là một mặt ngươi hỏi ta a, ngươi hỏi ta a biểu lộ. Thiên đế càng như vậy. Bạch Long tỉ tỉ thì càng không muốn thuận nàng, cho nên trực tiếp nói sang chuyện khác. Thiên đế, nói hay không, không nói ta liền đi. Bạch Long tỉ tỉ nói, ta cần ngươi giúp ta chống cự một cái người. Thiên đế dựa vào trên quan tài thủy tinh, nói, tại ta truyền vị cho kim quái thời điểm, ngươi giúp ta đem người kia ngăn trở. Cản ai? Bạch Long tỉ tỉ vừa hỏi ra lời lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Suy đoán ra đáp án về sau, Bạch Long tỉ tỉ cười ha ha, nàng thân hình hướng về sau lướt tới nói, thật có lỗi, bệ hạ ta mới rồi sẽ không giúp người bận bịu đát mời bệ hạ một cái người hảo hảo cố gắng a. Ta liền biết Bạch Long đạo hữu ngươi sẽ không dễ dàng giúp ta. Thiên đế mỉm cười, nàng nhẹ nhàng búng tay phát ra tiếng. Sau đó, có mấy ngàn mai đế văn lăng không hiển hiện, cả cái long mộ không gian đều bị phong tỏa nàng trước đó vây quanh quan tài thủy tinh dạo qua một vòng lại một vòng, cũng không phải đơn thuần đang thưởng thức Bạch Long di thể. Ngươi muốn làm gì? Bạch Long tỉ tỉ hỏi. Tại ta truyền vị trong lúc đó, ta chuẩn bị đem ngươi long mộ bắn ra đi, chuyển rời đến một cái sắp sụp đổ dị không gian bên trong. Bất quá yên tâm, ta sẽ âm thầm thao tác, toàn bộ hành trình sẽ không tổn thương đến ngươi long mộ. Chỉ là muốn đem một tên dẫn ra. Nhưng hắn hảo hảo cùng ngươi ôn chuyện, không muốn cho ta quấy rối. Thiên đế trả lời. Bạch Long tỉ tỉ ngữ khí biến mềm, ngươi xác định hắn sẽ đến. Không xác định, nhưng ta dù sao cũng phải để phòng vạn nhất không phải sao. Thiên đế nói,
Dứt lời nàng thuần thục từ miệng trong túi móc ra một đầu kiểu mới điện thoại, nhìn đồng hồ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Như vậy Kim Long đạo hữu, chúng ta một hồi gặp. Lần nữa gặp mặt lúc, ta liền không còn là thiên đế. Đến lúc đó để cho chúng ta nhận thức lại bên dưới đối phương. Thiên đế hướng phía Bạch Long tỷ tỷ phất phất tay, lại hướng phía trong gương Tô Thị A Thập Lục khoát tay áo, đã lâu không gặp, Tô Thị đạo hữu, lúc đầu ta phải cùng ngươi tọa hạ hảo hảo uống một chén. Bất quá hôm nay ta tương đối bận rộn, không thời gian chiêu đãi ngươi. Lần sau, ta sẽ dùng thân phận mới cùng ngươi cầm đuốc dạ đàm, xin tha thứ ta thất lễ đi. Trong kính Tô Thị A Thập Lục một mặt mộng bức, nàng không nhớ rõ mình và thiên đế ở giữa có cái gì giao tình a. Chẳng lẽ thiên đế là chịu đến vũ nhu tử bản thể ảnh hưởng? Thiên đế dứt lời, không đợi A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ đáp lời, thân hình biến mất ở long mộ bên trong. Bạch Long tỷ tỷ, không gian bị giam cầm, chúng ta còn có biện pháp ra ngoài sao? A Thập Lục dò hỏi. Tạm thời không ra được, đây là thiên đế dùng đế văn khắc họa xuống phong cấm. Là nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn đối phó với ta. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Nhưng nàng nội tâm rất rõ ràng, nàng kết nối xuống tới muốn phát sinh sự tình, cũng không kháng cự, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong. Nhưng là, nàng lại rất mâu thuẫn, nàng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, để ra hỏa kia lâm vào trong lúc nguy nan, bên trong thiên đế quỷ kế. Bất quá cũng vừa đúng, đã đến ta long mộ bên trong, ngươi liền mượn cơ hội sẽ hảo hảo tu luyện một phen đi. Bạch Long tỉ tỉ duỗi chào tại trên gương một điểm, đem Tô Thị A Thập Lục từ trong gương thả ra. Nơi này là nàng long mộ, từ viễn cổ thời đại nhục thể của nàng liền an trí ở đây, bên cạnh còn có 6 cỗ khôi lỗi cốt long tại thủ hộ long mộ. Cả cái long mộ bên trong tích lũy vô cùng to lớn long khí, đối với thức tỉnh chân long huyết mạch Tô Thị A Thập Lục tới nói, nơi này là cái tu luyện phúc địa, chí ít cũng tương đương với 50 bội kinh nghiệm tu luyện bảo địa. Tu luyện một ngày, đỉnh đi qua 50 ngày. Hiện tại tu luyện. Tô Thị A Thập Lục nhìn qua Bạch Long tỷ tỷ từ thiên đế cùng Bạch Long tỷ tỷ đối thoại bên trong có thể nghe ra, đón lấy đến long mộ sẽ phát sinh một loạt sự tình đi, lúc này tu luyện thật sự không có vấn đề. Hảo hảo tu luyện đi, chuyện kế tiếp sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Mà lại, ngươi cũng không nên bị thư hàng kéo ra quá lớn cự ly a. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói. Đã thích thư hàng quái thai này, chí ít ở trên cảnh giới không nên bị kéo ra quá lớn cự ly. Nếu không trong tương lai, liền không cách nào đứng ở thư hàng bên người, cùng hắn cùng đối đồng dạng đại địch. Bạch Long tỷ tỷ ngươi thắng. A Thập Lục nói, nàng thực sự không cách nào phản bác Bạch Long tỷ tỷ đề nghị. Hảo hảo tu luyện đi, ta hộ pháp cho ngươi. Bạch Long tỷ tỷ bồng bềnh tại A Thập Lục đỉnh đầu, cuộn thành một đoàn, lâm vào trầm tư hình thức. Phía dưới là không thu phí, bất kể chính văn số lượng từ một cái cố sự. Kiếp tiên hư không, cưỡng chế nhập định Tống Thư Hàng ý thức chỗ sâu. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân, khí linh tiểu tiên tử, 65 cái còn không thành hình khí linh hình thức ban đầu, biết làm món ăn tâm ma tể tụ một đường. Công đức xà mỹ nhân, nàng phát hiện cho dù là tiến vào cưỡng chế bế quan trạng thái, Tống Thư Hàng như trước đang nhảy nhót. A, ta không phải đang bế quan sao? Tống Thư Hàng nói. Khí linh tiểu tiên tử, ô ô. A, à, loại cảm giác kỳ quái này, là kiếp tiên hư không tại hướng ta phản hồi cái nào đó tín hiệu. Đột nhiên, Tống Thư Hàng ý thức phát ra tinh tế khẽ gọi tiếng. Công đức xà mỹ nhân. Vừa rồi ta cùng kiếp tiên hư không đồng bộ về sau, trong lúc mơ hồ sinh ra một loại thông kim bát cổ ảo giác. Tống Thư Hàng nói, quá khứ, tương lai vẫn như cũ đều tại trong lòng ta hiện lên. Mà tại quá khứ cái nào đó tiết điểm, hôm nay... Tựa hồ có một ít tà ác suy nghĩ tại nhằm vào ta. Bọn hắn, muốn cướp đi ta cái nào đó đồ vật. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, tình yêu là cái gì, tình yêu vì cái gì không phải Nam Bắc. Bọn hắn muốn đoạt đi, là điện thoại di động của ta. Tống Thư Hàng nói. Công đức xà mỹ nhân. Sau đó không lâu, Bạch Long tỷ tỷ Long Mộ, bị thiên đế từ thần bí đảo bên trên rời ra ngoài. Chuyển rời đến một cái lúc nào cũng có thể sụp đổ dị không gian bên trong. Này bằng với là đem Bạch Long tỷ tỷ gác ở trên đống lửa nướng, liền đợi đến tên kia ra, anh hùng cứu rồng, từ đó kéo dài thời gian, để thiên đế có thể vui vẻ đem đế vị truyền cho kim quái. Long mộ bên trong, Bạch Long tỷ tỷ vẫn tại thất thần trạng thái. Nàng đang suy tư,
một hồi nếu như hắn xuất hiện lời nói, chính mình là hy vọng hắn tới cứu mình đâu. Vẫn là hy vọng hắn không cần lâm vào thiên đế âm mưu, không cần quản nàng, chuyên tâm đi cho thiên đế chế tạo phiền phức. Bạch Long tỷ tỷ hiện tại phi thường mâu thuẫn, bởi vì thân là trưởng thành rồng, nàng hai cái đáp án đều muốn. Một bên khác, tại đem Long mộ phát xạ đến dị không gian về sau, thiên đế bóp lấy thời gian, trở lại bạch bào kim quái bên người, vì hắn cử hành truyền vị nghi thức. Thần bí đảo bóng ma cùng phía dưới linh điệp trùng hợp, trên bầu trời sao trời, ấn lấy thiên đế tính toán tốt góc độ, sắp xếp thành hình. Thiên địa đại thế lực lượng, vì thiên đế dẫn dắt. Đáng nhắc tới chính là, linh điệp đảo vị trí phi thường đặc thù. Cái này nhìn như phổ thông hải ngoại tiên đảo, tại thiên đế suy tính hạ lại chiếm cứ lấy hiện thế địa cầu khí vận khu vực hạch tâm tọa độ. Chuẩn bị xong chưa, thiên đế đứng tại bạch bào kim quái trước mặt, nghiêm túc nói. Cách đó không xa, cửu đăng ni cô cách một cái kết giới, quan sát đại tiền bối đăng cơ đại điển. Nếu như ta nói ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, người sẽ đồng ý chỉ hoãn chuyển vị sao? Bạch bào kim quái hỏi. Không có khả năng, thiên thời địa lợi, bỏ qua liền phải đợi thêm hơn mấy trăm năm. Ta hiện tại, có thể đợi không được mấy trăm năm, đát thiên đế trả lời. Cho nên ta chuẩn bị xong chưa, ý nghĩa không lớn. Bạch bào kim quái mạnh miệng nói. Có khác biệt, thiên đế đưa tay đặt tại trên đầu của hắn, chuẩn bị xong, ngươi có thể sớm cắn răng tiếp nhận thống khổ, nếu như chưa chuẩn bị xong, cái kia thống khổ tới phi thường đột nhiên, ta sợ ngươi sẽ nhịn không được khóc ra thành tiếng. Bạch bào kim quái. Như vậy, bắt đầu, từ hôm nay về sau, ngươi chính là thiên đế. Thiên đế chậm rãi nói. Cái này chư thiên vạn giới nhất có trọng lượng đế vị truyền thừa quá trình, lại khó coi đến làm lòng người đau nhức. Không có truyền vị chiếu thư, không có long trọng đăng cơ đại điển, không có quân thần tham dự. Toàn bộ quá trình, chỉ có thiên đế vỗ vỗ bạch bào kim quái sọ não, nói cho hắn biết từ hôm nay trở đi, hắn chính là thiên đế. Cứ như vậy, bạch bào kim quái hỏi. Cứ như vậy, xem lễ cửu đăng cô nương cũng là một mặt mộng bức. Hình thức không trọng yếu. Trọng yếu là tiếp xuống kết quả. Thiên đế mỉm cười, nàng ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Tại cung điện trên trần nhà, xuất hiện tinh không hình chiếu hình tượng, tinh đầu đầy trời hình chiếu mà xuống, trong cõi u minh gánh chịu lấy thuộc về thiên lực lượng. Phía dưới, thần bí đảo cùng linh điệp đảo cộng minh, mở ra địa đại thế. Thiên đế đưa tay tại trong tay áo co lại, một thanh lâm thời chế tạo thô giáp đế kiếm bị nàng rút ra. Tuy là lâm thời chế tạo, nhưng xuất từ thiên đế chi thủ, chuôi này đế kiếm chất lượng cũng là tiêu chuẩn trường sinh giả thần binh cấp bậc. Đế kiếm rút ra về sau, thiên đế đem kiếm cắm ở nàng cùng bạch bào kim quái ở giữa. Thiên đế quân quyền đại đạo, từ đó vì ngươi tất cả. Thiên đạo đưa tay tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, ở sau lưng nàng, có một tòa phồn hoa vô cùng cung điện hư ảnh hiển hiện. Kia là hoàn chỉnh lúc thiên đình, vô số cung điện liên tiếp, liên miên bất tuyệt, tổ hợp lại với nhau. Hóa thành lúc ấy chân áp chư thiên vạn giới viễn cổ thiên đình. Cái này hư ảo viễn cổ thiên đình hóa thành vô số lưu quang, thuận thiên đế ngón tay, ngưng tụ tại chuôi này đế kiếm phía trên. Lại lấy đế kiếm vì trung chuyển, chiết xạ đến bạch bào kim quái trên thân. Những thứ này lưu quang, chính là thiên đế thiên đình đại đạo, là trường sinh giả chi đạo bên trong đứng đầu nhất mấy đầu đại đạo. Mà những thứ này lưu quang, toàn bộ bị bạch bào kim quái nhục thân chỗ tiếp nhận. Sau đó, bạch bào kim quái khí thế trên người bắt đầu tăng vọt, tại cửu phẩm kiếp tiên phần cuối, lại tiến nửa bước, bắt đầu dùng sức xâm nhập trường sinh giả hàng ngũ. Một màn này nếu như bị chư thiên vạn giới cái khác trường sinh giả nhìn thấy, sợ rằng sẽ chấn kinh đến không khép lại được chân đã kinh bị bước ra trường sinh giả chi đạo, vậy mà có thể tiến hành chuyển di. Loại chuyện này, chư thiên vạn giới còn chưa có xảy ra qua. Trường sinh giả chi đạo cũng không phải công lực. Không phải muốn truyền liền có thể truyền đồ vật. Liền xem như một mẹ cùng thai song bào thai, đệ đệ cũng không có khả năng kế thừa ca ca con đường trường sinh. Liền liên tiếp thụ truyền vị bạch bào kim quái cũng sửng sốt nửa ngày. Hắn vốn cho rằng truyền vị chỉ là cái nghi thức tại hắn nghĩ đến, thiên đế hẳn là muốn thông qua thủ đoạn nào đó, đem viễn cổ thiên đình quyền lực chuyển di cho hắn, sau đó thiên đế thông qua nghi thức từ bỏ thiên đình chi đạo, lại từ hắn tới tiếp thu tất cả viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Cũng dựa theo thiên đế cho ra phương pháp, bước ra thiên đình chi đạo. Không nghĩ tới, thiên đế vậy mà trực tiếp đem viễn cổ thiên đình chi đạo, giống truyền công đồng dạng,
truyền đến trên người hắn, để hắn tại chỗ vượt qua kiếp tiên cảnh giới, bước vào trường sinh giả hàng ngũ. Loại này căn bản không dám tưởng tượng sự tình, lại chân thực phát sinh ở trên người hắn. Thiên đình chi đạo, bản thân liền có được truyền công năng sao? Bạch bào kim quái nhịn không được hỏi. Phải chăng tựa như là đế vị đồng dạng, thiên đình chi đạo vốn là có được dạng này đặc thù hiệu quả. Ngươi nói không sai, chính là như vậy. Thiên đế mỉm cười ôn nhu nói. Đang khi nói chuyện, sau lưng nàng thiên đình chi đạo tăng lớn lưu lượng, điên cuồng rót hướng bạch bào kim quái. Đau khổ kịch liệt, che mất bạch bào kim quái, làm hắn ý thức bắt đầu mơ hồ. Nàng đang nói láo, đại não mặc dù mơ hồ, nhưng bạch bào kim quái lại đánh giá ra thiên đế đang nói láo, thiên đình chi đạo căn bản không có truyền vị công năng. Thiên đình chi đạo biến thành lưu quang, liên tục không ngừng tiến vào bạch bào kim quái thể nội. Toàn bộ quá trình bên trong, bạch bào kim quái thân thể, đều không có bài xích thiên đình chi đạo. Thân thể của hắn cùng thiên đình chi đạo độ phù hợp mắc chỉ số, căn bản không tồn tại bài xích cái này khái niệm. Liền phảng phất hắn cùng thiên đình chi đạo, nguyên bản liền hẳn là một thể. Ta, bạch bào kim quái há hốc mồm, nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi, thống khổ giống như thủy triều đồng dạng đánh tới, một làn sóng tiếp theo một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Bạch bào kim quái ý thức, cũng bị thống khổ thủy triều đẩy cao, lại đẩy cao. Ý thức tại trong thống khổ đạt được thăng hoa, thần thức bắt đầu tăng lên tới trường sinh giả cường độ. Đau nhức, đầu óc của hắn bên trong, tràn ngập thống khổ khái niệm, đau đến không cách nào suy nghĩ, đầy trong đầu chỉ còn lại thống khổ. Lúc này, hắn thật hy vọng chính mình có thể cùng những người khác chia sẻ hạ chính mình phần này thống khổ. Đau nhức đau nhức đau nhức, đây là cái quỷ gì thống khổ a? Một cái tuổi trẻ thanh âm, đột nhiên tại bạch bào kim quái trong đầu vang lên. Thanh âm này, không thuộc về hiện tại, phảng phất là từ tương lai truyền tới. Bởi vì thiên đình đại đạo bên trong, dính đến thời gian pháp tắc. Cho nên, trong thống khổ bạch bào kim quái, bắt được cái này một sợi đến từ tương lai thanh âm. Ai? Ai tại trong đầu của ta nói chuyện? Đát, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Đồng thời, truyền công thiên đế cả kinh nói. Thiên đế đối thanh âm này phi thường mẫn cảm, đối với nàng mà nói. Thanh âm này tựa như là người bình thường mỗi ngày sáng sớm rời giường đồng hồ báo thức tích 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 cái thanh âm kia đồng dạng. Mặc dù thanh âm này bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, nhưng thiên đế vẫn là một tai liền nhận ra, đây là thuộc về Tống Thư Hàng thanh âm. Vấn đề là, Tống Thư Hàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phải biết vì phòng ngừa Tống Thư Hàng cái này sự tình tinh đến thần bí đảo, nhiễu loạn nàng thiên đế chuyển vị kế hoạch, nàng rất sớm đã đang bố trí. Tranh thủ đem Tống Thư Hàng an bài xa xa. Mà lại tại xác định truyền vị trước đó, nàng còn cố ý chú ý qua Tống Thư Hàng trạng thái hiện tại, Tống Thư Hàng bản thể bị treo ở mộng giới trên đại thụ, hắn phân thân tại thiên kiếp thế giới, hắn Tống U U phân thân tại cửu U Ma Hải thế giới, hắn sắt thép phân thân bị phong ấn ở chính mình mặt trời nhỏ bên trong. Cho nên, Tống Thư Hàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta đều thật vất vả đưa ngươi cho an bài xa. Ngươi vì cái gì vẫn là xuất hiện? Loại tình huống này, lại nhập mộng sao? Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm khổ não nói, nhưng lần này tiết tấu không đúng, nào có vừa lên đến liền trực tiếp bên trên thống khổ hình phạt. Sọ não đau nhức, hít sâu, ta cần một quãng thời gian đến thích ứng cái này sóng thống khổ. Thiên đế, bạch bào kim quái, đau nhức đau nhức đau nhức. Một lát sau, rốt cục tốt hơn nhiều. Cũng may ta kho số liệu bên trong có kém không nhiều thống khổ loại hình, thoáng thích ứng một chút, điểm ấy thống khổ đối ta mà nói liền không đáng giá nhắc tới. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Bạch bào kim quái, đau nhức đau nhức đau nhức, vị này không biết tên thống khổ đại lão, người nhẫn nại thống khổ nguyên lý là cái gì, có thể hay không thoáng cho ta phân tích một chút. Để cho ta cũng có thể giống như người ưu tú. Có thể nhanh chóng thích ứng cái này sọ não bạo tạc thống khổ a. Thiên đế. Lúc này, thiên đế đã kinh mẫn duệ phát giác, cái này Tống Thư Hàng thanh âm, không phải hiện tại Tống Thư Hàng, mà hẳn là tương lai Tống Thư Hàng. Am hiểu thời gian chi đạo nàng, bắt được cái này Tống Thư Hàng thời gian trục không ngang nhau trạng thái. Thiên đế lúc này nội tâm một trận phi thường sụp đổ, tâm tính đều băng. Ngàn phòng vạn quá, nàng không có phòng đến tương lai Tống Thư Hàng. Nàng đã kinh cố gắng như vậy an bài Tống Thư Hàng,
để hiện tại Tống Thư Hàng không có nhúng tay nàng truyền vị cơ hội. Không nghĩ tới tương lai Tống Thư Hàng, vậy mà thông qua phương thức nào đó, vượt qua thời gian, đến hiện tại, nhập thân vào bạch bào kim quái trên thân. T để ta xem thật kỹ một chút, lần này nhập mộng chính là ai? Vì cái gì ta bế quan hảo hảo, đột nhiên liền nhập mộng rồi. Phát động đều không có thời cơ a. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên lần nữa. Tống tiền bối, ngươi thật đúng là trẫm oan gia cộc, thiên đế nhịn không được lên tiếng nói. Vọng thiên, thiên đế, là ngươi. Tống Thư Hàng thanh âm cả kinh nói, ngươi phát giác được ta rồi. Nhập mộng cái thiên phú này phi thường tiện lợi, nhưng chính là có thời gian nhập mộng tiếp xúc đến một chút đại lão lúc, dễ dàng bị đối phương tại chỗ bắt được. Thiên đế nhẹ gật đầu, Bên cạnh, thân là truyền vị nhân vật chính bạch bào kim quái, lúc này lại thành đứng ngoài quan sát vai phụ, hắn một mặt mộng bức. Tống tiền bối, thiên đế tống tiền bối, đây là thời kỳ viễn cổ một vị nào đó đại lão sao? Có thể bị tâm cao khí ngạo thiên đế tôn xưng là một tiếng tiền bối, vị này tống tiền bối là lai lịch gì? Mặt khác, không biết có phải hay không ảo giác, vì cái gì hắn luôn cảm giác cái này tống tiền bối thanh âm, có chút quen tai. Cái kia, ta nhưng thật ra là tại nghiêm túc bế quan, nhắm nhắm khả năng liền ngủ mất. Ta lần này tới đơn thuần ngoài ý muốn, cho nên thiên đế tiên tử, ngươi không bằng đem ta xem như không khí, đem ta không thèm đếm xỉa đến. Tống Thư Hàng nhỏ giọng đề nghị. Xem như không khí không thèm đếm xỉa đến. Tống tiền bối, ý của ngươi là để ta đưa ngươi xem như một cái giám sao. Thiên đế thân thể có chút hướng về sau tới gần, một đóa to lớn hoa sen trống rỗng hiển hiện, như là cái ghế đồng dạng nâng thân hình của nàng. Tống Thư Hàng, ngươi là ai? Lúc này, bạch bào kim quái thống khổ nói hắn nghĩ hỏi thăm hạ Tống Thư Hàng thân phận, nếu như có thể mà nói, hắn muốn hướng Tống Thư Hàng trưng cầu ý kiến hạ nhẫn nại thống khổ khiếu môn. Đạo hữu đừng hoảng hốt, ta chỉ là một con vừa vặn đi ngang qua vô danh Tống, đạo hữu đem ta không nhìn là đủ. Tống Thư Hàng trả lời, phàm là cùng thiên đế dính líu quan hệ người, đều là tiềm ẩn phiền toái lớn, hắn không muốn đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Vô danh Tống, bạch bào kim quái bộ mặt thống khổ đến vặn vẹo. Tống tiền bối người thật đúng là khiêm tốn, cái này chư thiên vạn giới, ai dám xưng ngươi là hạng người vô danh. Thiên đế nhếch miệng lên. Sát phách bên ngoài kết giới cửu đăng ni cô, như là nhìn giống như con khỉ nhìn xem đại tiền bối cùng thiên đế rõ ràng chỉ có hai người, nhưng thiên đế cùng đại tiền bối ở giữa đối thoại, lại phảng phất đang cùng bên thứ ba đang giảng. Nhưng nàng nhìn hồi lâu, cũng không tìm được khả năng này tồn tại bên thứ ba tới. Lại nói, thiên đế tiên tử ngươi đang làm gì? Vì cái gì ta thoáng qua một cái đến, sọ não liền đau đớn một hồi. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên lần nữa, luôn cảm giác thiên đế tại mưu hại hắn. Thiên đế lắc đầu nói, duy chỉ có cái này sự tình, ta không muốn để cho Tống tiền bối biết. Nàng vừa dứt lời, Tống Thư Hàng thanh âm lại vang lên chờ chút. Cái này khổng lồ tin tức là cái gì, con đường trường sinh? Thiên đế, bạch bào kim quái. Thật sự phiền não, tống tiền bối. Thiên đế sọ não đau nhức, người lần này xuất hiện thật không thích hợp. Chờ chút, ta thanh âm mới vừa rồi là tâm lý ý nghĩ, cũng không nói ra miệng mới đúng a. À đúng rồi, ta là trạng thái đặc thù. Đợi thêm bên dưới, ta khả năng có chút đầu mối, ta cảm giác sọ não bên trong có một bộ phận ký ức bắt đầu bị kích hoạt. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên lần nữa. Mấy tức thời gian sau. Thần bí đảo, phòng ấn ký ức, con thỏ đại tiền bối, một tấc thu nhỏ túi, chờ một chút đứt quãng ký ức trào ra Tống Thư Hàng đều kém chút quên hắn còn có như thế một bộ phận bị phủ bụi ký ức. Trên thực tế, lấy Tống Thư Hàng quan hệ nhân mạch, nếu như muốn giải khai phủ bụi ký ức, cũng không khó khăn. Chỉ là bởi vì ước định nguyên nhân, hắn một mực không có thử chủ động giải khai cái này phong ấn. Tối đa cũng chỉ là nhận được một chút kích thích về sau, trong đầu hiện lên một chút ký ức hình tượng một lát. Mà bây giờ, bộ phận này phủ bụi ký ức tựa hồ bị mở ra, hình tượng đứt quãng hiển hiện. Đồng thời, Tống Thư Hàng cũng rốt cục đã nhận ra chính mình lần này nhập mộng phụ thân đối tượng thần bí đảo chủ nhân, vị kia thích con thỏ, nói chuyện thích chiếu vào vô hình bản thảo đọc đại tiền bối. Có thể là bởi vì lúc trước cái kia ký ức phong ấn làm cơ hội, để hắn lần này nhập mộng kết nối vào vị này đại tiền bối. Nói cách khác, nơi này là thần bí đảo. Như vậy thời gian khoảng cách ta hiện tại cũng không có cách xa nhau quá lâu. Thiên đế ngươi trên thần bí đảo làm đại động tác, Tống Thư Hàng hỏi.
Tống tiền bối, ngươi biết nhiều lắm. Thiên đế vuốt vuốt huyệt thái dương, chân thành nói, lần này, ta nhất định phải đưa ngươi diệt khẩu cộc. Tống thư hàng. Từ thiên đế ngữ khí đến xem, nàng tựa hồ là nghiêm túc. Nói thật, tại bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, có thực lực chính diện cứng rắn đối Tống thư hàng cộng một thân hách, cũng có khả năng đối tuột hắn một cái mạng, thiên đế khẳng định tính một cái. Nếu như thiên đế nghiêm túc, tìm đúng thời cơ đối Tống thư hàng, là thật có cơ hội đem Tống thư hàng xử lý. Cái kia, Tống thư hàng cuối cùng vẫn nghĩ thử dẫy dụa một chút, nhìn xem có thể hay không dựa vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục thiên đế. Nhưng mới mở miệng lúc, hắn lại tìm không thấy thuyết phục điểm vào thăm dò người khác trường sinh đại đạo loại sự tình này, thật tìm không ra rửa sạch lý do, thuộc về bị người đánh chết đều không lời nói hệ liệt. Đừng nói chuyện, Tống tiền bối. Lúc này ngươi nói cái gì đều không tốt làm, trừ phi ngươi bây giờ rời đi nơi này, ta có thể làm việc này chưa từng xảy ra. Thiên đế lên tiếng nói. Thiện lương thiên đế cuối cùng vẫn nói ra bản thân nhỏ bé yêu cầu, nàng chỉ yêu cầu Tống thư hàng lập tức mượt mà lăn đi. Bạch bào kim quái nghe đến đó lúc, đều ngây dại hắn là bị thiên đế thiện lương dọa sợ, đó căn bản không phải hắn nhận biết thiên đế. Cho nên, vị này Tống tiền bối đến cùng là ai? Vậy mà có thể để cho thiên đế vì hắn mà thay đổi. Nhưng là một bên khác Tống thư hàng nghe được thiên đế cái này nhỏ bé yêu cầu lúc, lại bất đắc dĩ ngẩng đầu vọng thiên. Ta cũng muốn đi a, nhưng ta nhập mộng thiên phú không phải ta muốn đi liền có thể đi, tựa như là đang nằm mơ thời điểm, đặc biệt là ác mộng lúc, không phải ngươi nghĩ tỉnh liền có thể tỉnh lại. Không phải ta không muốn đi, kỳ thật ta muốn chạy. Không khí cũng bắt đầu lúng túng. Đồng thời, thuộc về thiên đế thiên đình chi đạo tin tức, chính liên tục không ngừng rót vào bạch bào kim quái thể nội. Thiên đình chi đạo tiến vào bạch bào kim quái thân thể sau chia làm ba bộ phận, một phần là tri thức tin tức. Một phần là con đường trường sinh pháp tắc, một phần là cùng thiên đình chi đạo mật thiết tương liên trường sinh giả năng lượng. Con đường trường sinh pháp tắc cùng trường sinh giả năng lượng, lại là trực tiếp hòa vào bạch bào kim quái thân thể, Tống thư hàng nhập mộng có thể thể nghiệm loại này pháp tắc lực lượng dung hợp lúc thống khổ cảm giác, lại không thể phục chế phần này năng lượng cùng pháp tắc. Nhiều nhất chỉ có thể đứng ngoài quan sát một chút thiên đế thiên đình chi đạo pháp tắc, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Bất quá! Thuộc về con đường trường sinh cái kia bộ phận tin tức tri thức lại một mạch bị nhập mộng Tống thư hàng copy đi. Trên thế giới chân quý nhất tài phú là tri thức, dễ dàng nhất mang đi tài phú cũng là tri thức. Ngươi còn chưa đi, thiên đế lên tiếng nói. Ta cũng muốn đi a, nhưng là ta đi không được. Tống thư hàng dùng túng túng ngữ khí trả lời. Thiên đế. Mà tại túng lấy trả lời thiên đế đồng thời. Tống thư hàng đột nhiên phát hiện trong đầu không ngừng tiếp thu thiên đình chi đạo tri thức bên trong, có bộ phận tin tức vậy mà có thể cho hắn bế quan mang đến dẫn dắt. Thiên đình chi đạo tri thức tin tức, đối bây giờ Tống thư hàng đến nói, vẫn như cũ là quá cao thâm mà chắc, thuộc về căn bản không thể xem hiểu không lưu loát tri thức. Muốn nhìn hiểu bộ phận này tri thức, hắn còn cần học từ đầu, bù lại tu chân ngũ phẩm đến cửu phẩm tri thức, đánh tốt cơ sở về sau, mới có thể tư cách học tập bộ phận này thiên đình chi đạo tri thức. Bất quá, bởi vì Tống thư hàng thường ngày tiếp xúc thành viên, trên người vật trang sức, tất cả đều là đỉnh tiêm cường giả hạng nhất, tại thường ngày tai nghe mắt thấy quá trình bên trong, bất chi bất giác nắm giữ rất nhiều cổ quái tri thức. Cho nên, hoàn chỉnh thiên đình đại đạo tri thức bên trong, Tống thư hàng ngẫu nhiên có thể xem hiểu mấy cái mảnh nhỏ đoạn, mà lại những thứ này mảnh nhỏ đoạn cũng là đứt quãng, không ăn khớp. Mà trong đó có mấy cái mảnh nhỏ đoạn tri thức điểm là cùng kiếp tiên hư không có quan hệ. Thông qua bọn chúng, Tống thư hàng đối kiếp tiên hư không lý giải càng xâm nhập thêm, đồng thời trong đầu hiển hiện mấy cái linh cảm. Tỷ như, muốn tăng cường chính mình cùng kiếp tiên hư không độ thiện cảm, trừ soát dưỡng đao thuật cùng kim đan mã hai chiều công năng bên ngoài, nói không chừng còn có thể từ tự thân phương diện hạ thủ. Viễn cổ thiên đình chi đạo thiên cung kiến trúc thiên tin tức cho Tống thư hàng mở ra một cái suy nghĩ phương hướng. Đối bộ phận người Hoa đến nói, muốn đối một chỗ sinh ra tình cảm. Như vậy tại địa phương này mua phòng nhỏ, thành lập một cái nhà là cái lựa chọn tốt. Người Hoa đối với nhà khái niệm nhìn tương đối nặng, đối phòng ở cũng tương đối coi trọng. Vô luận là mua là thuê, có cái điểm dừng chân, có cái nhà phi thường trọng yếu. Có nhà về sau, đối một cái lạ lẫm địa phương liền có thể dần dần quen thuộc, sinh ra tình cảm. Cho nên, ta có phải hay không được tại kiếp tiên hư không bên trong mân mê một cái nhà ra? Không cần quá lớn.
liền làm cái mấy chục bình phương ở chỗ là được. Có nhà về sau, ta cùng kiếp tiên hư không tình cảm nhất định có thể biến càng thêm thân mật. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Về phần làm sao tại kiếp tiên hư không bên trong đóng cái nhà, thiên đình đại đạo bên trong thiên cung kiến trúc thiên tin tức liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Dùng thất phẩm tôn giả chân thực huyến tượng làm cơ sở, lại tăng thêm chút ít kỹ xảo, đem chân thực huyến tượng cho ổn định trước mặt trình tự có thể tham khảo sở các chủ bích thủy các. Đằng sau trình tự, Tống Thư Hàng không có xem hiểu. Nhưng không quan hệ, hắn có thể đi trở về trưng cầu ý kiến hạ vạn năng bạch tiền bối, hoặc là thánh nhân chi sư vân tước tử tiên tử, còn có thể cân nhắc trực tiếp đi hỏi thăm sở các chủ. Thậm chí nếu như hắn sọ não nóng lên, còn có thể trực tiếp hỏi thiên đế tiên tử nếu như hắn muốn chết thú vị điểm. Là ý kiến hay, cảm giác có thể thực hiện, quay đầu ta liền phải lập tức thử một chút, Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Thiên đế lên tiếng hỏi, người nghĩ thử cái gì? Bạch bào kim quái. Ngươi không phải nghĩ đuổi đi vị này Tống tiền bối sao? Vì cái gì đột nhiên lại cùng hắn trò chuyện rồi? Ta đang suy nghĩ tại kiếp tiên trong hư không đóng cái nhà, ta nghĩ có cái nhà, một cái mái nhà ấm áp. Tống Thư Hàng nói. Thiên đế. MDZZ. Đúng, đại tiền bối. Ngươi cùng thiên đế ở giữa là quan hệ như thế nào? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, tại nhập mộng quá trình bên trong, hắn mẫn duệ phát giác được. Tiễn hắn con thỏ bao đại tiền bối thân phận không đơn giản. Vị này đại tiền bối vậy mà có thể hoàn mỹ dung hợp thiên đế thiên đình chi đạo, không có bất kỳ cái gì bài xích phản ứng. Đại tiền bối, Tống tiền bối ngươi đang gọi ta, bạch bào kim quái hỏi ngược lại. Thiên đế Tống tiền bối, vậy mà trái lại gọi hắn đại tiền bối, cái này khiến hắn có loại thiên thỏ cảm giác. Tống Thư Hàng cười nói, đại tiền bối, ta là Tống tiền bối. Người đây là tại nhìn trộm ta quan hệ nhân mạch, từ khía cạnh đến khảo sát tin tức của ta sao? Thiên đế đột nhiên cười duyên đánh gãy Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Quả nhiên, vị này đại tiền bối thân phận có quái. Thiên đế đang ngăn trở hắn cùng vị này đại tiền bối xâm nhập giao lưu, miễn cho hắn suy đoán ra tin tức gì đến. Suy nghĩ thêm đến thiên đế vậy mà đem thiên đình chi đạo truyền vị cho vị này bạch bào đại tiền bối. Như vậy, đáp án chỉ có một cái. Vị này bạch bào đại tiền bối, nhưng thật ra là thiên đế con riêng cộc. Tống tiền bối, thiên đế thanh âm vang lên. Hả, Tống Thư Hàng đáp. Quan tài lời nói, ngươi là ưa thích nắp đậy, vẫn là nắp trượt, hoặc là có thể trồng chất thức. Thiên đế nói. À, thiên đế tiên tử ngươi cũng biết ta vì chính mình đóng đại mộ sự tình. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, ngươi một mực tại thăm dò ta. Thiên đế sọ não đau nhức. Nàng gần nhất đã tại cố gắng thích ứng vũ nhu tử bế tắc hình não mạch kín, nhưng mỗi khi nàng cùng nhóm này tư duy sườn đồi thức nhảy vọt người giao lưu lúc, vẫn như cũ sẽ cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Cùng loại người này giao lưu lúc, người vĩnh viễn đoán không được đối phương câu tiếp theo sẽ trả lời thế nào ngươi, lại sẽ đem đề tài của ngươi kéo tới cái nào tinh hệ đi. Lúng túng hơn chính là, nàng trước đó hoàn toàn chính xác thăm dò qua Tống Thư Hàng. Cho nên, mới biết được Tống Thư Hàng bản thể. Phân thân ở nơi nào, có thể hay không cản trở nàng truyền vị đại kế tiến hành. Nhưng lúc này, nếu như nàng trả lời ta là thăm dò qua ngươi loại hình, luôn cảm giác chính mình biến bị kéo thấp đến Tống Thư Hàng cấp bậc này, làm lấy giống như hắn thăm dò sự tình. Thế là, thiên đế lần nữa trầm mặc, không muốn nói chuyện. Quan tài lời nói, kỳ thật bạch tiền bối đã kinh chuẩn bị cho ta một bộ phi kiếm thức mộc quan, lão đắc kình. Tống Thư Hàng trả lời, phi kiếm hình quan tài. Tân triều khốc huyễn, trọng yếu nhất chính là nó là kiếm hình. Mặc dù hắn đã sớm đối với mình kiếm thuật thiên phú tuyệt vọng, thừa nhận chính mình là danh đao khách sự thật, nhưng cái này không trở ngại hắn thưởng thức phi kiếm. Ta cảm thấy ta và ngươi nói là quan tài kiểu dáng đơn giản như vậy sao? Thiên đế cắn răng nói, ta là đang hỏi ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Tống Thư Hàng, chết như thế nào vấn đề này, nhớ kỹ bạch tiền bối cũng từng hỏi qua hắn. Lúc ấy Tống Thư Hàng trả lời quả thực là hắn cả đời hắc lịch sử, nếu không phải lúc ấy hắn cơ trí, kịp thời lập công chuộc tội, lúc trước cái kia trả lời đầy đủ để hắn bị bạch tiền bối cắt miếng. Cho nên, lần nữa đối mặt vấn đề giống như trước lúc, có vết xe đổ, Tống Thư Hàng khẳng định phải nghiêm túc đối đãi, tuyệt không tùy tiện loạn đáp. Lần này tại nghiêm túc sau khi tự hỏi, Tống Thư Hàng thử thăm dò trả lời, nếu quả thật muốn tuyển cái kiểu chết, tự nhiên chết. Thiên đế. Bạch bào kim quái cảm giác có chút cổ quái,
thiên đế cùng vị này Tống tiền bối quan hệ trong đó, tựa hồ không phải loại kia bình thường tiền bối, hậu bối quan hệ. Chí ít từ trong lúc nói chuyện với nhau đó có thể thấy được, thiên đế đối vị này Tống tiền bối căn bản không có một chút đối tiền bối tôn trọng, động một chút lại uy hiếp muốn chơi chết đối phương. Mà vị này Tống tiền bối cũng túng không được, mà lại ra mặt cũng dày, túng nước chảy thành sông. Tốt, vậy liền tự nhiên chết. Thiên đế cười lạnh nói, qua mấy ngày ta liền tự mình đi tìm Tống tiền bối, để ngươi thọ hết chết già, cao tuổi mà chết. Tại thời gian chi đạo hạ già yếu tới chết đi, Tống tiền bối. Quấy dày, cáo từ, không còn liên hệ. Tống Thư Hàng ôm quyền trả lời, hắn cảm giác được lần này nhập mộng đã kinh sắp kết thúc, là thời điểm rời đi con thỏ đại tiền bối thân thể, trở về kiếp tiên hư không. Đến lúc đó, bản thể của hắn liền trốn ở cửu u thế giới hảo hảo tu luyện, không trở về hiện thế. Tốt nhất là đem phong ấn nho ra thánh nhân nho điển béo cầu cái thứ hai phong ấn trụ cho mở ra, sau đó đem chính mình bản thể nhốt vào bên trong đi. Kể từ đó, liền xem như thiên đế tìm tới cửa, đối mặt liền cửu u chúa tể đều muốn dùng 500 năm mới có thể giải khai phong ấn, trong thời gian ngắn cũng không gây thương tổn được hắn. Diệu a, ta trước kia làm sao không nghĩ tới cái phương án này? Tống Thư Hàng vì mình cơ trí điểm tán, chỉ cần giải khai nho điển phong ấn, đem phong ấn trụ độ thiện cảm soát đầy, hắn chẳng khác nào có được một cái phòng ngự tuyệt đối hình pháp khí. Cùng thời khắc mấu chốt liền sẽ bị đối thủ dùng không gian cấm cố thủ đoạn phong ấn hạch tâm thế giới khác biệt, béo cầu đại lão phong ấn trụ tùy thời đều có thể mở ra, quan bế. Đây quả thực là bảo mệnh thần kỹ. Quay đầu, liền tăng giờ làm việc, dùng soát vô cực ma tông. Ma đế cung phương thức, một hơi đem phong ấn trụ soát đầy. Thiên đế chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương đều tại ẩn ẩn chướng động. Đã đến giờ, Tống quân thiên lý cuối cùng cũng có từ biệt, thiên đế tiên tử xin dừng bước. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Trong lúc nói chuyện, thiên đế truyền vị cho kim quái cuối cùng một đạo thiên đình đại đạo lưu quang, cũng đúng lúc dung nhập vào kim quái thể nội. Đồng dạng, Tống Thư Hàng cũng tiếp thu được cuối cùng một sợi thiên đình đại đạo tri thức. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tống tiền bối người nghĩ không khỏi quá đẹp. Thiên đế đưa tay điểm hướng hư không, thời gian chi đạo tại nàng thao túng hạ kích hoạt. Nàng là muốn lấy thời gian pháp tắc, cưỡng ép đem Tống Thư Hàng tương lai ý thức lưu lại. Viễn cổ thiên đình chi đạo truyền vị cho kim quái về sau, thiên đế liền đã mất đi đầu này con đường trường sinh. Nhưng là, trên người nàng còn ẩn giấu đi khác một đầu từ viễn cổ thiên đình chi đạo bên trong thuế biến, phân chia ra tới thời gian chi đạo. Tại mất đi thiên đình đại đạo về sau, nàng ngắn ngủi rơi xuống đến cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng liền nhanh chóng tiến hành hoán đổi, lấy thời gian chi đạo một lần nữa bước vào trường sinh giả cảnh giới. Thậm chí liền thực lực, đều không có tổn thất bao nhiêu. Tống Thư Hàng, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Trước đó luôn mồm để hắn lăn, khi hắn thật muốn lăn lúc, lại mạnh mẽ đem hắn lưu lại. Thời gian lực lượng quấn quanh ở kim quái bên ngoài thân, khóa chặt Tống Thư Hàng ý thức. Nhưng mà, Tống Thư Hàng ý thức cũng không có dừng lại thời gian quá dài. Chỉ là 2-3 cái hô hấp tả hữu, nhập mộng kết thúc, Tống Thư Hàng ý thức vẫn là từ bạch bào kim quái trên thân biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế ngón tay, cứng đờ điểm trong hư không. Hắn rời đi, bạch bào kim quái đạo, lúc này trên người hắn khí thức biến hùng hậu bắt đầu, trong lúc mơ hồ có một đạo đế uy bị kích hoạt ra. Từ trên người hắn tản ra. Từ giờ khắc này, hắn chính là mới thiên đế, kim quái đại đế. Thiên đế chậm rãi thu hồi cánh tay của mình. Mặt khác, ta có phải hay không ở nơi đó tiếp xúc qua vị này Tống tiền bối, nói đúng ra. Là tại ta chìm phong trong trí nhớ, từng có qua loại này bị Tống tiền bối phụ thân trạng thái. Kim quái ngẩng đầu lên, nhìn trời đế. Tại tiếp thu xong viễn cổ thiên đình chi đạo, tại trở thành tân nhiệm thiên đế về sau. Hắn cảm giác chính mình linh hồn chỗ sâu nhất phảng phất có một chút mảnh vỡ ký ức đang thức tỉnh. Vị này Tống tiền bối tựa hồ không phải lần đầu tiên phụ thể ở trên người hắn. Trước đó, Tống tiền bối cũng thử nghiệm muốn hướng hắn giới thiệu chính mình. Cho nên, hắn đã từng tiếp xúc qua vị này Tống tiền bối, mà lại, hai người rất có thể quen biết tại viễn cổ thời đại, thiên đình thành lập trước đó, liền quen biết. Thiên đế không có trả lời bạch bào kim quái vấn đề, chỉ là ngẩng đầu duy trì trầm tư trạng. Nhập mộng sao? Sau một ngày, kiếp tiên trong hư không, Tống Thư Hàng yên lặng nguyên thần đột nhiên lại sinh động. Trở về rồi, nhập mộng cuối cùng kết thúc,
Tống Thư Hàng nguyên thần hí hư nói. Lần này nhập mộng, là hắn nhiều lần như vậy nhập mộng đến nay, thời gian trục nhất tới gần hiện tại một lần. Đồng thời, trong đầu hắn tiếp thu được thiên đế tin tức. Là hôm qua gửi tới tin tức. Đinh ngươi hồ bằng cẩu hữu thiên đế hướng ngươi viễn trình gửi đi một giọt năng lượng, phụ lời, tống tiền bối, đây là hôm nay năng lượng số định mức đát tương lai, để chúng ta tại thời kỳ viễn cổ gặp lại cậu. Tống Thư Hàng sau khi thấy nửa câu lúc, tâm can run lên. Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng nếu như là trong lòng có thua thiệt, nghe được một chút từ mấu chốt loại hình, liền sẽ nhịn không được lá gan rung động tựa như là hiện tại Tống Thư Hàng. Thiên đế, thời kỳ viễn cổ, gặp lại, một bộ này từ ngữ tổ hợp, liền đang bên trong Tống Thư Hàng lá gan rung động điểm. Hắn lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm thiên đế lời nhắn này, nhìn hồi lâu. Nhưng không xác định thiên đế là thật đoán được thân phận của hắn, vẫn là đang lừa gạt hắn. Bất kể như thế nào, dù sao ta đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình đã từng dẫn dắt đến đời thứ nhất thiên đế nhảy núi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ngồi tù mục xương. Mặc kệ đánh chết hay không, dù sao không thừa nhận là được rồi. Trong lúc đang suy tư, đinh một tiếng, thiên đế lại truyền tới một đầu tin tức mới. Người hồ bằng cẩu hữu thiên đế hướng người viễn trình gửi đi một giọt năng lượng, phụ lời, tống tiền bối, đây là hôm nay năng lượng số định mức đát người bây giờ, có phải là đã kinh tử bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại rồi? Tống Thư Hàng, ngọa thảo. Thiên đế làm sao lại biết hắn đã kinh tử bế quan trạng thái bên trong thức tỉnh sự tình? Chẳng lẽ, nàng còn tại thăm dò ta? Hắn vội vàng quay đầu tại kiếp tiên hư không bên trong chung quanh, thần thức bao phủ bốn phía. Nhưng ở hắn thần thức phạm vi bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bạch tiền bối, vân tức tử tiên tử, thất tu tiền bối cùng linh điệp tiền bối. Linh điệp cùng thất tu tiền bối vẫn chưa có tỉnh lại, mà vân tức tử tiên tử cùng bạch tiền bối vẫn như cũ đang bế quan. Không có phát hiện thiên đế thân ảnh, bất quá, thiên đế là trường sinh giả cấp bậc, nàng thần thức phạm vi bao phủ hơn xa tại ta. Nếu như nàng thật trốn ở kiếp tiên hư không thăm dò ta, hoàn toàn có thể trốn ở ta thần thức phạm vi bên ngoài khu vực, tình thế gây bất lợi cho ta. Tống Thư Hàng khổ não nói. Công đức xà mỹ nhân. Ngươi không phải đang bế quan sao? Lúc nào lại đổi thiên đế? Bình tĩnh, lúc này. Coi như chính mình còn đang bế quan tốt, Tống Thư Hàng lặng lẽ sinh bên trên con mắt, làm bộ chính mình một lần nữa đang bế quan. Đồng thời, hắn trong đầu yên lặng chỉnh tề thiên đình đại đạo tri thức. Thiên đình chi đạo tri thức vô cùng to lớn, Tống Thư Hàng tại ở trong đầu của mình chuyên môn vẽ một cái phân khu, dùng để tồn trữ bộ phận này thiên đình chi đạo tri thức. Ngay tại Thư Hàng chỉnh lý thiên đình chi đạo ký ức lúc, thể nội công đức xà mỹ nhân hơi nhíu lên lông mày nàng từ trên thân Tống Thư Hàng ngửi được viễn cổ thiên đình đại đạo hương vị. Cùng Tống Thư Hàng dĩ vãng thu thập viễn cổ thiên đình mảnh vỡ nhiễm lên đại đạo khí tức khác biệt, lần này viễn cổ thiên đình đại đạo khí tức là Tống Thư Hàng tự thân phát ra. Thư Hàng tại tiếp xúc thiên đình chi đạo. Công đức xà mỹ nhân không khỏi có chút bận tâm tới. Nàng từng là viễn cổ thiên đình một viên, cũng cùng thiên đình hủy diệt giả Trình Cẩu Đản quan hệ mật thiết. Cho nên nàng rõ ràng nhất viễn cổ thiên đình đại đạo tính nguy hiểm. Đầu này đại đạo một khi nhiễm phải, sẽ rất khó thoát thân. Không cẩn thận, liền sẽ bị trói buộc với thiên đình đại đạo phía dưới, liền liền trường sinh giả cũng vô pháp tùy tiện thoát thân. Tống công đức xà mỹ nhân mở miệng, ý đồ nhắc nhở Tống Thư Hàng, để hắn không nên tùy tiện tiếp xúc thiên đình chi đạo. Nhưng nàng vừa mới mở miệng lúc, lại phát hiện Tống Thư Hàng trên người viễn cổ thiên đình khí tức đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Công đức xà mỹ nhân. Làm sao vậy, tiên tử? Tống Thư Hàng hỏi. Công đức xà mỹ nhân liếc mắt, các ngươi bắt Chu Thụ Nhân, quan ta Lỗ Tấn chuyện gì? Ta lại niệm sai tên của ngươi rồi. Tống Thư Hàng nghe hiểu công đức xà mỹ nhân lời kịch ý tứ, sau đó hắn thử cuốn quyển đầu lưỡi, cố gắng dẫy dụa lấy phát ra mấy cái viễn cổ văn tự âm tiết. Mấy hơi sau. Tống Thư Hàng từ bỏ giấy giụa, lại nói, công đức tiên tử, người có muốn hay không cân nhắc thay cái danh tự. Tống Cẩu Đản, công đức xà mỹ nhân buồn bực nói. Là Trình Cẩu Đản cha tự tay đổi danh tự, chúng ta không cần tùy ý đi cải biến nó từ tổ. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, hắn thậm chí đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không đem cửu U chúa tể ban cho đạo hiệu Trình Cẩu Đản danh dương thiên hạ. Chứng sự tình,
Trình Lâm tiên tử thanh âm tại Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân vang lên bên tai. Tống Thư Hàng, nơi này chính là kiếp tiên hư không, Trình Lâm tiên tử lại còn có thể cảm ứng được hắn. Công đức xà mỹ nhân thanh âm biến sung sướng bắt đầu, cẩu đản thành đôi. Ngươi không tại kiếp tiên hư không hảo hảo bế quan, không có việc gì ta làm gì. Trình Lâm tiên tử buồn bực nói, nàng vừa rồi đang cùng cẩu đản cha trò chuyện, đột nhiên cảm ứng được có người một mực không ngừng kêu Trình cẩu đản. Thế là nàng không cần suy nghĩ, trực tiếp thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, chuyển tiếp Tống Thư Hàng tuyến đường. Chuyển tuyến sau nàng thoáng tìm tòi, liền phát hiện quả nhiên là Tống Thư Hàng gia hỏa này đang không ngừng nàng. Mà lại, tại nàng cảm ứng bên trong, Tống Thư Hàng gia hỏa này một bên bế quan, một bên đang hướng phía hư không phát rổ soát lấy dưỡng đao thuật, phần lưng mã hai chiều không ngừng lấp lóe, đỉnh đầu còn có một mảnh hầu tử tại ngâm sướng. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Kỳ thật, ta vừa bế quan xong, Tống Thư Hàng trả lời. Trình Lâm tiên tử, bế quan bao lâu? Một ngày, Tống Thư Hàng có chút không xác định thời gian. Đáp ứng ta, xin đừng cho bế quan cái từ này bôi đen được không? Trình Lâm tiên tử nói, mặt khác, không có việc gì không cần một mực ta, hảo hảo bế ngươi quan. Công đức xà mỹ nhân, bôi đen. Tống Thư Hàng, không có việc gì ta liền đi trước, lại loạn ta, ngươi liền chết chắc. Trình Lâm tiên tử hung ác nói. Chờ chút Trình Lâm tiên tử, ta có chút sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Tống Thư Hàng vội nói. Trình Lâm tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân đều là viễn cổ thiên đình thành viên, cho nên, các nàng phải hiểu thế nào chế tác thiên cung kiến trúc a. Trình Lâm, nói. Trình cầu, Lâm tiên tử, người biết viễn cổ thiên đình cung điện tại dùng chân thực huyễn tượng cụ hiện sau khi ra ngoài, bước tiếp theo muốn làm sao đưa chúng nó ổn định lại, để bọn chúng hóa thành thiên cung kiến trúc. Tống Thư Hàng lên tiếng trưng cầu ý kiến nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi sẽ không ở nghiên cứu thiên đình con đường trường sinh a? Trình Lâm tiên tử nhíu mày, nhắc nhở, viễn cổ thiên đình đại đạo là đầu rất nguy hiểm trường sinh đại đạo. Liền xem như trường sinh giả, nếu như dính lên đầu này đại đạo, không cẩn thận cũng sẽ lâm vào trong đó. Ngươi bây giờ mới bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Tiếp xúc thiên đình trường sinh chi đạo đối với ngươi mà nói, quá nguy hiểm. Công đức xà mỹ nhân gật đầu phụ họa, quá nguy hiểm. Trình Lâm cùng nàng ở giữa vẫn là có ăn ý, nàng vừa muốn nhắc nhở một chút Thư Hàng việc này, Trình Lâm liền thay nàng trước một bước nhắc nhở Thư Hàng. Tiên tử đừng hiểu lầm, ta cũng không có xâm nhập tiếp xúc viễn cổ thiên đình chi đạo ý tứ. Ta chỉ là nghĩ tại kiếp tiên hư không bên trong làm một cái phòng nhỏ. Tống Thư Hàng trả lời. Trình Lâm tiên tử, công đức xà mỹ nhân. Ta lần này bế quan. Chủ yếu là cùng kiếp tiên hư không ở giữa tạo mối quan hệ, soát cái độ thiện cảm. Ta nghĩ nghĩ, cảm giác tại kiếp tiên hư không bên trong tạo cái nhà nhỏ, sẽ có nhờ vào bồi dưỡng ta cùng kiếp tiên hư không tình cảm. Tống Thư Hàng giải thích nói, cho nên, ta liền nghĩ tới thiên đình chi đạo bên trong thiên cung kiến tạo thiên, bất quá thiên cung kiến tạo thiên bộ phận sau, ta xem không hiểu. Xem không hiểu, Trình Lâm tiên tử lập tức bắt lấy từ mấu chốt, người quả nhiên tiếp xúc qua thiên đình đại đạo. Xem như tiếp xúc qua một điểm đi, trước đó ta đứng ngoài quan sát qua thiên đế truyền vị nghi thức. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời, hắn đã có cầu ở Trình cẩu đản tiên tử, vậy hắn tiếp xúc qua viễn cổ thiên đình đại đạo sự tình tự nhiên không cách nào giấu giếm. Thiên đế truyền vị, Trình Lâm tiên tử lần nữa bắt được từ mấu chốt ngắn ngủi hai câu nói bên trong, Tống Thư Hàng tựa như là cái tin tức điểm nóng tuyên bố trung tâm, không ngừng mà hướng nàng truyền lại các loại đại tân văn. Truyền vị. Hắn đem thiên đế chi vị cùng viễn cổ thiên đình đại đạo toàn bộ truyền cho người khác. Tống Thư Hàng trả lời. Trình Lâm tiên tử. Lại là mới từ mấu chốt. Bá Tống lần này là đại tân văn tam liên nổ thiên đế tại truyền vị thời điểm, liền thiên đình chi đạo cũng cùng nhau truyền cho người khác. Nhưng là thiên đình đại đạo là con đường trường sinh, đem con đường trường sinh truyền cho người khác, loại chuyện này làm sao có thể làm được. Trình Lâm nhíu mày. Trừ phi truyền vị đối tượng không phải người khác. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Trình Lâm tiên tử hỏi, nàng đem thiên đế chi vị truyền cho ai? Truyền vị người cùng ta có chút quan hệ, Trình Lâm tiên tử ngươi trước chờ đã, ta đi trước hỏi một chút, lại trả lời ngươi vấn đề này. Tống Thư Hàng nói, dù sao loại chuyện này, dính đến con thỏ bao đại tiền bối cá nhân tư ẩn.
Vạn nhất con thỏ bao đại tiền bối cũng không muốn để người khác biết hắn trở thành thiên đế cái này sự tình, vậy mình đem chuyện này rũ ra đi, khả năng không tốt lắm. Cho nên, Tống Thư Hàng chuẩn bị trực tiếp hỏi hỏi người trong cuộc. Trình Lâm tiên tử, truyền cho ngươi nhận biết người, tại hảo hữu của ngươi liệt biểu bên trong. Vị kia đại tiền bối ta còn không có thêm hảo hữu, bất quá ta có thể thông qua trung chuyển phương thức đi hỏi thăm hạ. Dứt lời, Tống Thư Hàng liên tuyến Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ, người ở đâu đâu? Bạch Long tỷ tỷ, yêu diễm bị ngạn hoa mở, người của chúng ta cũng rốt cuộc sẽ không trở về. Tống Thư Hàng, Bạch Long tỷ tỷ đây là thủng mã rồi. Ta tại Long Mộ ngẩn người tìm A Thập Lục sao? Nàng bây giờ tại bế quan, không có cách nào cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lại nói, ngươi không phải cũng đang bế quan sao? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Tống Thư Hàng lúng túng nói, vì tiếp xuống càng tốt đẹp bế quan, cho nên ta trước tiên cần phải chuẩn bị ít đồ, mài đao không lầm đốn củi công. Chờ chút, Bạch Long tỷ tỷ ngươi tại Long Mộ, tại Thần Bí Đảo. Ân, Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Tống Thư Hàng, đúng dịp, vậy ngươi bây giờ có thể liên hệ với Thần Bí Đảo chủ nhân không? Ngay tại ta bên cạnh, Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng, cái kia Bạch Long tỷ tỷ ngươi giúp ta hỏi thăm hắn, liền hỏi một chút ta có thể hay không đem hắn kế thừa thiên đế chi vị tin tức tốt, tiết lộ cho những người khác. Bạch Long tỷ tỷ sững sờ, làm sao ngươi biết việc này? Cái kia, ta trước đó không cẩn thận cọ sát hạ thiên đế truyền vị quá trình, bàng quan đảo chủ kế vị toàn bộ quá trình. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Long tỷ tỷ. Ngươi thật đúng là cái gì đều có thể có a. Đi, ta giúp ngươi hỏi một chút, Bạch Long tỷ tỷ nói. Dứt lời, nàng xoay đầu lại, nhìn về phía quan tài thủy tinh cách đó không xa. Ở nơi đó, Bạch Bào đảo chủ đang cùng thiên đế đánh cờ ghé vào người khác Long Mộ bên trong đánh cờ, loại này hứng thú Bạch Long tỷ tỷ không muốn đánh giá. A đang, có người để ta hỏi ngươi sự kiện, Bạch Long tỷ tỷ đạo, trang chính là Bạch Bào kim quái tại viễn cổ thiên đình sử dụng danh hiệu. Ai vậy? Bạch Bào kim quái nghi ngờ nói, phương nào lớn gì, vậy mà trực tiếp thông qua Kim Long tiền bối tìm tới hắn. Bá Tống, Bạch Long tỷ tỷ nói. Thiên đế, phốc. Bá Tống, ta không biết a. Bạch Bào kim quái nghi ngờ nói, hắn muốn hỏi ta chuyện gì. Bạch Long tỷ tỷ thuật lại nói, hắn hỏi ngươi, có thể hay không đưa ngươi kế thừa thiên đế chi vị sự tình, tiết lộ cho hắn hảo hữu. Bạch Bào kim quái. Ta kế vị thành thiên đế sự tình, nhanh như vậy thiên hạ đều biết. A, à, chờ chút, bá Tống, Tống. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía thiên đế, là vị kia thần bí Tống tiền bối. Chính là Tống tiền bối đát, đã từ nhiệm thiên đế tiên tử gật đầu nói. Nếu như là vị kia Tống tiền bối, vậy liền để hắn tùy ý đi. Bạch Bào kim quái trong giọng nói ẩn ẩn ngậm lấy một điểm kính trọng, nói. Bạch Long tỷ tỷ. Thư Hàng kia tiểu tử lúc nào lắc lư thành A đang tiền bối rồi. Thiên đế là thụ vũ nhu tử ảnh hưởng, đối Tống Thư Hàng mở miệng một tiếng Tống tiền bối kêu, cũng không sợ thiên Tống Thư Hàng thọ. Kết quả hiện tại, liền A đang cũng mở miệng một tiếng Tống tiền bối, thân là người biết chuyện nàng, nội tâm như là mèo bắt. Vậy ta về hắn, Bạch Long tỷ tỷ đáp. Bạch Bào kim quái hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Kim Long tiền bối thuận tiện thay ta hướng vị kia Tống tiền bối mang cái tốt. Bạch Long tỷ tỷ. Nàng lôi ra tu chân nói chuyện phiếm công năng, cho Tống Thư Hàng trở về cái tin, A đang nói, người nghĩ thấu lộ liền rõ ràng lộ đi, hắn không phản đối. Được rồi, tạ ơn Bạch Long tỷ tỷ. Tống Thư Hàng trả lời. Đồng thời, Bạch Long tỷ tỷ vừa về xong tin tức, Bạch Bào kim quái liền không nhịn được hỏi, Kim Long tiền bối. Người cùng vị kia bá Tống Tống tiền bối quen biết sao? Quen biết, Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói. Bạch Bào kim quái trông đợi nói, tiền bối, vị kia Tống tiền bối đến cùng là lai lịch gì? Có thể cùng ta nói một chút sao? Bạch Long tỷ tỷ, muốn ta giới thiệu Tống Thư Hàng. Cái này muốn ta làm sao giới thiệu? Kim quái, người tại sao phải quấn cái vòng lớn đến hỏi Kim Long đạo hữu? Vì cái gì không trực tiếp hỏi hỏi ta đâu? Thiên đế đoạt đáp, ta cùng Tống tiền bối cũng nhận biết a. Bạch Bào kim mắt liếc thiên đế, ta cho là ngươi không muốn trả lời vấn đề này. Trước đó vị kia Tống tiền bối tựa hồ nghĩ tự giới thiệu tới, lại bị thiên đế đánh gãy. Không có sự tình, liên quan tới Tống tiền bối uy phong chuyện cũ, ta rõ như lòng bàn tay. Liền để cho ta tới chọn mấy món,
cùng ngươi nói một chút đát. Thiên đế mười ngón giao nhau, một mặt nghiêm túc nói. Bạch Long tỷ tỷ, trực giác nói cho nàng, thiên đế muốn hố A Đang. Đầu tiên, Tống tiền bối lai lịch không tầm thường, nghe nói, hắn chính là nho gia thánh nhân chuyển thế, thiên phú mạnh đáng sợ. Từng tại hắn bát phẩm nhân tiền hiển thánh thời điểm, để chư thiên vạn giới người tu luyện biết tình thương của mẹ vĩ đại. Thiên đế trầm giọng nói. Nho gia thánh nhân chuyển thế, thánh nhân lại còn sống. Bạch bào kim quái sững sờ. Đây chỉ là truyền ngôn, nhưng còn không có được chứng thực. Bất quá, Tống tiền bối hoàn toàn chính xác không thể so nho ra rất sâu kém bao nhiêu. Người biết bát phẩm huyền thánh thánh hào a, nhưng người biết không, Tống tiền bối một mình hắn liền có 7 cái thánh hào. Thiên đế hai tay khoa tay ra 7 ngón tay. Bạch bào kim quái ngây ngẩn cả người, 7 cái thánh hào. Làm sao làm được? Đương nhiên là hiển thánh 7 lần, giảng pháp 7 lần, ngưng tụ thất đại thánh ấn. Tống tiền bối có thể là đem huyền thánh giảng pháp tắc đè xuống đất ma sát nam nhân. Bá Tống, bá Nho, bá Ma, bá Long, bá Diệt, bá U, bá Đao, thất đại thánh hào, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà lại, hắn giảng pháp phạm vi, trải rộng hiện thế, cửu U, phá diệt thượng cổ kỷ nguyên thế giới, quá khứ, tương lai, thậm chí là cửu U thế giới sinh ra trước đó thái cổ ma hải thế giới. Thiên đế đã hoàn toàn đem chảy nói chuyện phiếm thiết tấu. Như thế một miêu tả, quả thực nghiêu bức nổ. Bạch bào kim quái. Nói cách khác, vị này Tống tiền bối tại thái cổ thời điểm liền đã tồn tại. Không chỉ có như thế, người biết hắn hiện tại là cảnh giới gì sao? Thiên đế hỏi. Bạch bào kim quái suy đoán nói, chẳng lẽ Tống tiền bối đã kinh trở lại nho gia thánh nhân loại cảnh giới đó? Đương thời vô địch. Không, hắn hiện tại là cửu U chúa tể đại lý, lấy hiện thế phàm nhân chi thân chấp trưởng cửu U. Thiên đế giảng dõng dạc. Bạch bào kim quái nghe nhiệt huyết sôi trào. Bạch Long tỷ tỷ, mẹ nó, nếu không phải ta biết Tống Thư Hàng là cái dạng gì người, ta đều muốn bị kinh hãi. Càng quan trọng hơn là thiên đế chia sẻ nội dung, đều là 10 phần hàng thật. Cho nên, đừng nhìn Thư Hàng tiểu hữu có thời gian vì không được, nhưng hắn là thật sâu a. Còn không có chứng đạo bất hủ, liền lấy nhân loại thân phận chấp trưởng cửu U. Loại chuyện này, Tống tiền bối là thế nào làm được? Bạch bào kim quái tại nghe xong thiên đế tiên tử miêu tả về sau, hiếu kỳ hỏi. Trên thế giới này luôn có một chút tồn tại đặc thù, không cách nào dùng lẽ thường đi cân nhắc bọn hắn, Tống tiền bối không thể nghi ngờ chính là loại này vượt thời đại cấp nhân tài đặc thù. Thiên đế tiên tử nâng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại đối Bạch Long tỷ tỷ nói, Kim Long đạo hữu, liên quan tới Tống tiền bối sự tích, ta mới vừa rồi không có giảng sai địa phương a. Có hay không giảng sai? Người nội tâm không có điểm AC số sao? Bạch Long tỷ tỷ trầm mặc sau một lúc lâu, nói, người mới lời nói mấy điểm, cũng lầm chỗ. Giảng rất đúng. Từ đầu tới đuôi, thiên đế giảng thật sự là lời nói thật, đây mới là nhất hố người địa phương nhìn A đang biểu lộ, đã kinh sắp bị hố què. Cái kia Bạch Long đạo hữu, người nhưng có cái gì muốn bổ sung địa phương? Thiên đế tiên tử đối chén trà nhẹ nhàng thổi khí, ngọt ngào cười nói. Bạch Long tỷ tỷ. Ta còn có thể bổ sung cái gì? Bổ sung Tống, bình quân một tháng thăng một cấp, Thư Hàng, lại hoặc là bổ sung Tống. Đối qua đại lão hai cánh tay đều đếm không hết, Thư Hàng. Bổ sung những thứ này, chẳng phải là phối hợp với thiên đế vì Tống Thư Hàng tạo thế. Trợ trụ vi ngược, hố đưa A Đang. Ta không có cái gì muốn bổ sung, người giảng rất toàn diện. Bạch Long tỷ tỷ nói. Đề tài này, nàng không muốn tham dự. Đối diện. Bạch bào kim quái nắm vuốt quân cờ, một mặt thổn thức có Bạch Long tỷ tỷ chính miệng xác nhận lưng lời bạt, Bạch bào kim quái đối thiên đế giảng bá Tống truyền kỳ sự tích triệt để tướng phục. Ở trong mắt hắn, Tống tiền bối hình tượng không khỏi biến cao lớn bắt đầu. Có cơ hội, thật muốn cùng vị này Tống tiền bối gặp mặt một lần. Lại nói, vị này Tống tiền bối hắn không tranh đoạt thiên đạo sao? Bất hủ thiên đạo đối với hắn liền không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Bạch bào kim quái hỏi. Thiên đế đưa tay trên bàn cờ rơi xuống một tử, nói. Tranh đoạt thiên đạo loại sự tình này, cũng là muốn nhìn cơ duyên. Trước kia, Tống tiền bối cơ duyên không tới, còn không cơ hội xuất thủ. Mà lần này thiên đạo đúng là hắn tốt đẹp thời cơ, theo ta được biết, Tống tiền bối đã kinh bố cục. Hắn một tôn phân thân bây giờ lưu trên hỏa tinh, nghênh chiến chư thiên vạn giới cường giả. Cho tới bây giờ,
gần nhất chí ít có 10 tôn trường sinh giả đã kinh bại vào Tống tiền bối chi thủ. Một tôn phân thân, nghênh chiến chư thiên vạn giới cường giả. Còn bại 10 tôn trường sinh giả, bạch bào kim quái nghe đến đó lúc, tâm thần chấn động, triệt để bị Tống tiền bối mị lực tin phục. Phân thân đều cường đại như thế, cái kia Tống tiền bối bản thể sẽ có bao nhiêu cường hoành. Có lẽ, cũng chỉ có hắn kiếp trước nho gia thánh nhân, mới có tư cách cùng hắn đại chiến một trận a. Thậm chí nói không chừng Tống tiền bối đã hoàn toàn siêu việt hắn kiếp trước nho gia thánh nhân. Bạch Long tiền bối, đợi ta hoàn toàn nắm giữ thiên đình chi đạo về sau, có thể mời ngươi giúp ta dẫn kiến hạ Tống tiền bối. Bạch bào kim quái hỏi hắn trong tiềm thức, luôn cảm giác vị này Tống tiền bối cùng hắn hữu duyên, cho nên luôn muốn gặp hắn một lần. Đối diện Bạch Long tỷ tỷ vẫn chưa trả lời, thiên đế lại lần nữa đoạt đáp, nghĩ tiếp xúc Tống tiền bối, không cần phiền toái như vậy. Ta không phải mới vừa nói sao, Tống tiền bối có một tôn phân thân tại hiện thế trên hỏa tinh, nghênh chiến chư thiên vạn giới cường giả. Nếu như ngươi muốn gặp Tống tiền bối, trực tiếp đi hỏa tinh một chuyến liền có thể. Có đạo lý, bạch bào kim quái nhẹ gật đầu, cười ha ha một tiếng nói, đến lúc đó, ta cũng đúng lúc có thể tự thể nghiệm một chút bá Tống tiền bối chỗ cường đại. Thiên đế cười nhấp trà, hai mắt đều cười thành nguyệt nha. Bạch Long tỷ tỷ. Đến lúc đó bá cầu phân thân tân nhiệm thiên đế. Nghĩ tới đây lúc, Bạch Long tỷ tỷ ở sâu trong nội tâm, vậy mà thoáng có chút mong đợi. Một bên khác, Tống Thư Hàng nguyên thần kết thúc cùng Bạch Long tỷ tỷ trò chuyện về sau, đột nhiên hơi sững sờ. A Đang, Bạch Long tỷ tỷ hồi phục bên trong mang tới danh tự, đây là thần bí đảo Bạch Bào đại tiền bối tên thật sao? Viễn cổ thiên đình, A Đang, thiên cung mảnh vỡ trăng tròn thế giới, nuôi con thỏ. Cái này mấy cái tin tức tại Tống Thư Hàng trong đầu loại bỏ một lần về sau, hắn tự nhiên mà vậy liền nhớ tới chuyện thần thoại xưa bên trong một vị nào đó vứt bỏ trượng phu tiên tử. Cho nên, thần bí đảo con thỏ đại tiền bối rất có thể là lớn móng heo. Trong lúc đang suy tư, bên tai truyền đến Trình Lâm tiên tử thanh âm, cho nên, ta muốn đáp án đâu. Trình Lâm tiên tử đừng nóng vội, thiên đế lựa chọn truyền vị đối tượng chính là viễn cổ thiên đình người sống sót, thần bí đảo đảo chủ. Con thỏ bao bạch bào đại tiền bối, A Đang. Tống Thư Hàng hiện học hiện mại, đem A Đang cái danh xưng này lôi ra tới. Trình Lâm tiên tử. Tiên tử ngươi biết A Đang tiền bối không, các ngươi đều là viễn cổ thiên đình thành viên A. Tống Thư Hàng hỏi. Không nghĩ tới nàng vậy mà đem thiên đế chi vị truyền cho kim quái. Trình Lâm tiên tử khổ não nói, lúc đầu chúng ta cũng chuẩn bị gần đây bên trong đi tiếp xúc hạ thần bí đảo, cùng kim quái tâm sự. Xem ra chậm một bước, ai cũng không nhìn ra, kim quái vậy mà lại là thiên đế chuẩn bị ở sau. Kim quái, Tống Thư Hàng mẫn duệ bắt được cái này từ mấu chốt, A Đang là kim quái. Cái kia hắn có phải hay không có người đệ tử gọi ngân quái? Khó trách đồng quái tiền bối bị bắt được thần bí đảo về sau, tựa hồ không có bị câu thúc, tự do vô cùng. Mà lại, đồng quái tiền bối thường xuyên sẽ còn từ thần bí đảo bên trên nghỉ, về hiện thế đến cùng các đạo hữu gặp mặt. Trong lúc đó căn bản không có bị phong ấn ký ức. Nói không chừng, chính là kim quái nhận ra đồng quái thân phận, trong bóng tối cho hắn mở cửa sau. Ta không rõ ràng, lúc trước viễn cổ thiên đình, kỳ thật gọi kim quái đạo hữu, chỉ ít có 4 cái phía trên đi. A Đang cũng chỉ là trong đó một cái. Trình Lâm tiên tử trả lời. Cũng có thể là 4 cái kim quái đều là A Đang. Tống Thư Hàng trả lời nếu như kim quái thật sự là đồng quái tiền bối sư tổ. Vậy hắn một người có được rất nhiều thân phận, cũng rất bình thường. Thần cấp dịch dung thuật phía dưới, kim trúc quái nhất hệ thành viên có thể nam có thể nữ, có thể già có thể trẻ, tự do tại các loại thân phận khác nhau ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Nếu như con thỏ bao đại tiền bối thật sự là kim quái, chờ từ kiếp tiên hư không bên trong sau khi rời khỏi đây, có lẽ ta phải cùng hắn gặp một lần. Tống Thư Hàng suy tư nói. Hắn vừa rồi đã tại trong đầu đem năm ngoái sông sáo thần bí đảo một đoạn ký ức, đại khái bên trên cắt tỉa một lần. Bất quá bộ phận này ký ức vẫn như cũ không hoàn chỉnh. Lúc trước trí nhớ của hắn phong ấn là tự nguyện thức khế ước, trước mắt hắn còn chưa đầy đủ giải khai khế ước điều kiện, chỉ là dựa vào một chút kỳ ngộ vụn và thu hoạch được đến một chút một đoạn ký ức. Muốn đem cái này khế ước phong ấn triệt để giải khai, hắn phải đi thần bí đảo, cùng đại tiền bối chạm mặt. Cho nên hiện tại, hắn phải nghĩ biện pháp sớm đi cùng kiếp tiên hư không tạo mối quan hệ. Thời gian chính là sinh mệnh, Trình Lâm tiên tử,
không bằng chúng ta bây giờ ngay tại kiếp tiên hư không bắt đầu lợp nhà. Tống Thư Hàng nói. Trình Cẩu Đản công đức xà mỹ nhân nhắc nhở, không phải Trình Lâm, là Trình Cẩu Đản. Trình Cẩu Đản tiên tử. Một lát sau, Trình Cẩu Đản tiên tử nắm vuốt cuống họng nói, đinh Trình Cẩu Đản ổ chó hệ thống kích hoạt khóa lại, hệ thống tinh linh Trình Cẩu Đản tận tụy vì ngài phục vụ. Thân yêu túc chủ Tống Cẩu Đản, xin hỏi ngài nghĩ kiến tạo dạng gì ổ chó? Tống Thư Hàng. Trình Cẩu Đản tiên tử nhất thời rất nhanh thức thời, đi tại thời đại thủy triều hàng trước nhất nàng hiểu thật nhiều. Mà lại từ nàng giả trang hệ thống thuần thục ngữ khí đến xem, nàng rất có thể đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện loại này. Trình Lâm tiên tử, người ngày bình thường không có giả trang hệ thống đi hố người a. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, cảm giác lấy Trình Lâm tiên tử làm quái tính cách, nói không chừng thực sẽ làm chuyện này. Thân yêu túc chủ Tống Cẩu Đản, người muốn kiến tạo là kim ổ chó. Ngân ổ chó, vẫn là một cái bình thường tống ổ chó. Trình Cẩu Đản tiên tử vẫn như cũ nắm vuốt cuống họng nói. Tống Thư Hàng. Tiên tử, đừng đùa. Ngươi còn như vậy chơi tiếp tục, liền không còn cách nào từ Trình Cẩu Đản biến trở về Trình Lâm. Kim ổ chó, ngân ổ chó, tống ổ chó công đức xà mỹ nhân là một đài ngọt ngào máy lặp lại. Mời túc chủ mau chóng làm ra lựa chọn, 10 giây qua đi, Trình Cẩu Đản hệ thống sẽ ngẫu nhiên thay túc chủ làm ra tuyển. Trình Cẩu Đản tiên tử rất nhanh nhập hí. Mà lại nhập hí quá sâu, không cách nào tự kiềm chế. Tống Thư Hàng do dự vài giây sau, thử thăm dò trả lời, nếu không, liền tống ổ chó. Ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó. Đinh Trình Cẩu Đản tiên tử dùng tay vì cái này âm thanh đinh phối âm, sau đó nàng tiếp tục nắm vuốt cuống họng nói, chúc mừng túc chủ lựa chọn tống ổ chó. Thành thật túc chủ Tống Cẩu Đản, người sẽ vĩnh viễn vui sướng cùng hạnh phúc. Đinh túc chủ thu hoạch được tống ổ chó chế tạo đồ. Vĩnh viễn vui sướng cùng hạnh phúc ngọt ngào công đức xà mỹ nhân học lại nói. Tống Thư Hàng. Trình Cẩu Đản tiên tử đây là chơi nghiện rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Cẩu Đản tiên tử thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng, vì hắn chuyển đến một bộ viễn cổ thiên đình thiên cung kiến trúc cơ sở mô bản bản thiết kế. Đây là viễn cổ thiên đình thông dụng thiên cung kiến trúc cơ sở mô bản. Ấn lấy cái này mô bản Tống Thư Hàng có thể trực tiếp dùng chân thực huyễn tượng công năng, một chút xíu tạo dựng thiên đình cung điện, sau đó trên cơ sở này, đem thiên đình cung điện diễn hóa xuất mình muốn bộ dáng. Tống Thư Hàng nhanh chóng đem chọn bộ thiên đình cung điện bản thiết kế xem một lần, ghi ở trong lòng. Mời thành thật túc chủ Tống Cẩu Đản mau chóng tiến vào kiến tạo tống ổ chó khâu, ổ chó hệ thống chỉ dẫn bắt đầu, bước đầu tiên, mời sử dụng chân thực huyễn tượng công năng. Ấn lấy bản vẽ kiến tạo một cái bạch bản xác không ổ chó ra. Trình Cẩu Đản tiên tử đây là muốn tay nắm tay dạy bảo Tống Thư Hàng kiến tạo ổ chó. Tân nhiệm thiên đế sẽ khóc, Tống Thư Hàng nói. Đem thiên đình bản thiết kế nói thành chó ổ bản thiết kế, cái kia tiềm ý tứ chính là nói, toàn bộ viễn cổ thiên đình là một cái cự đại ổ chó quần. Truyền thuyết trên 9 tầng trời, có tiên nhân ở lại thiên đình. Thiên đình là từ rất nhiều ổ chó tổ hợp mà thành. Trên tầng mây, lít nha lít nhít ổ chó, sắp hàng chỉnh tề, tạo thành khiến người hướng tới thiên cung. Không được, một não bổ hình tượng này về sau, Tống Thư Hàng liền cảm giác viễn cổ thiên đình bước cách một đường rơi xuống, từ trên 9 tầng trời rơi xuống đến địa ngục thâm uyên. Nhẹ nhàng hất đầu đem ý nghĩ này vung ra não hải về sau, Tống Thư Hàng bắt đầu tập trung tinh thần lực, vận chuyển chân thực huyễn tượng công năng. Một cái không gian hỗn độn xuất hiện tại bên cạnh hắn, đem hắn. Bạch tiền bối, Vân Thước Tử tiên tử, Thất Tu tiền bối cùng Linh Điệp tiền bối toàn bộ bao khỏa. Không gian hỗn độn bên trong, lơ lửng vô số không cùng một. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những thứ này không cùng một bắt đầu tổ hợp bắt đầu, ấn lấy thiên đình cung điện bản thiết kế hóa ra một tòa tiểu cung điện hình thức ban đầu. Bất quá, Tống Thư Hàng cũng không cần kiến tạo khổng lồ như vậy thiên đình cung điện, hắn chỉ cần cụ hiện xuất cung điện kiến trúc trong đó cái nào đó tiểu điện là được. Mượn nhờ mộng giới thế giới thụ lực lượng tiến vào kiếp tiên hư không thời gian là có hạn. Có lẽ chờ tương lai, hắn chân chính bước vào cửu phẩm cảnh giới, lại vào kiếp tiên hư không lúc, có thể đem chính mình tại kiếp tiên hư không tống ổ chó cho mở rộng. Theo Tống Thư Hàng suy nghĩ, một cái nho nhỏ chắc điện ngưng tụ thành hình, ước chừng có hơn 20 mét vuông lớn nhỏ. Chúc mừng thành thật Tống Cẩu Đản chế tạo ra ổ chó hình thức ban đầu, bước thứ hai mời sử dụng chân thực huyễn tượng công năng. Đem ổ chó trang phục thành ngươi thích bộ dáng, cùng sử dụng chân thực huyễn tượng lặp đi lặp lại cường hóa tống ổ chó,
mời cường hóa 10 lần. Trình Cầu Đàn tiên tử nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng theo lời, yên lặng đem chính mình ở địa cầu Bạch Kình Lộ quê quán gian phòng trang phục, cụ hiện hóa tại tống ổ chó bên trong. Dù sao cũng là hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt gian phòng, quen thuộc nhất, đại nhập cảm mạnh, độ thân mật cao, cường hóa bắt đầu cũng tương đối dễ dàng, cụ hiện hóa bắt đầu cũng tương đối mau lẹ. Mấy hơi về sau, nhìn lấy mình cụ hiện hóa ra gian phòng, Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có thể là bản thân cảm giác, tại đem gian phòng của mình cụ hiện hóa ra, cũng lặp đi lặp lại cường hóa 10 lần về sau, Tống Thư Hàng cảm giác chính mình cùng kiếp tiên hư không ở giữa độ thân mật cộng 1. Bước kế tiếp, Trình Lâm tiên tử, Tống Thư Hàng nói. Đang lúc hắn nói chuyện ở giữa, vừa bên trên bạch tiền bối nguyên thần tựa hồ là nhận lấy hắn chân thực huyễn tượng kích thích, bạch tiền bối trên thân đồng dạng bắn ra chân thực huyễn tượng tới. Bất quá, không phải cái kia sa mạc thế giới, mà là bạch tiền bối lúc trước tiềm thức khung thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai trước mắt vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, là cái trong suốt tiểu thế giới. Trong suốt thế giới triển khai về sau, sẽ không ảnh hưởng Tống Thư Hàng tống ổ chó, ngược lại có thể hoàn mỹ cùng tống ổ chó trùng hợp. Duy nhất biến hóa là, tống ổ chó bên trong trên giường, yên lặng thêm một cái ngồi xếp bằng, diện mục thanh tú Tống Thư Hàng. Mà lại là năm ngoái mùa hè cái kia trên mặt ngây thơ, vừa mới tiếp xúc tu chân không lâu Tống Thư Hàng. Người kinh lịch nhiều, sẽ cải biến một người khí chất. Năm ngoái manh tân Tống Thư Hàng, cùng bây giờ Tống Thư Hàng đứng ở cùng một chỗ lúc, cho người cảm giác căn bản không giống như là cùng là một người liền liền tướng mạo phương diện, bát phẩm cảnh giới Tống Thư Hàng đều như là mở mỹ nhan. Tu chân để người biến xinh đẹp, JPG. Chúc mừng thành thật Tống Cẩu Đản hoàn thành Tống ổ chó hình thức ban đầu bước thứ hai, tiếp xuống bước thứ ba, mời tiếp tục vì Tống ổ chó rót vào năng lượng, chuyện còn lại, liền giao cho tiên tử đi. Trình Cẩu Đản tiên tử nói. Giao cho tiên tử đi, công đức xà mỹ nhân học lại nói. Tống Thư Hàng sững sờ. Cứ như vậy, phía dưới cũng không cần ta thao tác. Mà lại, bạch tiền bối chân thực huyễn tượng cùng mình Tống ổ chó trùng hợp, không quan hệ sao. Xin bắt đầu rót vào linh hồn, năng lượng, Trình Cầu Đàn tiên tử nhắc nhở. Tống Thư Hàng theo lời, duy trì lấy chân thực huyễn tượng. Tống ổ chó đồng thời, điều động lực lượng nguyên thần, vì đó liên tục không ngừng rót vào linh lực. Sau đó, công đức xà mỹ nhân xuất thủ. Nàng bắt đầu củng cố tống ổ chó, đem nó cụ hiện hóa thành thực thể toàn bộ quá trình. Tống Thư Hàng chỉ cần cung cấp năng lượng ngoài, liền rốt cuộc không cần quan tâm. Củng cố thiên cung kiến trúc sự tình. Công đức xà mỹ nhân thuần thục vô cùng. Lúc này, liền thể hiện ra hách nhiều chỗ tốt, Tống Thư Hàng tại hóa thân tống cá ướp muối đại đạo bên trên một đường phi nước đại. Bất quá, công đức xà mỹ nhân không tính là hách, dù sao nàng là Tống Thư Hàng công đức chi lực cụ hiện hóa, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói nàng chính là Tống Thư Hàng bản thân. Cho nên, nàng nên tính là bên trong treo. Một canh giờ sau, Đinh chúc mừng thành thật Tống Cẩu Đản. Thu hoạch được hoàn mỹ tống ổ chó một cái. Trình Cầu Đản ổ chó hệ thống phục vụ hoàn tất kết thúc, thân, nhớ mời làm lần này phục vụ đánh cái ngũ tinh khen ngợi nha. Trình Cầu Đản tiên tử nhắc nhở. Nhưng là, Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới vì Trình Cầu Đản tiên tử phục vụ làm bình luận, Trình Cầu Đản tiên tử liền đã bản thân cho mình đánh 5 điểm khen ngợi, đốt cảm tạ chủ ký sinh thành thật Tống Cầu Đản đối bản hệ thống 5 điểm khen ngợi, hệ thống bắt đầu tháo dỡ, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Để cho chúng ta hữu duyên gặp lại. Tống Thư Hàng. Tiên tử đã nói xong cho ta đánh giá cơ hội đâu. Tiếp đó, tại Tống Thư Hàng còn không kịp phản ứng trước đó, Trình Cầu Đản tiên tử liền bắt đầu rút lui, đi 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 đi. Công đức xà mỹ nhân phụ họa nói, đi 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 đi. Trình Cầu Đản tiên tử lặng lẽ rời đi. Công đức xà mỹ nhân cũng ý đồ từ Tống Thư Hàng thể nội chui ra, đuổi theo Trình Cầu Đản. Tiên tử đừng làm rộn a. Tống Thư Hàng vội vàng kêu dừng, hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào công đức chi lực chống đỡ, mới từ 2D biến thành 2.5D trạng thái, nếu như công đức xà mỹ nhân rời đi, hắn lập tức liền đến thoát hơi. Công đức xà mỹ nhân lưu luyến không rời ngừng lại, sau đó chân thành nói. Tống Thư Hàng nội tâm ngẩng đầu vọng thiên. Thật có lỗi tiên tử, hôm nay mời trước buông tha đầu lưỡi của ta đi, cuối cùng cái kia âm đọc thật sự là cuốn tới đầu lưỡi run lên cũng không thể niệm đi ra. Kiếp tiên hư không bên trong, tống ổ chó đang chậm rãi phiêu đãng. Cùng Tống Thư Hàng gian phòng giống nhau ổ bên trong,
Bạch tiền bối chân thực huyễn tượng ngưng tụ ra ngây thơ Tống Thư Hàng, chính ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Rất tốt, nhà đã xây thành, thậm chí ngay cả bạch tiền bối đều trong bóng tối yên lặng ủng hộ ta quyết định này, từ khía cạnh nói rõ ta tại kiếp tiên hư không bên trong tạo cái nhà cử động, là chính xác. Tống Thư Hàng thầm nghĩ hắn cùng kiếp tiên hư không độ thân mật, khẳng định đã cao hơn một tầng lầu. Công đức xà Mỹ nhân tìm tòi bên dưới lời kịch kho về sau, thì thầm, với ta mà nói, bất kỳ cái gì một chỗ đều là nhà. Nhưng có người lại đem nhà đặt ở thế giới một chỗ nào đó, sở dĩ bọn hắn mới có thể tìm không thấy, mới có thể chết ở trên đường. Tống Thư Hàng. Chết ở trên đường, công đức xà Mỹ nhân lặp lại. Tống Thư Hàng, đừng nói như thế điểm xấu lời nói, mà lại ngươi nhìn bạch tiền bối đều phóng xuất ra chân thực huyễn tượng ủng hộ chúng ta tạo ổ chó hành động. Cái này đại biểu cho chúng ta tiếp xuống hành động nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Chết ở trên đường, công đức xà Mỹ nhân tiếp tục nói. Bạch tiền bối may mắn không có nghĩa là ngươi cũng thuận lợi, càng lớn có thể là bạch tiền bối thuận thuận lợi lợi, mà ngươi muốn chết trên đường. Tống Thư Hàng, tiên tử, chúng ta có thể đừng đề cập chết chuyện này sao? Công đức xà Mỹ nhân hơi suy nghĩ một chút về sau, đổi câu lời kịch, nhà không chỉ có là vì người, nhà là sinh mệnh điểm dừng. Sinh mệnh ngừng không phải là chết sao? Tống Thư Hàng đau lòng nói. Tiên tử ngươi thật là ta công đức chi quang hóa thân sao? Nhi đồng gặp nhau không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Đột nhiên, công đức xà Mỹ nhân lời kịch nhất chuyển, không lại tiếp tục xoắn suýt trước đó sinh tử vấn đề. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, có khách. Công đức xà Mỹ nhân đáp. Kiếp tiên hư không bên trong đột nhiên toát ra tống ổ chó phi thường dễ thấy. Tựa hồ đưa tới một vị khách nhân. Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối bọn người, là thông qua mộng giới thế giới thụ lực lượng, lén qua đến kiếp tiên hư không tới. Mà bây giờ đang tại tới gần khách nhân thì lại khác. Đối phương hẳn là sắp vượt qua kiếp tiên ngàn ngày chi kiếp, đang chuẩn bị đem bản thân dấu ấn nguyên thần kiếp tiên hư không, lập tức liền muốn từ huyền thánh cảnh giới tốt nghiệp giới này kiếp tiên. Bất quá, kiếp tiên hư không như vậy lớn. Song phương còn có thể kiếp tiên hư không bên trong gặp nhau, không thể không nói là một loại duyên phận. Không nói trước là thiện duyên vẫn là ác duyên, theo Phật Tông thuyết pháp, kiếp trước 1000 lần ngoái nhìn, mới có thể đổi lấy đương thời một lần gặp thoáng qua. Cái kia tại kiếp tiên hư không gặp nhau, chí ít cũng phải kiếp trước ngoái nhìn qua 1000 lần, đương thời mới có thể có cơ hội như vậy a. Theo cái này phép tính. Ta kiếp trước chẳng phải là 1 năm 365 ngày đều phải chằm chằm vào vị khách nhân này, đương thời mới có thể cùng hắn ở chỗ này gặp nhau. Ta kiếp trước là làm gì? Giám sát bảo an sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, khách nhân nguyên thần rốt cục tiến vào Tống Thư Hàng thần thức phạm vi bao trùm. Hắn nhìn đến vị khách nhân này. Đây là vị nhìn qua rất giàu có hào kiệt, trên người hắn món kia nhìn qua rất dự ấm áo lông chồn. Từ cổ áo đến nơi ống tay áo chỗ tản ra tiền khí tức. Nhìn kỹ phía dưới, hắn toàn thân trên dưới cách ăn mặc, mỗi một kiện đều là tinh phẩm. Mà lại phối hợp thỏa đáng, cũng không biết cho người ta một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Thật hào a, ta cũng muốn trở nên giống hắn dạng này hào. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Lúc này Tống Thư Hàng, tựa như là cái bưng lấy chén vàng tên ăn mày, hâm mộ người khác. Mấy hơi về sau. Vị kia hào kiệt khách nhân nguyên thần đã đi tới tống ổ chó cổng. Quả nhiên ta cảm ứng không có sai, rất xa liền cảm ứng được khí tức quen thuộc, không nghĩ tới cứ nhiên có thể ở chỗ này gặp gỡ đạo hữu. Hào kiệt khách nhân nguyên thần phát ra cởi mở tiếng cười. Tống Thư Hàng sững sờ. Vị này có tiền đại lão, chúng ta quen biết. Không đúng, kiếp tiên ngàn ngày chi kiếp nhưng là muốn 1000 ngày mới có thể độ xong, mà ngàn ngày trước đó. Ta vẫn chỉ là cái liều mạng học tập học sinh cấp 3, làm sao có thể nhận biết loại này hào kiệt đại lão. Bạch đạo hữu, từ biệt trăm năm, không nghĩ tới lại ở kiếp tiên hư không bên trong cùng ngươi lại gặp lại. Bạch đạo hữu ngươi tấn cấp tốc độ, thực sự vượt quá ta dự kiến. Hào kiệt khách nhân nguyên thần ôm quyền, truyền thanh nói. Trước đây không lâu, hắn tại kiếp tiên hư không bên trong cảm ứng được bạch khí thức lúc, thật bị giật nảy mình dù sao hơn trăm năm trước. Hắn cùng bạch đạo hữu gặp nhau lúc, bạch đạo hữu vẫn chỉ là bạch chân quân cảnh giới. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đã thành huyền thánh, cũng cùng hắn cùng một chỗ chứng đạo kiếp tiên. Bất quá ngẫm lại, lấy bạch đạo hữu tư chất cùng cái kia đáng sợ khí vận, luôn cảm giác vô luận cái gì kỳ tích phát sinh ở trên người hắn, đều có thể lý giải. Mà lại,
tại kiếp tiên hư không bên trong mân mê ra một tòa tiểu cung điện đến, đích thật là Bạch đạo hữu mới có thể làm ra sự tình. Bạch đạo hữu luôn yêu thích làm một ít không thể tưởng tượng sự tình. A, à, nguyên lai là tìm Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn truyền âm trả lời, khách nhân đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Tại hạ bá tống, Bạch tiền bối còn đang bế quan minh tưởng bên trong, tạm thời không cách nào đáp lại khách nhân, xin thứ lỗi. Hào Kiệt đại lão nghe được Tống Thư Hàng thanh âm lúc, lập tức sững sờ. Bạch đạo hữu cứ nhiên không phải đơn độc một người, hơn nữa còn mang theo một vị vãn bối, cùng một chỗ đi vào kiếp tiên hư không. Không hổ là Bạch đạo hữu, tổng là có thể làm được một số làm cho người không cách nào tưởng tượng sự tới. Mang theo hậu bối cùng một chỗ xâm nhập kiếp tiên hư không loại sự tình này, bình thường tu luyện giả thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thì ra là thế, Bạch đạo hữu ưa thích bế quan tính cách vẫn không có biến hóa a. Hào Kiệt đại lão mỉm cười, bá tống đạo hữu người tốt, ta là Đại La giáo Ngũ Kiếm. Đại La giáo, Tống Thư Hàng nghe được cái này quen thuộc tông môn về sau, lập tức truy vấn, tiền bối nhận biết Phũ Nguyệt Chân Quân sao? Phũ Nguyệt Chân Quân, Cửu Châu nhất hào quần điệu thấp nhưng lại cao điệu nhân viên quản lý. Tại quần thảo luận không nói nhiều, nhưng nàng lại là quần bên trong nổi danh nhất bản tử vương. A, à, đạo hữu người cũng nhận biết tiểu Vũ Nguyệt, đợi đã, chẳng lẽ, bá tống đạo hữu người cũng tới qua Vũ Nguyệt vở. Vị này Đại La giáo Ngũ Kiếm tiền bối vô ý thức lên tiếng nói. Trong những lời này lượng tin tức thật là lớn. Đặc biệt là trong đó cái kia cũng chữ, phi thường khắc sâu để lộ ra vị này Ngũ Kiếm tiền bối nội tâm bi ai, cùng hắn chua xót chuyện cũng người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Mà lại nghe hắn ngữ khí, tựa hồ không phải lần đầu tiên bên trên Vũ Nguyệt Chân Quân vở. Có thể là tiềm thức cho rằng vị này bá tống tiểu hữu cũng cùng hắn từng có đồng dạng kinh lịch, bị tiểu Vũ Nguyệt vẽ qua vở, sở dĩ mặc dù mới cách tiểu cung điện đối thoại hai câu, nhưng Đại La giáo Ngũ Kiếm tiền bối trong lòng không hiểu cảm giác mình cùng vị này bá tống tiểu hữu ở giữa rất hợp tới. Ngũ Kiếm tiền bối độ thiện cảm không hiểu thấu. Kỳ thật Vũ Nguyệt Chân Quân là ta tại Cửu Châu nhất hào quần bên trong tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời, đồng thời hắn mở ra cung điện đại môn, Ngũ Kiếm tiền bối, mau mau mời đến. Nếu là Bạch tiền bối cố nhân, lại là Đại La giáo Vũ Nguyệt Chân Quân trưởng bối, vậy dĩ nhiên không thể đem người ta ngăn tại ngoài cửa. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Tiểu Vũ Nguyệt là đạo hữu, tiền bối, Đại La giáo Ngũ Kiếm quân chủ nghe được Tống Thư Hàng hồi phục về sau, có chút mộng bức. Hắn thông qua nguyên thần cảm ứng. Mơ hồ có thể phát giác vị này bá tống đạo hữu cường độ tinh thần lực, cũng tại cửu phẩm kiếp tiên cấp độ. Là giống như hắn ở vào kiếp tiên ngàn ngày chi kiếp thời kỳ cuối, đã ra đời kiếp tiên sinh cơ, ngưng tụ ra không gian kiếp cốt tồn tại. Chính vì vậy, hắn biết vị này bá tống tiểu hữu là Bạch đạo hữu hậu bối về sau, vẫn như cũ cùng đối phương lấy đạo hữu tương xứng, xem đối phương vì cùng cấp bậc tồn tại. Kết quả người ta mới mở miệng liền xưng nhà hắn tiểu Vũ Nguyệt vì tiền bối. Tiểu Vũ Nguyệt hiện tại mới lục phẩm chân quân cảnh giới, có tài đức gì có thể trở thành một tôn cửu phẩm kiếp tiên tiền bối. Nhà ta tiểu Vũ Nguyệt như thế sâu, vì cái gì ta đều không biết. Đợi đã, chẳng lẽ vị này bá tống đạo hữu nói tiền bối cũng không phải là tu luyện trong chuyện này tiền bối, mà là phương diện khác kỹ thuật bên trên tiền bối. Tỷ như, vị này bá tống đạo hữu cũng là vẽ vở, tại vẽ vở trong chuyện này, là tiểu Vũ Nguyệt hậu bối. Nghĩ đến đây cái khả năng lúc, Ngũ Kiếm quân chủ liền dùng mình. Nhưng ngay cả như vậy, nội tâm của hắn vẫn như cũ không hiểu thấu đối bá tống đạo hữu hảo cảm. Mắt thấy tống ổ chó cung điện đại môn mở ra về sau, Ngũ Kiếm quân chủ hơi suy nghĩ một chút về sau, liền cắn răng tiến vào cung điện nếu biết Bạch đạo hữu ở bên trong, hắn dù sao cũng phải đi vào chạm mặt. Ngũ Kiếm quân chủ nguyên thần vừa tiến vào trong cung điện về sau, lại là sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, tại này nho nhỏ trong cung điện, cứ nhiên không chỉ Bạch đạo hữu cùng bá tống đạo hữu, còn có ba vị đạo hữu cùng tồn. Vị này là Vân Tước Tử tiên tử, còn có Thất Tu tiểu hữu, a, à, Linh Điệp tiểu hữu cũng tại, còn có Bạch đạo hữu làm sao biến thành như thế tiểu con. Ngũ Kiếm quân chủ lập tức đem ở đây tất cả mọi người nhận mấy lần. Vân Tước Tử tóc dài tập kết dây thừng, đem Thất Tu, Linh Điệp thắt ở một bên. Lại đem còn nhỏ Bạch đạo hữu cùng một vị khác người trẻ tuổi thắt ở một bên khác. Không nghĩ tới Bạch đạo hữu không phải một mang một, mà là một mang bốn,
mang theo 4 cái đạo hữu cùng một chỗ tiến vào kiếp tiên hư không. Cuối cùng, Ngũ Kiếm Quân Chủ ánh mắt rơi vào tuổi trẻ Tống Thư Hàng trên người, vị này chính là Bá Tống đạo hữu a. Vừa nhìn thấy Bá Tống Trương này người vật vô hại mặt về sau, hắn đột nhiên cảm giác độ thiện cảm lại không hiểu thấu. Bá Tống đạo hữu, ngươi vừa rồi xưng Tiểu Vũ Nguyệt vì tiền bối. Chẳng lẽ, ngươi đang cùng Tiểu Vũ Nguyệt là một cái thứ nguyên lĩnh vực? Mặc dù tốt cảm giác độ một mực tại tăng lên, nhưng tháng năm quân chủ vẫn còn có chút cảnh giác hỏi. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, cái gì? Xem ra không phải, vậy là tốt rồi. Gặp Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng về sau, Ngũ Kiếm quân chủ không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, độ thiện cảm lại. Tống Thư Hàng một mặt mờ mịt. Ngũ Kiếm quân chủ lại hỏi, bất quá, đã không phải một cái thứ nguyên lĩnh vực, vậy ngươi tại sao phải gọi Tiểu Vũ Nguyệt tiền bối? Bởi vì nhận biết Vũ Nguyệt tiên tử thời điểm, nàng chính là ta tiền bối. Tống Thư Hàng tự nhiên trả lời. Ngũ Kiếm quân chủ đầy trong đầu dấu chấm hỏi, đạo hữu ngươi hiện giờ là cảnh giới gì? Huyền thánh cảnh giới, Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Sở dĩ ngươi một cái sắp huyền thánh tốt nghiệp đồ cổ tại sao phải giả bộ nai tơ, gọi ta nhà Tiểu Vũ Nguyệt tiền bối a? Ngươi chẳng lẽ đối Tiểu Vũ Nguyệt có đặc thù ý đồ? Nghĩ tới đây lúc, Ngũ Kiếm quân chủ độ thiện cảm lại không hiểu thấu. Cổ vũ, hắn đối Tống Thư Hàng ủng hộ nói. Tống Thư Hàng, hắn phát hiện mình cứ nhiên theo không kịp vị này Ngũ Kiếm tiền bối não mạch kín, hoàn toàn không biết vị này Ngũ Kiếm tiền bối muốn biểu đạt cái gì. Nói trở lại, Bá Tống đạo hữu ngươi cửu phẩm thiên kiếp độ đến đâu cái giai đoạn? Ngũ Kiếm quân chủ nói, cùng là độ cửu phẩm thiên kiếp tồn tại, cùng hưởng tin tức cộng đồng tiến bộ. Cửu phẩm thiên kiếp lời nói, ta cùng Bạch tiền bối tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới bên trong nên ở khoảng 3 tháng. Tống Thư Hàng tính toán thời gian một chút, trả lời. Cùng Bạch đạo hữu cùng một chỗ, Ngũ Kiếm quân chủ sững sờ, các ngươi tại thành đoàn độ cửu phẩm thiên kiếp. Đây quả thực là hành động tìm chết a. Nên tính là đi, Tống Thư Hàng trả lời. Ngũ Kiếm quân chủ lại nhìn mắt Thất Tu, Linh Điệp cùng Vân Thước Tử, hỏi, chẳng lẽ Vân Thước Tử tiên tử cùng Thất Tu, Linh Điệp đạo hữu cũng cùng các ngươi cùng một chỗ thành đoàn độ kiếp? Không có đâu, nơi này chỉ có ta cùng với Bạch tiền bối độ kiếp. Tống Thư Hàng vội vàng giải thích nói. Ngũ Kiếm quân chủ nghe đến đó, nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn may không phải là 5 cái đoàn, chỉ là 2 người đoàn lời nói, dựa vào Bạch đạo hữu cái kia thần kỳ vận khí, có lẽ có thể bình yên vượt qua đại kiếp. Tóm lại, thành đoàn độ kiếp quá nguy hiểm, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Ngũ Kiếm quân chủ nhắc nhở. Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý nói, đúng vậy a, mỗi lần thành đoàn độ kiếp lúc, đều là cửu tử nhất sinh, nhiều lần đều kém chút ngỏm củ tỏi. Ngũ Kiếm quân chủ. Mỗi lần, nhiều lần kém chút ngỏm củ tỏi. Vị này Bá Tống đạo hữu, không phải lần đầu tiên thành đoàn độ kiếp. Nghe một hơi này, hắn chí ít cũng thành đoàn độ kiếp rồi 3 lần trở lên. Cáo từ, không cứu nổi. Sau đó, Ngũ Kiếm quân chủ nội tâm lại không hiểu thấu độ thiện cảm. Lúc này Ngũ Kiếm quân chủ rốt cục cảm giác đã có điểm không thích hợp. Vị này Bá Tống trên người cũng không có Bạch đạo hữu quỷ dị như vậy mị lực, vì cái gì có thể không ngừng làm cho người cảm giác đến thân thiết. Ngũ Kiếm quân chủ cẩn thận quan sát về sau, rốt cục phát hiện chỗ cổ quái. Chỉ thấy vị này Bá Tống đạo hữu tóc, giống như là có sinh mệnh trong hư không không ngừng xoa động, phảng phất tại phóng thích một loại nào đó kỹ năng. Hơn nữa còn có một đám thánh viên hư ảnh tại như ẩn như hiện lúc đầu, Ngũ Kiếm quân chủ coi là cung điện trên nóc nhà thánh viên là một loại nào đó trang trí, hiện tại xem ra, những thánh viên kia căn bản chính là vị này Bá Tống đạo hữu kỹ năng. Bá Tống đạo hữu ngươi đang làm gì đó? Ngũ Kiếm quân chủ nghi hoặc hỏi. Tiền bối không cần chú ý, ta đang cày kiếp tiên hư không thế giới hảo cảm giá trị. Tống Thư Hàng giải thích nói. Ngũ Kiếm quân chủ. Hung phạm chính là ngươi. Ta một mực độ thiện cảm không hiểu thấu đầu nguồn hung thủ. Nhưng mà, dù cho biết mình độ thiện cảm không ngừng chân hung chính là Tống Thư Hàng, nhưng là Ngũ Kiếm quân chủ nội tâm độ thiện cảm vẫn như cũng nhịn không được. Đây là cái gì quỷ dị pháp thuật? Chẳng lẽ là từ Bạch đạo hữu cái kia quỷ dị mị lực bên trong thu hoạch được đến linh cảm mà sáng tạo? Để cho người ta có thể chịu không được đối người thi pháp có ấn tượng tốt, từ đó khắp nơi chiếm cứ tiên cơ. Thật là một cái đáng sợ tà thuật. Ngũ Kiếm quân chủ thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác mình không thể tiếp tục ở lại nơi này, lại ở lại xuống dưới,
hắn đối vị này bá tống tiểu hữu độ thiện cảm liền muốn đột phá chân trời, đến lúc đó không cẩn thận đem chọn cái đại la giáo đưa ra ngoài liền xong rồi. Còn nữa bạch đạo hữu còn đang bế quan, hắn cũng đã tới tế bái qua bạch đạo hữu, cũng liền không sai biệt lắm là thời điểm rời đi. Nghĩ tới đây, Ngũ Kiếm quân chủ liền quyết định cùng Tống thư hàng khách sáo một chút, liền cáo từ rời sân. Bá Tống đạo hữu tăng cường kiếp thiên hư không độ thiện cảm phương thức thật sự là có một phong cách riêng. Ngũ Kiếm quân chủ mỉm cười, tùy ý giật đề tài bắt đầu khách sáo. Tống thư hàng ngại ngùng nói, tiền bối ngài quá khen, chủ yếu là ta cũng không có tăng cường cùng kiếp thiên hư không độ thân mật phương pháp, thế là chỉ có thể dùng một số giã lộ thử một chút. Ngũ Kiếm quân chủ cười nói, chẳng lẽ cung điện bên ngoài những con khỉ kia cũng là dùng để tăng cường cùng kiếp thiên hư không độ thân mật? Đúng vậy, dù sao thử một lần lại không muốn tiền, sở dĩ mặc kệ phương pháp gì, ta đều lôi ra đến linh lợi. Tống thư hàng ngượng ngùng nói. Bá Tống đạo hữu người thật là một cái có ý tứ đạo hữu, tính cách của chúng ta nhất định rất hợp tới. Đối đãi chúng ta cộng đồng độ xong cửu phẩm thiên kiếp về sau, chúng ta tại hiện thế nâng cốc ngôn hoan. Ngũ Kiếm quân chủ mỉm cười, đọc lên tạm biệt khách sáo lời kịch. Sau đó hắn đứng dậy ôm quyền, vậy kế tiếp ta sẽ không quấy rầy Bá Tống đạo hữu cùng Bạch đạo hữu bế quan, đi đầu một bước, để cho chúng ta hiện thế gặp lại đi, Bá Tống. A, à, đang chuẩn bị ly biệt lúc, nguyên thần của hắn nhìn chăm chú Bá Tống đạo hữu nhìn chỉ chốc lát lúc, đột nhiên trước mắt bắn ra lít nha lít nhít 7 cái đạo hào tới. Bá Tống, Bá Nho, Bá Long, Bá Ma, Bá Diệt, Bá U, Bá Đao. Đầy bình phong bá tự thánh hào, chiếm cứ hắn tầm nhìn. Đây là cái gì quỷ? Nguyên thần của ta chẳng lẽ cũng hoa mắt? Ngũ Kiếm quân chủ không dám tin, hắn lần này trực tiếp dùng nguyên thần vật lý quan sát Bá Tống. 7 cái thánh hào, vẫn như cũ không ngừng phù hiện ở trong lòng của hắn. Ngũ Kiếm tiền bối thế nào? Tống thư hàng thần thức nhìn đến Ngũ Kiếm quân chủ một mặt bộ dáng khiếp sợ, nghi hoặc hỏi. Xảy ra chuyện gì? Để Ngũ Kiếm tiền bối vị này dự bị kiếp tiên trấn kinh thành bộ dáng này. 7 cái thánh hào, Ngũ Kiếm quân chủ chỉ Tống thư hàng. Há, Ngũ Kiếm tiền bối ngươi đang nói cái này à? Tống thư hàng nói, đúng vậy, bởi vì một số tương đối nguyên nhân đặc biệt, ta có được 7 cái khác biệt thánh hào. Ngươi làm sao làm được? Ngũ Kiếm quân chủ lăng nói. Tống thư hàng nói, thành đoàn độ kiếp. Ngũ Kiếm quân chủ. Không học được, không học được. Cáo từ. Bá Tống đạo hữu không hổ là cùng Bạch đạo hữu có thể chơi đến cùng nhau đặc thù tồn tại. Ngũ Kiếm quân chủ điều chỉnh tâm tình của mình, mỉm cười nói. Hừm, ai kêu ta? Đột nhiên, Bạch tiền bối cái kia giọng non nớt vang lên. Bế quan bên trong ấu Bạch từ từ mở mắt, thần thức khuếch tán ra tới. Bạch tiền bối ngươi tỉnh rồi, Tống thư hàng nói. Ta đây là xuất quan, không giống ngươi đang ngủ, ấu Bạch ngây thơ nói. Tống thư hàng tay nhỏ xấu hổ gãi gãi hư không. Nguyên lai là Ngũ Kiếm đạo hữu nha, ta xuất quan không lâu sau, liền nghe nói ngươi đã trùng kích cửu phẩm kiếp tiên ngàn ngày chi kiếp. Hiện tại xem ra, ngươi đây là sắp độ kiếp thành công. Ấu Bạch ngây thơ nhưng lại dùng thành thục ngữ điệu nói. Rất muốn đem hắn ôm về nhà. JPG công đức xà mỹ nhân tại Tống thư hàng trong đầu bắt đầu tuần hoàn phát ra như thế một chương biểu lộ hình. Đã lâu không gặp, Bạch đạo hữu. Ta không nghĩ tới ngươi cũng đã đang trùng kích cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Lúc đầu muốn đi Ngũ Kiếm quân chủ, nhìn thấy ấu Bạch sau khi tỉnh lại liền lại chú lưu xuống dưới. Ngũ Kiếm đạo hữu ngươi hiểu lầm, ta trước mắt còn không có trùng kích cửu phẩm kiếp tiên, ta chỉ là tại độ cửu phẩm thiên kiếp mà thôi, tạm thời ta không phải rất gấp trùng kích cảnh giới. Ấu Bạch lộ ra nụ cười ngọt ngào nói, trước độ kiếp, dù sao cửu phẩm thiên kiếp rất lãng phí thời gian. Sở dĩ ta trước hết hòa hoãn một chút thời gian, đến lúc đó, chờ ta chân chính trùng kích cửu phẩm cảnh giới lúc, có thể trực tiếp cùng đã giảm sóc cửu phẩm thiên kiếp quá trình tiến hành không có khe hở kết nối, trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt ta độ cửu phẩm thiên kiếp muốn lãng phí thời gian. Bạch đạo hữu thỉnh giảng tiếng người, Ngũ Kiếm quân chủ cười nói Bạch đạo hữu quả nhiên vẫn là Bạch đạo hữu, bình thường tu sĩ tránh không kịp thiên kiếp, tựa hồ chưa từng có đối Bạch đạo hữu tạo thành qua uy hiếp. Bên cạnh Tống thư hàng nghe vậy, liền thử giải thích nói, kỳ thật cũng là bởi vì cửu phẩm thiên kiếp văn bản tài liệu bao qua lớn, cho nên chúng ta trước sự tồn download cửu phẩm thiên kiếp, chờ muốn độ kiếp thời điểm lại hắn mở ra. Ngũ Kiếm quân chủ. Đúng, bá Tống tiểu hữu cũng tại cùng Bạch đạo hữu cùng một chỗ độ kiếp,
nói cách khác hắn kỳ thật cũng là tại giảm sóc cửu phẩm thiên kiếp. Vậy bọn hắn hiện tại rốt cuộc muốn xem như cái nào cảnh giới tu sĩ? Thực sự trò chuyện không nổi nữa, cùng bọn hắn hai người này không tiếng nói chung a. Lời tuy như thế, hắn đối bá Tống Độ Thiện cảm lại lặng lẽ, không dứt. Luôn cảm giác thiên kiếp thật mất mặt, Ngũ Kiếm quân chủ âm thầm cảm thán nói. Còn tốt á, Ấu Bạch lên tiếng nói, chỉ ít thiên kiếp hương vị rất không tệ, lôi kiếp nhai lên cảm giác tương đối bạo tạc, tâm ma kiếp mới mẻ ngon miệng. Ngũ Kiếm quân chủ, mùi vị không tệ, cảm giác bạo tạc, mới mẻ ngon miệng, những thứ này thật sự là đối thiên kiếp đánh giá. Tại ta trùng kích cửu phẩm thiên kiếp trong 3 năm này, ngoại giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, Ngũ Kiếm đạo hữu, người bây giờ tại thử nghiệm tìm kiếm kiếp tiên hư không thiết điểm, ký thác nguyên thần sao? Lúc này, Ấu Bạch lên tiếng hỏi. Còn tốt rốt cục đổi đề tài. Ngũ Kiếm quân chủ khẽ gật đầu nói, đúng vậy, nguyên thần của ta đã tại kiếp tiên hư không bên trong ngây người một đoạn thời gian rất dài, cùng kiếp tiên hư không hòa hợp độ cũng tăng lên tới đầy đủ trình độ, bước kế tiếp liền muốn mở ra kiếp tiên hư không thiết điểm. Vậy không bằng cùng một chỗ. Ấu Bạch hướng về Ngũ Kiếm quân chủ phát ra mời. Ấu Bạch hiện tại cần phải có người dẫn đường, giúp hắn tìm tới kiếp tiên hư không thiết điểm. Hắn tốt khóa chặt tiết điểm vị trí sau đó, Ngũ Kiếm quân chủ liền bản thân đóng gói đưa tới cửa. Vui lòng đến cực điểm, có Bạch đạo hữu cùng một chỗ hành động, ta tin tưởng mình nhất định có thể mau chóng tìm tới tiết điểm. Ngũ Kiếm quân chủ gật đầu nói. Bất quá một hồi, đang tìm kiếm tiết điểm quá trình bên trong, hắn phải chú ý an toàn, tuyệt đối không nên bị Bạch đạo hữu bảo quý hiểm trung cầu thuộc tính ảnh hưởng đến. Như vậy chúng ta lên đường đi, thư hàng. Người đem cung điện di động quyền khống chế giao cho Ngũ Kiếm đạo hữu, nhưng hắn khống chế cung điện tại kiếp tiên hư không bên trong di động, mở ra hư không tiết điểm. Ấu Bạch quay đầu đối Tống Thư Hàng nói. Được Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Đốt chúc mừng ngài thu được Tống ổ chó quyền khống chế, mời bảo vệ vệ sinh, đối xử tử tế ổ chó. Một cái tiếng nhắc nhở tại Ngũ Kiếm quân chủ nguyên thần bên trong vang lên. Tống ổ chó. Cái tên này. Thật sự là vượt quá Ngũ Kiếm quân chủ dự kiến. Sẽ đem chỗ mình ở đặt tên là ổ chó, chẳng lẽ? Vị này bá Tống đạo hữu bản thể, nhưng thật ra là khuyển yêu. Nghĩ đến đây lúc, Ngũ Kiếm quân chủ nhìn về phía Tống Thư Hàng ánh mắt đều biến nhu hòa. Hắn nhưng thật ra là cái rất ưa thích nuôi chó người, chỉ là không có nuôi sủng thiên phú. Lại thêm tu sĩ động một chút lại muốn bế quan mấy năm thậm chí trên 100 năm. Phổ thông chó nhỏ thọ nguyên còn chưa đủ hắn bế cái trung đẳng độ dài quan. Mà nếu như muốn bồi dưỡng một đầu khuyển yêu lời nói, chẳng khác nào là thu một cái đệ tử. Đệ tử cùng sủng vật, lại sẽ có khác nhau. Sủng vật có thể dùng đến sủng ái, đệ tử lời nói thì là muốn nghiêm khắc đối đãi. Thế là, Ngũ Kiếm quân chủ độ thiện cảm bắt đầu vững bước gia tăng. Bá Tống đạo hữu người chân thân khí tức ẩn tàng thật tốt, liền xem như ta tiếp xúc gần gũi. Trước đó vậy mà đều không có phát giác ngươi chân thân tới. Ngũ Kiếm quân chủ mỉm cười. Tống Thư Hàng sững sờ. Chân thân, ẩn tàng thật tốt. À, chẳng lẽ Ngũ Kiếm tiền bối giảng chính là Bạch tiền bối chân thực huyễn tượng sở cụ hiện hóa đi ra cái kia hư ảo Tống Thư Hàng. Ngũ Kiếm tiền bối ngươi hiểu lầm, đây không phải là ta chân thân. Cái kia nhưng thật ra là Bạch tiền bối chân thực huyễn tượng sở cụ hiện hóa đi ra. Tống Thư Hàng giải thích nói. À. Ta không phải nói cái này chân thân, ta nói là, người chủng tộc chân thân, Ngũ Kiếm quân chủ nói, khuyển tộc. Đang không ngừng độ thiện cảm cọ rửa bên dưới, Ngũ Kiếm quân chủ trạng thái tựa hồ cũng ẩn ẩn chịu ảnh hưởng, hắn tại tiếp nhận Tống ổ chó quyền khống chế về sau, nhịn không được đối Tống Thư Hàng duỗi ra nhẹ tay nhẹ chiêu động, trong miệng phát ra âm thanh, toát toát toát. Tống Thư Hàng, thiên địa tuần hoàn, nhân quả báo ứng, không phải không báo, thời gian chưa tới. Công đức xà Mỹ nhân tại Tống Thư Hàng trong đầu phát ra lời kịch. Tiền bối hiểu lầm, ta cũng không phải là khuyển tộc. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, người nhất định là nhận được cái này Tống ổ chó cung điện danh tự A. Kỳ thật nói rất dài dòng, sở dĩ liền không giải thích, dù sao cùng ta đã từng một cái đạo hiệu có quan hệ. Thì ra là thế, thật có lỗi là ta thất thố. Ngũ Kiếm quân chủ tiếc nuối nói. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp đem trình cầu đàn đạo hiệu khôi phục lại, tiếp tục như vậy nữa, ta liền chủng tộc đều muốn bị người hiểu lầm. Tống Thư Hàng nói khẽ. Tiên tử nghe vậy, hi hi cười một tiếng, đem cái tin tức này phát cho trình cầu đàn tiên tử.
Cũng không biết tại phía xa Cửu U Trình Cẩu Đản tiên tử nhận được tin tức sau có thể hay không vui vẻ. Kiếp thiên hư không bên trong. Tống ổ chó tại ngũ kiếm quân chủ khống chế bên dưới, vững bước tiến lên. Kiếp thiên hư không tiết điểm là rất suy tâm đồ vật, có đôi khi đến dựa vào trực giác đi truy tầm bọn chúng. Ngũ kiếm quân chủ lúc này cùng kiếp thiên hư không độ thiện cảm đã soát đến hợp cách tuyến trở lên, hắn hiện tại trong lòng liền có một loại trực giác, thuận loại này trực giác. Hắn có thể tại kiếp tiên hư không bên trong tìm kiếm thuộc về chính hắn kiếp tiên điểm, dùng để ký thác nguyên thần của mình. Bạch đạo hữu, đón lấy lui tới trái vẫn là hướng phải. Ta có chút không nắm chắc được, cảm giác tả hữu tựa hồ cũng tại ta trực giác trong mục tiêu. Tống ổ chó nhẹ nhàng sau một lúc, ngũ kiếm quân chủ đột nhiên lên tiếng hỏi. Ấu Bạch duỗi tay nắm lấy Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, đừng nhúc nhích, Ấu Bạch nói. Sau đó hắn nắm lấy Tống Thư Hàng giống lớn đĩa quay một dạng nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Tống Thư Hàng. Phía bên phải, Ấu Bạch trả lời. Được, ngũ kiếm quân chủ vui sướng khống chế tống ổ chó, hướng bên phải phương hướng khu chạy nhanh. Cùng Bạch đạo hữu cùng một chỗ hành động chính là như thế nhẹ nhõm vui sướng. Sự bị kiếp tiên đối kiếp tiên tiết điểm trực giác cũng không phải vạn năng, coi như thuận trực giác đi, cũng sẽ đi nhầm phương hướng khả năng. Có đôi khi càng là cần làm ra lựa chọn, tựa như vừa rồi. Mà có Bạch đạo hữu ở một bên hiệp trợ về sau, đang do dự không quyết thời điểm, liền có thể mượn nhờ Bạch đạo hữu lực lượng, lựa chọn đáp án chính xác. Thời gian cực nhanh, lại một ngày đi qua. Kiếp tiên hư không thực sự quá mức mênh mông, cơ hồ vô biên vô hạn. Một ngày lộ trình, đối kiếp tiên hư không tới nói không đáng kể chút nào. Mà lại Tống Thư Hàng bọn người toàn bộ hành trình cũng không có gặp gỡ cái thứ hai dự bị kiếp tiên nguyên thần. Chư thiên vạn giới tuy lớn, nhưng kiếp tiên lại không phải mỗi năm đều có. Liền huyền thánh trước đó đều đã trải qua ngàn năm không ra, kiếp tiên thì càng khó khăn. Trong lúc này, Tống Thư Hàng lại khó được bế nửa ngày quan. Sau đó liền bị Bạch tiền bối xoay quanh vòng, tỉnh lại tới. Còn không tìm tới kiếp tiên tiết điểm sao? Tống Thư Hàng hỏi. Ngũ kiếm quân chủ khẽ cười nói, tìm kiếm kiếp tiên tiết điểm nào có dễ dàng như vậy. Bất quá, trực giác của ta nói cho ta biết, thuộc về ta kiếp tiên tiết điểm đã rất gần. Mỗi cái kiếp tiên tiết điểm đều là chuyên môn sao, một cái tiết điểm bên trong chỉ có thể ký thác một cái kiếp tiên nguyên thần. Tống Thư Hàng hỏi, đương nhiên, đây là thường thức đi, ngũ kiếm quân chủ đáp. Tống Thư Hàng ngại ngùng cười một tiếng hắn tại kiến thức căn bản phương diện hoàn toàn chính xác không đủ. Đến, xuất hiện, đột nhiên, ngũ kiếm quân chủ hưng phấn kêu lên. Tại một ngày một đêm khổ sở truy tìm về sau, hắn kiếp tiên hư không tiết điểm rốt cục bị tìm tới, cũng mở ra. Chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Tống Thư Hàng tinh thần lực vội vàng khuếch trương ra, hướng về kia cái kiếp tiên hư không tiết điểm quét tới. Chỉ thấy tại nguyên bản thế giới 2D kiếp tiên hư không bên trong, xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. So móng tay còn muốn nhỏ. Bạch đạo hữu, bá Tống đạo hữu, ta phải đi trước một bước. Ngũ kiếm quân chủ đứng lên, đối Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh ôm quyền nói, chúng ta đến lúc đó hiện thế gặp. Kiếp tiên hư không tiết điểm không phải một mực mở ra, hắn không thể lãng phí thời gian nữa, nhất định phải thừa dịp tiết điểm mở ra thời điểm, ngay lập tức đem nguyên thần ký thác đến hư không tiết điểm đi. Ấu Bạch phất phất tay, chúc ngũ kiếm đạo hữu sớm ngày vượt qua cửu phẩm thiên kiếp, hiện thế gặp. Cổ vũ ngũ kiếm tiền bối, đến lúc đó hiện thế gặp mặt, ta mời ngươi ăn thiên kiếp phần món ăn. Tống Thư Hàng cười nói. Ngũ kiếm quân chủ tiêu sái khoát tay, mở ra tống ổ chó môn, thân hình trốn vào kiếp tiên hư không bên trong. Nguyên thần của hắn hướng về kia cái chấm đen nhỏ tới gần. Tống Thư Hàng thần thức khóa chặt một khu vực như vậy, cẩn thận quan sát kiếp tiên nguyên thần ký thác hư không quá trình. Tại nguyên thần của hắn chú ý xuống phát hiện. Đưa ngũ kiếm quân chủ nguyên thần tới gần chấm đen nhỏ về sau, nguyên thần liền bị kéo dài, kéo thành một đầu hình đường thẳng. Nhìn lấy cũng cảm giác rất đau dáng vẻ. Một người bộ dáng, cần trải qua như thế nào tôi luyện, mới có thể bị kéo thành một đầu mảnh diện. Kéo dài sau ngũ kiếm quân chủ nguyên thần, rơi vào đến cái kia chấm đen nhỏ bên trong. Tinh tế mỉ sợi, bị chấm đen nhỏ triệt để tiếp nhận. A. Chẳng lẽ sở vị kiếp tiên hư không tiết điểm là một chiều thế giới? Tống Thư Hàng suy đoán nói. Kiếp tiên hư không là hai chiều thế giới. Cái kia dùng để ký thác nguyên thần tiết điểm, nói không chừng là lại thấp một chiều không gian. Rất vui sướng,
Ký thác ngũ kiếm quân chủ cái kia kiếp thiên hư không tiết điểm, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó, đến phiên chúng ta, Ấu Bạch lên tiếng nói. Chúng ta muốn làm thế nào? Tống Thư Hằng hỏi. Ta vừa rồi đã ghi chép kiếp thiên tiết điểm vị trí. Tiếp đó, ta thử một chút có thể hay không trong hư không mở ra một cái tiết điểm. Sau đó, người nghĩ biện pháp đem tiết điểm cố định xuống. Ấu Bạch lên tiếng nói.